chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 221 có một trái tim sai trái, vô song nhìn tiêu lan trước mắt vẫn luôn cười khéo léo với nàng, trong lòng không nhịn được hoài nghi. Nàng cũng sẽ không cho rằng, một đứa trẻ được người cưng chiều như tiêu lan trong một đêm sẽ biết mình sai rồi thần y thật sự là xin lỗi là ta ngày hôm qua thất lễ kính xin thần y đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tiêu lan hành lễ với nàng nụ cười trên mặt dịu dàng động lòng người tựa như nữ tử ngày hôm qua đối với nàng tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường bất quá chỉ là ảo giác của nàng đâu là tiêu cô nương khách khí vô song cũng trả lời cười chuyện ngày hôm qua nàng thật đúng là không để ở trong lòng nàng ngược lại muốn nhìn xem vị tiêu cô nương này rốt cuộc muốn chơi trò gì thật sự là làm cho người ta chờ mong a à. không hai mắt thần có hứng thú đảo qua khuôn mặt đầy hiền lành của tiêu lan độ cong bên miệng càng sâu hơn một chút hôm nay thời tiết tốt như vậy ta nhớ rõ hậu viện của biểu ca có một cái hồ nước nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp không khí dễ chịu không biết thần y có thể thưởng thức mặt mũi hay không cùng Lan nhi đi du ngoạn một phen tự nhiên vô song nhúng nhúng vai cùng hồng tụ cùng cẩm tụ hai người dẫn đầu đi tới. Tiêu Lan thấy nàng đi ở phía trước, tự cảm thấy địa vị của mình bị cướp đi, nhịn không được âm thầm trừng mắt nhìn sau lưng vô song. Vô song chậm rãi chỉnh sửa đầu, môi son khẽ nhếch lên, giống như Tiêu Lan, tiểu cô nương từ nhỏ đã được mọi người đón chào, bây giờ lại ở chỗ mình ăn chạng, nàng có thể nuốt được khẩu khí này, nàng mới có thể cảm thấy kỳ lạ. Nháo đi, mặc dù náo loạn, ngày này quá mức thanh nhàn, nàng cũng muốn tìm chút vui vẻ người nào mà không lễ phép như vậy hừ thật đúng là coi mình là thần tiên trên trời hay sao tiểu tư đuổi kịp phẫn nộ nói thầm mặc dù là nói thầm nhưng mấy người ở đây lại nghe rõ ràng ngươi hồng tụ vừa muốn mắng trở về lại bị vô song ra tay ngăn cản chớ có so đo với những người không biết lễ nghĩa vô song cười nhạt vỗ vỗ tay tay áo đỏ sau đó tiếp tục đi về phía trước tiêu lan nghe vậy trong lòng vừa tức vừa nóng tiểu tư là nha hoàng của nàng, tiện nhân này nói tiểu tư, không phải là đang thầm mỉa mai nàng cũng là người không biết lễ nghĩa sao? Hừ. Thấy vô song đi rồi, trong lòng Tiêu Lan tức giận không chịu nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn tiểu tư một cái, nếu không phải nhìn nơi này là viện của biểu ca, nàng đã sớm giết chết tiểu nha đầu khiến nàng mất mặt. Hãy nhớ rằng, sau một thời gian không nên nói không nên làm, ngươi tốt hơn không cho tôi nói bừa bãi, làm ngươi nên làm, nói ngươi nên nói nếu lại làm cho ta mất mặt, ta không ngại đem ngươi ném vào trong đống ăn mày hưởng thụ. Tiêu Lan hung tợn nhìn tiểu tư, ánh mắt kia rơi vào trong mắt tiểu tư, giống như bị rắn miệng độc trên đời nhìn chằm chằm, nếu vô tình bị cắn một cái, có thể sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Vâng, vâng. Thưa cô, tôi, tôi sẽ làm theo lời ngươi. Tiểu tư run rẩy trả lời, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Tiêu Lan hài lòng gật gật đầu, bước nhanh về phía trước, rất nhanh đuổi kịp bước chân vô song tiêu cô nương mời ngồi vô song đi bộ đến trong đình ngồi xuống sau đó lại đưa tay khách khí mở miệng với tiêu lan tiêu lan nhịn xuống bất mãn với tư thế của nữ chủ nhân khéo léo cười ngồi xuống tiểu tư còn không mau đem đồ đạc mang lên vâng thưa cô chỉ thấy tiểu tư đem cái hộp trong tay dâng lên vô song hơi nhướng mày tiêu cô nương này lại đang dở trò gì đây thần y đây là một cây trâm ngọc ta mua trong cửa hàng ngọc của tây lương quốc sáng nay ta nhìn thần bác sĩ xinh đẹp làn da trắng bệt, phối hợp với ngọc trâm này vừa vất, ồ. Vô song nhướng mày lần nữa, thấy tiêu lan mở cái hộp ra, bên trong an tĩnh đến mức nằm một cây trâm ngọc, nhìn nhuận sắc kia, quả thật là ngọc tốt thượng đẳng, kính xin thần y nhận lấy. Tiêu lan đưa cái hộp qua, trong mắt tràn đầy chờ mong, vô song không tiếp nhận, mà tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Thẳng đến khi nụ cười trên mặt tiêu lan có chút cứng ngắc, tay cầm hộp khẽ run rẩy, nàng mới đưa tay tiếp nhận tiêu tiểu thư thật sự là khách khí bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ tội gì hao hết tâm tư như vậy vô song cố ý đem bốn chữ hao hết tâm tư cắn đặc biệt nặng tiêu lan thấy nàng tiếp nhận trong lòng nhịn không được nổi lên đắc ý nàng ngược lại muốn nhìn xem lát nữa nàng còn có thể cười ra được hay không thần y nói cái gì rốt cuộc là ta không tốt người lớn như vậy thế nhưng còn phát giận hài tử thật sự là làm cho thần y thấy cười thấy nàng tươi cười sáng lạng đôi mắt lóe sáng vô song rủ mắt cười khẽ, nàng vốn còn tưởng rằng tiêu cô nương này sẽ xuất ra đại chiêu gì đó, thì ra bất quá chỉ là chơi một ít tiểu kỹ điêu trùng không thể lên đài. Tiêu cô nương nhìn hoa đổ quyên kia nở rộ rực rỡ biết bao, nghĩ đến trước kia tiêu cô nương đã từng tới, biết đoạn thời gian này, là hoa đổ quyên nở rộ nhất, vô song lấy tay ngọc triều trong hộp lên, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, sau đó có chút vô tình mở miệng, vốn là một câu nói phong kinh vân đạm, lại khiến tiêu lan cứng đờ thân thể chẳng lẽ thôn cô này nhìn ra bí mật của nàng? Điều này không có khả năng, cô làm cẩn thận như vậy, chắc chắn không ai biết, đúng vậy, hoa đổ quyên này nở đặc biệt sáng lạng, tôi đã lâu không nhìn thấy. Tiêu Lan thu hồi sự bất an trong lòng, có chút chột dạ mở miệng, không sai, xem ra tiêu tiểu thư chọn trâm rất là dụng tâm, cảm giác rất tốt. Vô song đem cây trâm trong tay bỏ lại trong hộp, khẽ gật đầu tán thưởng, hồng tụ cùng cẩm tụ ở một bên sờ sờ đầu, không rõ thần y vì sao lại khen đổ quyên hoa, thoáng cái lại khen trâm, bất quá, trâm kia thật sự tốt như vậy, phải biết rằng, những thứ gia cho so với cái này trân quý hơn nhiều, cũng chưa từng thấy thần y khen ngợi a, à. thần y thích là tốt rồi. Tiêu Lan ngượng ngùng cười, chống lại ánh mắt vô song tựa tiếu phi tiếu, trong lòng không khỏi nhảy lên, cô cảm thấy kế hoạch của mình giống như đều bị cô nhìn thấy, không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô luôn cảm thấy đôi mắt trong sáng kia hình như đã nhìn thấu cả người cô, thậm chí nhìn vào trong lòng cô. Tiêu Lan Nhịn không được run rẩy, loại cảm giác này thật đáng sợ. Chắc là cô ấy đã đọc nhầm rồi, mộ vô song này có lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại vượt qua mình. Phải biết rằng, nơi mình sinh sống chính là kinh thành nước sôi lửa bỏng, âm mưu quỷ kế gì cũng là phổ biến, mà mộ vô song bất quá chỉ là một nông nữ nho nhỏ, nghe nói năm ngoái mới bắt đầu rời khỏi thôn làm sao có thể hiểu được những âm mưu quỷ kế này, nhất định là nàng làm chuyện thiệt thòi, trong lòng quá mức sợ hãi mới có thể xuất hiện loại ảo giác này, thần y xem, hoa đổ quyên kia nở tốt như vậy, không bằng chúng ta lấy đổ quyên làm đề tài, mỗi người làm một bài thơ được không? Tiêu Lan dịu dàng mở miệng, Tiêu cô nương nói đùa, ngươi cũng biết, vô song bất quá chỉ là một thôn cô thô bỉ, làm sao hiểu được nhã sự của các thế gia tiểu thư này. Vô song nhúng nhúng vai, có chút tự dẻo rên rỉ tiêu lan nghe vậy tươi cười trên mặt chậm lại nghĩ đến lời mình nói ngày hôm qua không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ trong lòng lại khinh thường quả nhiên là một người vô tri người như vậy làm sao xứng với biểu ca ưu tú nhà mình thần y có thể còn trách tội những gì ta nói ngày hôm qua không tiêu lan ra vẻ ủy khuất nhìn cô trong mắt tràn đầy mờ mờ tựa như vô song nếu nói để ý đôi mắt kia sẽ tràn ra nước Chương 222 thông minh và ngược lại bị nhầm lẫn bởi sự khôn ngoan, Tiêu tiểu thư nói gì, ta nói tất nhiên là nói thật, ta vốn là xuất thân nông nữ, đâu phải là bởi vì Tiêu tiểu thư nói. Vô Song cúi đầu cười yếu ớt, trên mặt thản nhiên, tựa như thật sự cái gì cũng không để ý. Thần y đâu phải thô nhân gì, muốn ta nói, thần y ở trong lòng ta không ai sượng bằng, chỗ nào giống có người, trong biểu hiện không đồng nhất, làm chuyện gì cũng chỉ là vì trên mặt đẹp, hồng tụ biểu môi khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Lan một cái, bàn tay ẩn trong tay áo Tiêu Lan nắm chặt, tay áo đỏ này, bất quá chỉ là một hạ nhân, dám vũ nhục nàng như thế, chờ nàng gả cho biểu ca, nhất định sẽ khiến nàng sống không bằng chết, nha đầu hồng tụ này, nói chuyện luôn ngay thẳng, kính xin Tiêu cô nương chớ trách tội mới đúng. Vô song mím môi, nhàn nhạt mở miệng, nhìn vẻ mặt Phong Kinh Vân đạm kia, làm sao giống như là xin lỗi, rõ ràng chính là rất đồng ý. Thật sự là quá đáng. Tiêu Lan chỉ cảm thấy máu phẫn nộ trong lòng không ngừng sôi trào, tựa như muốn tùy thời văng ra, nhưng khi đến hầu họng, lại bị nàng dùng sức áp chế xuống, thần y, ngươi nhìn đổ quyên kia sáng lạ như thế, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút được không? Tiêu Lan khôi phục lại sự dịu dàng ngày xưa, giống như vừa rồi cứng nhắc bất quá chỉ là ảo giác của mọi người, vô song nghe vậy, ngón tay vốn gõ nhẹ bàn đá hơi dừng lại, sau đó rủ mắt, cái này khẩn cấp nghĩ ra chiêu sao, thật sự là thú vị nếu là người khác, có lẽ nhìn không ra vấn đề trâm kia, nhưng nàng là ai? Danh danh thần y của nàng cũng không phải từ hư không được, chút tiểu độc này cũng dám đặt ở đáy mắt nàng, tiêu cô nương này không khỏi cũng quá mức kinh địch, tự cho là đem ma túy giấu trong trâm, nàng sẽ không phát giác sao? Nếu nàng biết, ánh mắt của mình có thể nhìn thấu cây trâm này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào, chẳng qua, đáng tiếc, bởi vì nàng không có khả năng đem bí mật này nói cho nàng biết, nếu là muốn biết, đương nhiên cũng được cái giá phải trả tự nhiên là muốn lấy mạng đổi được rồi tôi đang cố tình làm thế vô song đứng dậy dưới sự nâng đỡ của hồng tụ cùng cẩm tụ đi bộ về phía hoa đỗ quyên nở rộ thưa cô ngươi nói cô ấy có nhìn ra điều gì không trong lòng tiểu tư mơ hồ có chút bất an câm miệng lại điều này chỉ có ngươi và tôi biết làm thế nào cô ấy có thể tìm thấy nó hãy nhớ rằng không bao giờ để lộ bàn chân của bạn nếu không. Hừ, tiêu lan nặng nề hất tay áo xuống, bước nhanh theo bước chân vô song, lẩm bẩm, không chừng đang thương lượng chuyện gì không thể gặp người đâu. Hồng tụ nhìn hai người phía sau, ngữ khí tràn đầy kinh thường, vô song nghe vậy, thấp giọng cười khẽ, không phải là đang thương lượng chuyện xấu sao, nàng vừa mới chạm vào ngọc trâm kia, trên tay hiện giờ đã dính dược phấn, dược phấn kia nếu chỉ dùng, chính là một loại thuốc tốt, có thể trị chứng mất ngủ, cùng thuốc ngủ có tác dụng tương tự chỉ có điều, thuốc này nếu gặp phấn hoa sẽ làm cho người ta ảo giác, sẽ nhìn thấy một loại hiện tượng không tốt, nếu lâu sẽ tinh thần hỗn loạn, cũng chính là bệnh tâm thần hiện đại. Một canh giờ trôi qua, mặt trời vốn ẩn nấp trong mây đã hào quang nửa lộ ra, một cổ cảm giác khô nóng hướng mấy người đánh tới, mấy người đều đi bộ trở về đình ngồi xuống, thần y, giờ ngọ, nên trở về nghỉ ngơi. Hồng tụ nghiêng đầu hướng về phía Vô Song nhẹ giọng nói, Vô Song gật gật đầu tiêu tiểu thư còn muốn tiếp tục chơi không? Vô song miếng môi, ánh mắt có thâm ý khác nhìn về phía tiêu lan vẻ mặt sốt ruột, trong lòng âm thầm cười khẽ, không nhìn thấy nàng tóc độc, vị tiêu cô nương này chỉ sợ là thất vọng thấu đỉnh chứ. Đáng tiếc, nàng đã sớm thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộn ăn vào linh tuyền, hả? a, à, hiện giờ đã mặt trời ban mặt, thần y nếu thân thể không khỏe, có thể trở về nghỉ ngơi trước. Tiêu Lan ra vẻ thăm dò mở miệng nàng cảm thấy, có phải nữ nhân này rõ ràng trúng độc nhưng còn cố ý chống đỡ không? Cây trâm kia quả thật đem bột độc dấu ở bên trong, vì phòng ngừa vạn nhất, bên ngoài cũng bôi một ít, mộ vô song lại không có giải dược, làm sao có thể không có việc gì? Quả thật có chút mệt mỏi, tiêu cô nương là muốn cùng chúng ta trở về, hay là muốn chờ tiêu tướng quân tới đây? Vô song ngáp một cái, ngưng mi nhìn tiêu lan hỏi, ta, ta muốn ở trên đình nghỉ ngơi một lát, đại ca cùng biểu ca còn có chuyện muốn nói tôi sẽ đợi một chút tiêu lan miễn cưỡng miễn cười với nàng đã là như thế vậy ta liền đi về trước bên này nói vậy tiêu tiểu thư so với ta còn quen biết hơn vài phần ta cũng sẽ không bồi tiếp vô song hơi gật đầu về phía nàng sau đó đứng dậy tiêu lan cũng đứng dậy theo bởi vì hướng nàng đứng gần bờ hồ còn vô song thì ngồi ở bên phải nàng nếu muốn đi qua trước tiên phải đi qua chỗ nàng vô song vừa định đi ngang qua, lại đột nhiên bị tiêu lan kéo hai tay lại, trên mặt vô song cả kinh, dư quan thoáng nhìn thấy hai bóng dáng vừa mới tiến vào, sau đó hiểu rõ, tiêu lan đây là muốn tính kế nàng, đáng tiếc, gặp được mộ vô song của nàng, chỉ sợ nàng sẽ thất vọng, chỉ thấy nàng nhanh chóng chuyển, trực tiếp đổi thành vị trí trên dưới của tiêu lan, sau đó nàng lộ ra một nụ cười châm chọc với tiêu lan, sắc mặt tiêu lan đại biến. Vô song nhanh chóng buông tay cô ra, rơi thẳng xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, nước văng khắp nơi, thần y. Cẩm tụ cùng Hồng tụ thấy vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, các nàng vừa rồi không chú ý động tác của hai người, bởi vì sự việc xảy ra khẩn cấp, hai người cũng không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng tụ vừa muốn nhảy xuống nước, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đánh về phía mặt nước, không đến một lát sau, vô song liền bị Hách Liên dược ôm lên bờ. Tiêu Lan sững sờ nhìn một màn này, ánh mắt trợn tròn tựa như muốn tùy thời thoát khóc mắt. Hách liên dược lạnh lùng nhìn lướt qua tiêu lan một cái, sau đó không nói một tiếng ôm vô song đi về phía tiền viện, vô song nghiêng đầu, nhìn về phía tiêu lan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, cô ấy cố ý, tôi không đẩy cô ấy, tôi không đẩy cô ấy. Tiêu lan oán hận chỉ vào vô song, hai mắt tràn đầy không cam lòng, nàng chỉ thấy nàng không có tốc độc, lại thấy nàng đi qua bên cạnh mình, lại vừa vặn nhìn thấy bóng dáng biểu ca cùng ca ca, muốn hãm hại mộ vô song một phen, nào biết được, lại bị nàng ngược lại tính kế mình một phen, tôi nghĩ rằng ngươi là thực sự thay đổi, ngươi thực sự làm tôi thất vọng. Tiêu phong sắc mặt đen sầm nhìn tiêu lan, trên mặt tràn đầy thất vọng, không phải anh trai, không phải như vậy, tôi không đẩy cô ấy, tôi thật sự không đẩy cô ấy. Tiêu lan sốt ruột tiến lên, muốn giữ chặt tay áo tiêu phong, lại bị hắn nghiêng người tránh thoát, hừ. Không phải cố ý đẩy cô ấy, Ngươi rõ ràng là cố ý, ngươi khi chúng tôi bị mù, Hồng tụ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó cùng Cẩm tụ hai người lướt qua bọn họ, đi về phía tiền viện. Anh ơi, làm thế nào ngươi có thể tin tưởng người khác mà không tin tôi? Tiêu Lang mở to hai mắt, trên mặt có ý giữ tận một lát. Tiêu Phong thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau đớn, may mà ta còn ở trước mặt biểu ca khen ngươi nhu thuận hiểu chuyện, lại không nghĩ ngươi lại trở nên mặt mũi đáng ghét như thế ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi trở về Nam Thục Quốc, ta không trở về, ta không trở về. Tiêu Lan nghe vậy, nhất thời lớn tiếng quát, hừ. Không quay lại à. Thừa dịp biểu ca bây giờ còn chưa nhớ tới ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đêm nay liền đi, nếu không, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi, he ren là ai. Mộng vô ưu, trên giang hồ người người nghe thấy mộng vô ưu, mộng vô ưu tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, mà tiêu lan, bất quá chỉ là một người họ họ, nếu không phải nể mặt cô cô hắn, chỉ sợ hách liên giật cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, không có khả năng, biểu ca sẽ không đối với ta như thế nào, ta không trở về, không trở về, nếu nàng trở về, sẽ không còn có cơ hội, mộ vô song tiện nữ nhân kia nhất định sẽ rất đắc ý, nàng không thể đi, tiêu phong ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi, anh không đi à? Không đi cũng phải đi, hắn có biện pháp, chương 223 tình yêu không phải là một cái cớ, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mặt liên thấy hách liên dược ôm vô song thật chặt vào trong ngực, toàn thân cao thấp đều bốc lên hàng khí giống như đến từ thiên sơn, không khỏi có chút kinh ngạc mở miệng, hách liên dược không trả lời hắn, mà là bình tĩnh, ôm vô song xuyên qua hành lang xanh thật dài, trở lại trong phòng mình, mặt liên nghi hoặc nhìn phương hướng hai người đi xa, hơi nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hắn vừa định tiến lên đã thấy hồng tụ cùng cẩm tụ vội vàng chạy tới mặt liên kéo tay áo đỏ cuối người hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì hồng tụ bị động tác thân mật đột ngột của hắn làm cho trên mặt đỏ lên lại sau khi nghe được hắn hỏi trên mặt đỏ bừng nhất thời bị tức giận thay thế còn không phải tiêu cô nương kia lại dám đem thần y đẩy vào trong hồ may mắn cung chủ đến nhanh bằng không không chừng phát sinh chuyện gì đây thật tức giận đến chết tôi lại là tiêu lan Hôm nay cô ấy không đến để xin lỗi sao? Cô nương này cũng quá vô não đi, muốn lấy lòng da da nhà mình, lại luôn chọc vào chỗ mềm của triều gia, đây không phải là tìm rút sao, cái gì xin lỗi, ta thấy nàng chính là lòng mang bất chính. Hồng tụ phẫn nộ hừ lạnh, cẩm tụ từ lúc hai người nói chuyện phiếm đã rời đi, đúc gặp lại nàng, trên tay nàng có thêm một chén canh gừng nóng hổi, cung chủ, ta đã nấu canh gừng xong, nhanh chóng để thần y thừa dịp nóng uống miễn cho vào hàng khí. Nước tắm tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cẩm tụ bưng canh gừng qua, ngữ khí có chút lo lắng mở miệng, ngươi đặt canh gừng trước, trước tiên đi chuẩn bị một bộ sim y sạch sẽ, nước tắm liền bảo mặt liên sách vào, ở trong phòng tắm rửa, khách liên duyệt cầm khăn tay vừa giúp vô song lau vết nước trên người vừa dặn dò cẩm tụ, vâng. Cẩm tụ nghe vậy, đặt canh gừng lên bàn, đứng dậy đi ra cửa phòng, tôi không sao, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều vô song có chút ấy nấy, lúc ấy nàng kỳ thật có thể giữ chặt tiêu lan, hai người đều không cần ngã xuống, chỉ là, lúc ấy nàng đã muốn giáo huấn tiêu lan một chút, khiến mình rơi xuống nước, còn trả lại bọn họ lo lắng cho nàng, hách liên phong, nếu như đây là ta cố ý hãm hại biểu muội ngươi, ngươi có thể trách ta hay không? Vô song chống lại con ngươi như mực của hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bàn tay của hách liên phong giúp nàng lau tóc hơi dừng lại, sau đó ngừng lại, con ngươi nhìn chầm chầm cô, Ta tin tưởng ngươi sẽ không tùy ý hãm hại người khác, nếu hãm hại cũng nhất định là có nguyên nhân." Vô Song nghe vậy cười khẽ ra tiếng, "Quả thật, nàng sẽ không tùy ý vu hãm người khác, chỉ là người khác không chỉ muốn hại nàng, còn muốn hãm hại nàng, vậy đừng trách nàng không có lòng thương hại." "Này." Nàng cũng tưởng tượng lão Hòa thượng kia nói, vẫn làm việc thiện, chỉ là nguyên tắc của nàng sẽ không tùy ý thay đổi, người không phạm ta, ta không phạm tội, người nếu phạm ta, Cấp 10 lần phụng trả. Nếu không phải nể mặt nàng là biểu muội của Hách Liên Duật, muội muội của Tiêu Phong, mộ vô song nàng đã sớm để cho nàng nếm thử, hãm hại kết quả của nàng. Ngươi cái biểu muội này a, à, bề ngoài nhìn nhu nhu yếu yếu, nội tâm lại không sạch sẽ như thế, nhìn hận ý của nàng đối với ta, tặng một cây trâm còn bôi độc trên đó, muốn ta trở nên người không người, quỷ không quỷ, một kế không thành lại đến một kế, nhìn thấy các ngươi tới đây, lại muốn mượn tay ta đẩy nàng xuống hồ lại không nghĩ, ngược lại bị ta hãm hại một phen, thật sự là đáng thương a, à, vô song cười trào phúng, trên mặt lại là một mảnh thản nhiên. Cô không có ý định tố cáo, cô chỉ trình bày sự thật. Hách Liên lan nghe vậy, sắc mặt vốn đã bình tĩnh lại, lúc này lại càng sâu hơn vài phần, việc này ta tự sẽ xử lý, người dám làm cho nàng chịu ủy khuất, mặc kệ là ai, hắn nhất định phải làm cho nàng bị giáo huấn nhất định. Dược, ta nói cho ngươi những thứ này, không phải vì để ngươi thay ta ra mặt." Những thứ này đều là chuyện của nhà nữ sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng vì những nữ nhi này đánh nhỏ mà trách tội người vô tội, yên tâm đi, người khi dễ ta, tự nhiên sẽ không dễ chịu. Khóe miệng vô song hơi nhếch lên, Hách Liên Phong nghe vậy âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu được, nàng không phải là người chịu thiệt kia, trong lòng biết nàng chỉ người vô tội tự nhiên là Tiêu Phong, cái này hắn cũng hiểu được, Tiêu Phong từ nhỏ cùng hắn lớn lên, tính cách của hắn tự nhiên rõ ràng ngày hôm qua sở dĩ xưng hô hắn là tiêu tướng quân, chẳng qua là nhất thời tức giận mà thôi, đối với biểu đệ này, hắn không có khúc mắc gì, hai người nói là biểu huynh đệ, nhưng lại càng giống bằng hữu nhiều hơn một chút, gia, phu nhân, nước mang tới, nhắc tới trong bình phong, nơi đó có thùng tắm. Hách liên phong chỉ chỉ bình phong, ý bảo mặt liên nhấc vào, sau khi đi ra ngoài, nhớ khép cửa lại. Thấy mặt liên sách theo hai cái thùng gỗ đi ra, hách liên lan ra miệng dặn dò mặt liên mập mờ cười với hắn mở miệng nói ta biết biết được nhất định sẽ giúp các ngươi đóng cửa kính mít đi vô song đoạt lấy khăn tay trong tay hách liên duật một tay ném về phía mặt liên mặt liên thấy vậy cười ha ha chạy ra khỏi phòng sau đó đem cửa nặng nề mang theo cười cái gì cười ngươi tại sao không đi vô song nhìn vẻ mặt tươi cười của hách liên duật tức giận lườm hắn một cái tại sao tôi phải đi ngươi nhìn kìa quần áo của tôi cũng ướt, ngươi không phải là để cho tôi ra ngoài thổi gió, phải không? Thách liên phong ra vẻ đáng thương nhìn nàng, lúc đi ra ngoài nhớ đem cửa đóng lại. Vô song không để ý tới biểu tình của hắn, mà là lấy sim y sạch sẽ đặt ở trên giường đi vào trong bình phong. Hách liên lan cười khẽ lắc đầu, sau đó xoay người đi tới cửa, chỉ thấy hắn vừa mở cửa ra, chỉ thấy hai thân ảnh ngã vào. Ách, cái kia, cái kia, ha ha, da, cung chủ, ngươi đây là đi đâu a? À? Mặt liên cùng hồng tụ hai người rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, ngấp ngùng hỏi, hách liên lan không trả lời, mà tự tiếu phi tiếu nhìn hai người, khụ. Phu nhân cũng đặc biệt vô tình, thế nhưng đuổi da ra ngoài. Thật sự là quá vô nhân tính, mặt ngay cả lắc đầu thở dài, một chút xấu hổ ngồi xổm ở góc tường cũng không có, nếu dám mở miệng, tôi không ngại để ngươi ngâm mình trong hồ suốt đêm. Chỉ thấy bên trong truyền đến một tiếng nữ u u, mặt liên cúc hoa sợ tới mức căng thẳng, Vội vàng giữ chặt hồng tụ, chạy mất dạng, hách liên lang cười khẽ lắc đầu, hắn xem như phát hiện, mặt liên càng ngày càng không nghe lời mình, ngược lại càng ngày càng nghe tiểu nữ nhân nói, chủ tử của hắn làm thật sự là thất bại a. À? Này, khẽ thở dài một tiếng, người bên trong mang theo cửa lại, sau đó đứng dậy đi phòng tắm, lúc hắn đi ra, nhìn thấy tiêu phong vẻ mặt ấy nấy ngồi ở trên phòng khách, còn có tiêu lang ở một bên mang theo chút câu nệ, khi hách liên ruột nhìn thấy tiêu lang đáy mắt vốn đã đen sạm lúc này càng thêm nồng đậm toàn thân từ trên xuống dưới đều có khí lạnh bồi hồi tiêu lan bị ánh mắt âm lãnh lại mang chút sát khí của hắn làm cho toàn thân không nhịn được run rẩy từ khi nào nàng đã gặp qua biểu ca như vậy tất cả đều là sau khi gặp mộ vô song mới nhìn thấy cho nên đây đều là mộ vô song sai nếu như không có nàng biểu ca nhất định sẽ trở nên tốt hơn không biết tiêu cô nương còn có chuyện gì để nói khách liên dung ngồi xuống ghế ngón tay thon dài nâng một chén trà lên, đánh giá qua lại, biểu tình trên mặt đã không còn hàng ý vừa rồi, chỉ còn lại lười biếng, bản, anh họ. Không phải ta đẩy thần y, là nàng tự mình nhảy xuống. Tiêu Lan run rẩy mở miệng, phải không? Như vậy, cây trâm ngươi tặng cô ấy, vậy độc trên đó cũng là do chính cô ấy đặt lên. Hách Liên Phong ra vẻ thanh đạm hỏi, ngươi làm sao biết được? Tiêu Lan nghe vậy sắc mặt đại biến không qua đại não liền thốt ra tiêu phong vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến hắn như thế nào cũng không thể tin được muội muội luôn luôn thiện lương nhu thuận lại làm ra chuyện ác độc như vậy ngươi ngươi thật sự là quá đáng thì ra ngươi hôm qua đột nhiên nói muốn đến xin lỗi biểu ca cùng thần y là vì hạ dược thần y ngươi tức chết tôi hắn lại bị muội muội của mình lợi dụng may mà sáng sớm mình đã mang nàng tới đây thật sự là tức chết hắn anh họ anh họ, sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi yêu ngươi a. À. Ô ô ô ô Ngươi rõ ràng là của ta, mộ vô song kia tính là cái gì, chỉ có tôi mới xứng đáng với ngươi, câm miệng lại. Không đợi hách liên phong xuất khẩu, tiêu phong liền dẫn đầu ra ngăn cản lời nói của nàng, thật sự là không biết liêm sĩ, không chỉ làm sai, còn không biết hối cải như thế, thậm chí còn nói ra cái cớ này, quả thực chính là mất mặt tiêu gia ta, thừa dịp ta còn chưa đổi ý, nhanh chóng từ trước mặt ta biến mất, bằng không, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhi của cô ta, ta sẽ tha cho ngươi. Hách Liên Lang đem cái chén trong tay nặng nề ném xuống đất, mặt ở một bên ngay cả mấy người cũng bị dọa đến run rẩy, xem ra, gia gia bọn họ tức giận không nhẹ a. À. Tiêu cô nương, yêu không phải là cái cớ, ngươi nếu thật lòng yêu chủ nhân nhà ta, ngươi cần gì phải đi thương tổn thần y nhà chúng ta? Ngươi không bao giờ nghe nói về, yêu một ai đó, sẽ yêu anh ta yêu Ngươi đây không phải là tình yêu, ngươi nó chỉ là chiếm hữu, ngươi không muốn những thứ mà mình nhìn trộm từ lâu đã bị cướp bởi những người khác." Hồng tụ ở một bên nhàn nhạt mở miệng, Hách Liên Lan nghe vậy trên mặt lại tối sầm, nha đầu chết tiệt Hồng tụ này, thế nhưng đem hắn so sánh thành đồ vật, hắn là đồ đạc sao? Cái này cũng không đúng a, à, chẳng lẽ nói hắn không phải đồ đạc, vậy cái này cũng không đúng a. À. Hách Liên Lan nhất thời có chút rối rắm, trong lòng âm thầm chửi bới Hồng tụ. Ngươi nói bậy, ta chính là yêu biểu ca, ta chính là yêu hắn, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, tất cả các ngươi đều hướng mộ vô song, nàng bất quá chỉ là nông nữ, thân phận thấp, căn bản là không xứng với thân phận biểu ca, chỉ có ta mới có thể xứng đôi, chúng ta là môn đăng hộ đối, chúng ta mới là thiên tác chi hợp. Nói đến cuối cùng, thanh âm Tiêu Lan càng thêm bén nhọn, Tiêu Phong âm thầm giật mình, hắn thật không ngờ, muội muội của mình lại si tình với Hách Liên Duật đến mức này. Trò đùa. Thiên Tác chi hợp, ngươi có biết cái gì gọi là Thiên Tác chi hợp không?" Hách Liên Duật cười nhạo một tiếng, thanh âm tràn đầy khinh thường, cả đời này ngoại trừ mộ Vô Song, thật đúng là không ai dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói cùng hắn là Thiên Tác chi hợp. "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, biểu ca, ngươi là muốn cưới ta. Ta có thể không so đo, ta có thể để cho nàng làm thiếp cho ngươi, câm miệng lại." Lần này xuất khẩu không phải là Tiêu Phong mà là bản thân hách liên phong tiêu lan sững sờ đưa tay lau lá trà trên mặt hai mắt không dám tin nhìn chầm chầm hách liên diếp dường như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại đối với nàng như thế ta nói cho ngươi đời này cho dù không có mộ vô song ta cũng tuyệt đối sẽ không cưới ngươi tiêu lan còn nữa sau này ai dám ở trước mặt ta nhắc đến chữ thiếp này ta tuyệt đối sẽ không đơn giản như hôm nay hắt trà nước hai mắt hách liên dục như kiếm hung hăng bắn về phía tiêu lan trên mặt không giấu được chán ghét, mặt liên, giúp ta tiễn khách. Chỉ thấy nàng nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng khách chương 224 những chiếc sương ngọc huyền diệu, ngày đó sau khi trở về, tiêu phong liền đánh cho tiêu lan ngất xỉu, sau đó sai người đưa nàng ra khỏi Tây Lương Quốc suốt đêm, nghe nói trên đường đi, tiêu lan không biết dính vào cái gì, toàn thân ngứa ngáy vô cùng, thống khổ khó nhịn, vô song nghe được những thứ này, chỉ cười một cái, nàng hạ độc đã đủ nhẹ rồi nếu không phải nể mặt tiêu phong, có thể không chỉ ngứa đơn giản như vậy, phỏng chừng là toàn thân thối rửa. Qua thời gian hơn 10 ngày, nguyên bản không gian cùng manh manh không có bất kỳ động tĩnh gì, rốt cục có động tĩnh. Manh manh nói cho nàng biết, không gian lần này biến hóa đặc biệt lớn, quả thực giống như đổi chỗ khác, hơn nữa, không gian còn thưởng cho nàng một nắm ngọc tiêu, công dụng đợi nàng đi vào tiếp tục nói chuyện, vô song trong lòng tò mò căng thẳng, muốn đi vào, thế nhưng gần đây cũng không có cơ hội. Ban ngày là hồng tụ cùng cẩm tú hai người cuốn lấy nàng, đến buổi tối hách liên dược lại ở bên người, nàng nhất thời cũng không tìm được cơ hội tiến vào không gian. Vào ban đêm, gió thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, và cành cây phát ra âm thanh cỏ sát, vô song đứng dậy, nhìn hách liên dược nhắm chặt hai mắt, trong lòng hiện lên chút ấy nấy, nàng lại một lần nữa làm hách liên dược ngất xỉu, không có biện pháp, hắn không ngủ say nàng liền không dám vào không gian, nàng suy nghĩ trước nghĩ sau cũng chỉ có một phương pháp an toàn nhất chỉ thấy nàng nhắm mắt lại lặng lẽ niệm một chút người trong nháy mắt liền biến mất ở trên giường cho dù trước khi tiến vào nàng cũng đã chuẩn bị tốt trong lòng chỉ là sau khi tiến vào vẫn là bị biến hóa trước mắt làm cho sợ ngây người hiện tại không gian đã liếc mắt một cái nhìn không tới bên cạnh ngoại trừ tiểu một phòng cùng hoa viên không phát sinh biến hóa gì còn có dược điền ra còn lại toàn bộ thay đổi ở bên cạnh linh tuyền giả sơn đã biến mất nguyên bản là miệng giếng linh tuyền lúc này đã biến thành một mặt hồ nước lấp lánh biển rộng cách xa xôi đứng ở trước nhà gỗ căn bản là nhìn không thấy vườn cây ăn quả đã bị một hàng rào vây quanh vườn rau cũng như thế cánh đồng lúa bên kia cũng bị hàng rào vây quanh tất cả đều có kết cấu riêng suối nước nóng cũng biến hóa núi giả vốn ở linh tuyền bên kia lại xuất hiện bên cạnh ôn tuyền nước chảy rầm rầm chảy xuống cuối cùng chảy vào trong ôn tuyền trì trên núi giả mọc đầy hoa mai nhìn lên nghiễm nhiên trở thành một ngọn núi hoa mai trước nhà gỗ không chỉ có hoa mai yên nhiên còn trống rỗng xuất hiện hai gốc đại thụ che trời, xanh um tươi tốt, vây quanh những ngôi nhà gỗ nhỏ, dưới gốc cây lớn, manh manh đang nằm sấp trên cây mê lan tràn ra ngủ vù vù, trên thảo nguyên, gà vịt thành đàn, ngựa con đang vẫy đuôi ăn cỏ ở trên, một đàn lợn thì lắc qua lắc lại trên, bên này gặm một ngụm cỏ non, lại đi vài bước, lại tiếp tục gặm vài miếng, lại tiếp tục di chuyển, còn lại mấy con bồ câu ở trên bay tới bay lui, thật là vui vẻ, vô song lợi dụng thuấn di trực tiếp xuất hiện trên thảo nguyên chỉ thấy bốn phía bày đầy trứng gà việt may mắn bầy heo kia không tới bên này bằng không có thể bị giẫm phá nàng lợi dụng linh lực đem tất cả trứng gà trên thảo nguyên thu về bỏ vào trong tổ gà và ổ vịt do nàng và manh manh tự mình làm chủ nhân ngươi vào vô song vừa mới cất hết trứng xong chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm đáng yêu vui vẻ ngươi đây là mập vô song vương hai tay ra ông lấy manh manh đang nhào về phía nàng biếm môi trêu chọc nói, ở đâu? Tôi gầy rồi. Tôi đã có hơn nửa tháng để gặp chủ sở hữu. Ô ô ô ô, ô vô song nghe vậy, trong lòng mềm nhũng, coi như ngu xuẩn này còn có chút lương tâm, dĩ nhiên biết nhớ nàng, chỉ thấy manh manh dùng đầu cọ cọ bả vai cô, mở miệng nói, không gặp chủ nhân, ta liền không có điểm tâm ăn. Nếu không có bánh ngọt để ăn, tôi đã trở nên gầy hơn, vô song vung manh manh ra ngoài, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của manh manh các động vật vốn đang kiếm ăn trên thảo nguyên đều nhao nhao dừng động tác tất cả đều quay đầu nhìn về phía này chỉ thấy manh manh từ trong ruộng lúa gian nan bò lên vẻ mặt quán khí nhìn vô song trong lòng âm thầm chửi bới nàng lại không nói sai cái gì vì sao lại bị chủ nhân đối đãi như vậy thật sự là quá đáng quá đáng thì ra ngươi nói nhớ ta chính là bởi vì muốn ăn điểm tâm vô song ngồi xổm xuống lấy tay điểm đầu cô tự tiếu phi tiếu mở miệng vốn là chủ nhân ở đây có điểm tâm ăn chủ nhân không có ở đây thì không có điểm tâm ăn a à. cô ấy không sai thấy vẻ mặt ngu xuẩn đang vô tội nhìn nàng trong lòng vô song buồn cười lắc đầu quả nhiên ăn hàng chính là ăn hàng lúc nào cũng không thay đổi được bản tính nàng thích ăn chủ nhân bên biển xuất hiện một chiếc linh thuyền người sau này có thể cưỡi linh thuyền ra biển linh thuyền cái gì vậy trong lòng vô song âm thầm tò mò ngươi đi qua nhìn một chút là biết. Manh manh run rẩy thân thể, đem hạt thóc dính trên người run xuống. Bên bờ biển, vô sông từ xa đã nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ do hơi nước ngưng tụ mà thành, xem ra mông lung mông lung, giống như hải thị thuộc lâu, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán, vậy có thể thừa người không? Vô sông hoài nghi nhìn manh manh, thứ kia vừa nhìn liền giống như hư, xác định có thể thừa người, ta đều đã thử qua rồi. Manh manh biểu môi, chỉ thấy cô nhảy lên, thân thể nho nhỏ đã vững vàng ngồi trên thuyền, vô song hơi sửng sốt, thật đúng là được, nàng thật cẩn thận đặt một chân lên, dẫm vài cái, phát hiện dĩ nhiên là thật, lại đem một chân khác bước lên, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân một mảnh tiều diễm, nhìn không thấy các dưới đáy thuyền, cả người nàng thật giống như cưỡi mây mù vậy, khởi động đi. Chỉ nghe thanh âm manh manh truyền đến, vô song liền cảm giác được thuyền dưới chân nhanh chóng hướng trong biển gào thét mà đi, vô song đầu tiên là kinh hải sau đó dần dần ổn định nội tâm khủng hoảng, nhìn từng đạo bọc nước dưới thuyền, vô song đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, có chút run rẩy ngồi sổn trên thuyền. Lúc này manh manh mới phát hiện cô có gì đó không ổn, thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, hai chân còn hơi run rẩy, cả người thoạt nhìn hình như không tốt lắm, chủ nhân, ngươi không sao chứ. Manh manh đi bộ đến bên cạnh cô, trong giọng nói mềm mại tràn đầy lo lắng, không có gì đáng ngại. Tôi chỉ sợ đi thuyền, lâu dài là tốt. Vô Song miễn cưỡng cười với Manh Manh, thấp giọng nói: "Nếu là sợ hãi, vậy nên vượt qua." "Chủ nhân, ngươi ngồi xuống." Vô Song còn chưa lấy lại tinh thần từ lời nói của nàng, đã bị thuyền đột nhiên gia tốc làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả hai tay cũng run rẩy, có chút không biết làm sao càng rối. "Chủ nhân, ngươi đừng sợ." "Đây là điểm yếu của ngươi, ngươi phải được khắc phục. Chủ nhân tôi biết không có gì hiếm để sống." Vô Song nhìn lướt qua Manh Manh một cái, thấy trên mặt nàng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, không khỏi hơi nheo hai mắt lại, tên ngu xuẩn này dám đùa giỡn nàng. Xem cô ấy xử lý cô ấy như thế nào, chỉ thấy vô song vung lên bàn tay, manh manh vốn đang ngồi trên thuyền đột nhiên thét chói tai ra tiếng, thân thể nho nhỏ trống rỗng, hai chân trước của nàng gắt gao nắm lấy lan can hư hóa trên thuyền, toàn bộ thân thể hồ ly lung lay sắp đổ, ngay cả ngươi chủ nhân cũng dám đùa giỡn, ngươi có phải là chán sống không? Hả? vô song đứng dậy, đi bộ đến trước mặt manh manh, hai tay khoanh quanh ngực, khiếp mắt nguy hiểm nhìn manh manh, ô ô. Đây không phải là tôi đang giúp chủ nhân. Chủ nhân, mau kéo tôi lên, lần sau ta không dám nữa, chỉ thấy đôi mắt hồ ly mảnh khảnh của nàng miễn cưỡng nhỏ ra hai giọt nước mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng, vô song thấy vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, chủ nhân, ngươi không sợ thuyền. Manh manh ở trong ngực nàng kinh hỉ hoang hô, Vô Song hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện, mình thế nhưng bị manh manh tức giận cũng không sợ đi thuyền, nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Được, là ngươi là công lao, đêm nay tặng ngươi hai đĩa điểm tâm." O oh yeah. Có bánh ngọt để ăn. Manh manh vừa nghe thấy đồ ăn, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, lớn tiếng hoang hô. Sau khi hai người trở lại nhà gỗ nhỏ, Vô Song cầm lấy cái hộp đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy bên trong yên tĩnh nằm một cái xương cả người xanh biếc, nàng đem ngọc tiêu lấy ra, trong lòng âm thầm tò mò, manh manh, ngươi biết dụng ý của tiêu là gì không, manh manh khẽ nâng cầm, ngạo kiều ngày xưa lộ rõ ràng, chủ nhân này cũng không hiểu chứ, ngươi trước đây có khả năng hiểu động vật, nhưng không thể thống trị động vật, mà tiêu, chính là cho ngươi triệu hoán động vật dùng, triệu hồi động vật. Nếu ta thổi cây ngọc sáo này, có thể triệu hoán động vật tới. Có phép thuật như vậy không? Từng manh manh nặng nề gật đầu, ta thử xem. Vô song đặt tiêu ngọc lên môi, thổi lung tung một phen, manh manh vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, đàn đàn không tệ, sao thổi tiêu giống như muốn mạng người. Vô song kinh ngạc nhìn gà vịt heo cùng cuộn từ trên thảo nguyên mà đến, còn có tiểu mã chạy như điên mà đến, xong rồi, manh manh, làm sao để cho bọn họ dừng lại, nếu để cho bọn họ tới đây, vậy ruộng rau của nàng, còn có lúa gạo kia không phải đều không có sao, ngươi trong lòng hô ngừng, bọn họ tự nhiên liền dừng lại. Vô song nghe vậy, vội vàng ở trong lòng mặt niệm một chữ dừng, chỉ thấy một đám động vật lập tức phanh lại, sau đó yên lặng xoay người, trở lại thảo nguyên thuộc về mình, âm thầm sờ soạn mồ hôi, sau đó mừng rỡ đem ngọc lục đặt trở lại trong hộp. Đây chính là vũ khí tốt nhất của nàng, có ngọc tiêu trâu bò như vậy, sau này gặp phải địch nhân, làm sao còn cần nàng ra tay. Chương 225 Hát Lan Ghen Tuông, hơn một tháng sau, ngô đào mang theo mười mấy người đến tây lương quốc vô song bảo mặt liên tạm thời ổn định cuộc sống cho bọn họ lúc trước nàng có đưa thư cho triệu y nhiên bảo nàng đem một nửa mặt nạ đưa tới đây mà đám ngô đào đến lúc cũng từ tiên tử cư mang theo vài xe rượu trái cây tới vốn là không cần phiền toái như vậy dù sao trong không gian của nàng có rất nhiều nhưng đột nhiên xuất ra nhiều như vậy không khỏi quá khiến người ta chú ý cho nên nàng liền mượn chuyện này để che giấu từ trong không gian lấy thêm một nửa đi ra trộn lẫn ở bên trong. Hoàng hôn buông xuống, trong sân của hách liên duật, ngô đào còn có hơn 10 người chờ ở phòng khách, mặt liên cùng hồng tụ ở một bên làm bồi, cẩm tụ cùng một ít tiểu nha đầu phụ trách chuẩn bị ăn uống, hách liên duật cùng vô song đợi ăn xong mới sang sang đến muộn, thần y, chủ tử, vô song vừa đến cửa, chỉ thấy một bàn mười mấy người đứng dậy hướng hành lý của nàng, vô song hướng bọn họ hơi gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Chuyện ta gọi các ngươi tới đây, nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Vô song chậm rãi lắc lư đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nhìn hơn 10 người hỏi, sư phụ đã nói rõ ràng với chúng ta rồi. Hơn 10 người đồng thanh trả lời, thần y, ngươi nói gọi chúng ta đến làm ăn, chỉ là. Chúng tôi không ai làm kinh doanh. Ngô Đào có chút khó xử nhìn nàng, còn chưa thử qua làm sao biết không. Húng hồ, buôn bán mà thôi, cũng không phải là bảo các ngươi đi giết người phóng hỏa, có khó khăn như vậy sao? Vô song hơi nhướng mày, không phải nàng cũng là lần đầu tiên làm ăn sao? Rất đơn giản, nam nữ các ngươi, hai người phụ trách bán mặt nạ, ba người còn lại chờ mệnh lệnh, ta tự có an bài. Nam sinh còn lại của các ngươi, một nửa ở lại tiên tử cư, một nửa chờ mệnh lệnh, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một ít người hỗ trợ, về sau có chỗ nào sẽ không biết, các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Vô song nói xong, chỉ chỉ A cửu đứng ở phía sau hách liên dung đây là a cửu là phụ trách sinh ý bên hách liên công tử hắn đối với chuyện sinh ý tương đối hiểu rõ nếu các ngươi có cái gì sẽ không có thể tìm hắn ngươi tốt tại hạ là ngô đào về sau còn thỉnh a cửu huynh để chỉ giáo nhiều hơn ngô đào cười ha hả đứng dậy hướng a cửu làm một cái ngô đại ca khách ký rồi a cửu mỉm cười gân đầu các ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy không phải là buôn bán sao thật là chuyện đơn giản thấy mấy cô gái có chút đứng ngồi không yên, vô song nhất thời có chút buồn cười, nào nào, ăn cơm trước đi, có chuyện gì ăn xong rồi nói sao. Mặt liên nhìn mấy người cẩm tụ bưng lên mấy món ăn cuối cùng, vội vàng gọi mọi người ăn cơm, hách liên ruột nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, mà là giúp vô song vải xong bát đũa, đều ăn đi, ăn no thì nghỉ ngơi vài ngày, chờ nghỉ ngơi đủ rồi sẽ bắt đầu bận rộn. Vô song cười nhạt nhìn lướt qua mọi người, thanh âm thanh nhã mở miệng, mấy người vừa nghe còn có thời gian nghỉ ngơi vài ngày, thần kinh vốn còn có chút căng thẳng cũng trong nháy mắt buông lỏng xuống, nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đều vùi đầu từng ngụm từng ngụm ăn thức ăn trong bát của mình, đợi sau khi dùng bữa tối, tất cả mọi người nhao nhao trở lại phòng của mình, vô song cùng hách liên dung cũng trở lại phòng bọn họ, qua vài ngày nữa sẽ rời đi, nhưng còn có cái gì phải làm. Hách liên dược một tay chống cầm, ánh mắt sâu kín nhìn nàng hỏi, vô song nhẹ nhàng lắc đầu, không còn nữa, quốc gia tiếp theo chúng ta muốn đi đâu, ngươi muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đâu, vô song nghe xong cười khẽ một tiếng, vậy chúng ta đi đông ngạo quốc đi, ta còn có việc muốn tìm tam hoàng tử nói chuyện, chuyện gì? Hách liên lan nhíu chặt mày, vô song nhíu mày suy tư một hồi, mở miệng nói, nói tới đây, ta cũng quên nói một chuyện với ngươi. Ban đầu trước khi rời kinh đã muốn nói với ngươi, chỉ là sau này không tìm cơ hội, liền quên mất, hiện tại mới nhớ tới, ồ. Nói đi và lắng nghe đi. Hách liên phong có chút hứng thú nhìn nàng, a, à, chính là cái này. Vô song đem hà bao màu tím lúc trước lấy ra, nhét vào trong tay hách liên duật, hách liên duật khó hiểu, vừa nhìn nàng vừa cởi hà bao ra, chỉ thấy hắn vừa nhìn thấy tấm biển kia, trên mặt nhất thời tối sầm, trong lòng âm thầm cắn răng, đông phương dịch chết tiệt này, lại dám tới chiêu này khi nào anh ta cho ngươi tại sao ngươi phải nhận nó khuôn mặt hách liên phong trầm xuống giọng điệu chua xót nhìn cô ấy vô song vô tội nhúng nhúng vai không phải ta nhận lấy cô ấy cũng không phải là trẻ con làm sao không biết điều này có nghĩa là gì vậy hà bao sao lại ở trên tay ngươi ngữ khí có chút hùng hổ bức người đây là phương quản gia nhận lấy lúc trước ta trở về bách hoa trấn căn bản cũng không biết chuyện này sau khi hồi kinh phương quản gia giao cho ta Ta mới biết được việc này, hiện giờ liền giao cho ngươi cầm, đợi đến khi Đông Ngạo quốc do ngươi tự mình giao cho hắn, nàng cũng không biết Đông Phương Dịch rốt cuộc tồn tại tâm tư gì, số lần hai người gặp mặt năm ngón tay đều có thể đếm tới, nàng cũng không thể tin được, Đông Phương Dịch sẽ đối với nàng nhất kiến chung tình, được, vậy để ta giúp hắn bảo quản. Sau khi Hách Liên Phong nghe được lời giải thích của nàng, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút, trên mặt đen tối cũng dần dần phai nhạt, thời tiết không còn sớm nương tử nên nghỉ ngơi. Hách liên phong miếm môi, tựa tiếu phi tiếu treo chọc nói, một bên đi, ai là ngươi nương tử? Vô song nhàn nhạt liếc hắn một cái, tự mình lên giường nhắm mắt che đầu, hách liên phong thấy vậy nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt chạm vào hà bao trên tay, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, đông phương dịch lại dám đánh chủ ý với tiểu nữ nhân của hắn, nhìn hắn không giáo huấn hắn một phen, chỉ thấy hắn đem hà bao trong tay ném nặng nề trên mặt đất, sau đó lại cầm lấy sờ sờ, lại tiếp tục ném xuống lại cầm lên sờ sờ thấy ngọc bài kia vẫn không có vỡ vụn không khỏi oán hận cắn răng có chút tức giận đem hà bao ném ở bàn hắn vừa mới quay đầu chống lại đôi mắt trong trẻo tựa tiếu phi tiếu vô song vừa nghĩ đến động tác ấu trĩ vừa rồi của mình có thể đã rơi vào trong mắt nàng hách liên duật nhất thời lúng túng không thôi vô song nhịn không được cười nàng không nghĩ tới hách liên duật ghen lại đáng yêu như vậy khụ khụ đã đến lúc ngủ ta thổi đèn rồi Hách liên duật cầm tay khẽ múa môi, làm ra vẻ ho nhẹ hai tiếng, sau đó vung tay lên, ánh nến vốn còn đang đung đưa trong nháy mắt bị dập tắt, phòng thông minh, trong nháy mắt một mảnh tối tăm, hách liên duật trở lại bên giường nằm xuống, vô song lợi dụng tầm nhìn ban đêm, thấy hai tay hắn ửng đỏ, trong lòng âm thầm cười trộn, tự hồ cảm giác được sự cười nhạo của nàng, hách liên duật nghiêng người, kéo nàng lại, vô song bị dọa khẽ hô to ra tiếng, ngươi rất đắc ý. Khí tức nóng rực của Hách Liên dược đập vào mặt, thân thể Vô Song hơi chậm lại, sau đó sâu kín mở miệng nói, "Ta không có đắc ý a. À? Chỉ cần cảm thấy quá thú vị." Đương nhiên, lời sau nàng không dám nói ra miệng, "Ha, buồn ngủ quá, tôi ngủ trước." Vô Song nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân thể tự động di chuyển vào trong cùng, sau đó ngáp thật dài. Hách Liên Lang không kéo cô trở lại lần nữa, mà là nhìn về phía cô, khóe miệng hơi cong lên con người thâm sâu trong đêm tối có vẻ đặc biệt sáng bóng. Chương 226 lên tàu trộn, khoảng cách thời gian ngô đào bọn họ tới lại qua hơn 10 ngày, trong hơn 10 ngày này, vô song đem một ít chuyện đều vụn trộn xử lý xong, lại giúp ngô đào bọn họ chiêu mấy tiểu nhị, bởi vì chỉ bán rượu, cho nên cũng không cần mời đầu bếp gì linh tinh, an bài ngược lại nhanh hơn một chút, bên kia tiệm mặt nạ nàng cũng chiêu mấy tiểu nha đầu, phụ trách quét dọn và trông coi cửa hàng, về phần trưởng quầy, thì do Ngô Đào cùng A Ngũ phụ trách, A Ngũ là một trong hai nữ hài tử kia, lần này tới là tốt 11, đều là người lớn tuổi, làm việc tương đối ổn định. Đây là hai con bồ câu đưa tin ta nuôi, còn có con ban đầu đưa tin cho các ngươi tổng cộng có ba con, ta đều lưu lại cho các ngươi, nhớ kỹ phải giúp ta chiếu cố chúng nó thật tốt, nếu là hàng bán hết, để cho chúng nó đưa tin cho ta, ta sẽ sai người đem hàng đưa đến. Vô song giao ba con chim bồ câu trong lòng cho ngô đào. Ngô Đào nghe vậy, hơi cả kinh, thần y muốn đi đâu, vô song ấy nấy hướng hắn nở nụ cười một chút, nói, là ta không có giải thích rõ ràng, ta sợ dĩ gọi các ngươi đến chiếu cố sinh ý bên này, cũng là bởi vì ta rất nhanh sẽ rời khỏi Tây Lương quốc, ta một chuyến muốn đến Đông Ngạo quốc, nơi này liền lưu lại cho các ngươi mấy người, người còn lại ta đều sẽ mang qua, thần y là muốn ở các quốc gia làm ăn, ừm. Vô song gật đầu, sau đó lại nói tiếp, ta sẽ mang đi một, hai, ba còn có chín mười ngô đào nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu tính tình a nhất và a nhị rất ổn định người cũng tương đối khôn khéo làm việc nghiêm túc lưu loát nếu ngươi bồi dưỡng thật tốt tương lai nhất định là hai trợ thủ tốt ừm vô song âm thầm gật đầu ta cũng không cùng bọn họ có quá nhiều thời gian ở chung đối với tính tình của bọn họ thật đúng là không hiểu rõ lắm hôm nay nghe ngươi nói như vậy hai người này phỏng chừng sẽ không kém đến đâu thần y ngươi không sợ ta chiếm tử lâu làm của riêng mình a à? Ngô đào nhướng mày, vô song nghe vậy, cười khẽ một tiếng, ta tự nhiên tin tưởng ánh mắt mình nhìn người, tôi có nên cảm thấy vinh dự không? Ngô đào mặt lộ ra cười khổ, hắn hiện tại làm sao có loại cảm giác lên thuyền trộn, lúc trước đã nói xong, chỉ là phụ trách giúp nàng huấn luyện những người đó, hiện giờ lại bị nàng gọi tới làm ăn, lần sau còn không biết phải làm cái gì, nhìn ngươi vẻ mặt bất đắc dĩ, làm trưởng quỹ này cũng không thấy vất vả bao nhiêu chứ.ít nhất nó dễ dàng hơn ngươi khi đào tạo giúp tôi đào tạo con người. tuy nói như vậy, chỉ là ta thật đúng là không nắm chắc quá lớn. dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta học làm ăn, nếu là thua lỗ, vậy thì như thế nào là tốt? Ngô Đào mặt đau khổ, giúp người này hắn ngược lại đã làm, nhưng thanh âm hắn thật đúng là chưa từng làm. ngươi đi theo ông chủ xe ngựa đó quá lâu như thế nào cũng sẽ đối với chuyện làm ăn mà tai mắt nhiễm một chút chứ. Vô song nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì không giống, ta cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày đi theo sau môn hắn nhìn hắn bàn chuyện làm ăn, ta bất quá là phụ trách kéo khách nhân. Ngô Đào nhún nhún vai, nhìn cô bất đắc dĩ nói, làm ăn chính là như thế, bất quá chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm sao phức tạp như vậy. Tôi tin rằng ngươi chắc chắn sẽ làm tốt vô song vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường mở miệng, có thể ngày mai tôi sẽ rời đi, chuyện mở cửa hàng này sẽ để lại cho ngươi đi làm, cố lên. Vô song nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, ngô đào đứng tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tặc thuyền này đi là dễ dàng, nghĩ tới sợ là không thể, trở về rồi. Hách liên dược vốn ở trong phòng khách có chút không yên lòng gọi trà, lại ngẩng đầu liếc thấy một góc váy màu lam nhạt, nhất thời đứng dậy nên đón. Vốn tâm không yên đã bị mừng rỡ thay thế, sao lại ngươi một người ở chỗ này, Hồng tụ Cẩm tụ còn có mặt liên bọn họ đây. Vô Song nhìn lướt qua bốn phía, thấy trong phòng khách to như vậy ngoại trừ một ít cả sai vặt cùng tiểu nha đầu ra, cũng chỉ còn lại một mình Hách Liên Duật, không khỏi tò mò hỏi, ta bảo bọn họ đi ra ngoài làm chút chuyện, đây không phải ngày mai sẽ khởi hành rời đi sao, cho nên ta liền bảo bọn họ đi chuẩn bị một ít, trên đường có thể dùng được một vài thứ. Hách Liên Dung ôm lấy eo nàng, vừa nói liền dẫn người đến bàn trà, nhưng đói bụng. Hách liên phong cho nàng một chén trà nóng, có chút lo lắng hỏi, một chút, ngươi đã ăn. Vô song nhấc một khối điểm tâm trên bàn lên, nhìn hắn hỏi, chờ ngươi trở về, rõ ràng là một câu trả lời rất đơn giản, lại làm cho tay vô song cầm điểm tâm hơi dừng lại, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn, sau đó bất đắc dĩ cười nói, kẻ ngốc, ừm. Hách liên lan đồng ý gật gật đầu, nghiêm túc nói, từ lúc bắt đầu gặp ngươi, ta đã bắt đầu mỗi ngày đều ngu ngốc, nhào tới. Thấy hắn nghiêm trang tổn hại mình, trong lòng vô song vừa cảm động vừa buồn cười, người đâu, đem đồ ăn trong phòng bếp bưng lên. Hách liên lan hướng phương hướng phòng bếp hô lên, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một đạo thanh âm đồng thừa, sau đó, chỉ thấy mấy tiểu nha đầu, bưng từng món ăn màu sắc hương vị đầy đủ đi ra, đây là cẩm tụ trước khi đi ra ngoài làm xong, ngươi không trở về, ta liền kêu người trước nóng lên, ăn nhiều một chút. Hách liên lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa gầy đi của nàng, hơi nhíu mày, đoạn thời gian trước rõ ràng hắn đem nàng nuôi thêm chút thịt, hiện giờ lại khôi phục gầy gò ngày xưa. Vô song sững sờ nhìn hách liên dung gấp thức ăn vào bát của cô, chỉ thấy không đến một lát sau, chén của cô đã bị chất đầy. Nàng có chút dở khóc dở cười nhìn thức ăn trong bát, không biết nên hạ đũa như thế nào, ăn nhiều hơn, ngươi quá gầy. Ông lên sẽ không thoải mái, tự nhiên, lời sau hắn sẽ không nói ra, bằng không khẳng định lại khiến tiểu nữ nhân kinh thường ở đâu gầy gần đây tôi đã có thịt vô song quái dị liếc hắn một cái biểu môi bất mãn nói khách liên lang bị nàng đột nhiên làm nũng làm cho trên tay một trận ánh mắt trong mắt càng lúc càng sâu thẳm gia yeah. chúng tôi đã trở lại wow có rất nhiều thịt đói tôi một đạo thanh âm hỏa cấp hỏa thiêu phá vỡ không khí trong phòng khách có chút vi diệu ánh mắt khách liên ruột ngưng tụ trong mắt hiện lên một tia vô lực, nhìn Mực Liên đặt mông ngồi bên cạnh Hắc Liên dược, bảo người cầm bát đổ liền bắt đầu mở miệng mực ăn, Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Thần y, ngươi đã trở lại." Cẩm tụ cùng Hồng tụ hai người, sau khi đem đồ vật trên tay giao cho người khác, liền vẽ mặt hưng phấn chạy tới, "Lúc này mới không gặp, các ngươi cứ nghĩ như vậy ta a." À. Vô Song nhìn lướt qua hai người một cái, đặt đổ trong tay lên cổ tay, tự tiếu phi tiếu hỏi, "Đương nhiên một ngày không thấy cách tam thu a à. hồng tụ ngồi xuống bên cạnh nàng biểu môi nói bổ nhào ta xem hai người các ngươi mười hai canh giờ sau đều đi theo bên cạnh ta đi vô song lắc đầu cười khẽ không được hồng tụ cùng cẩm tụ vừa muốn mở miệng khen ngợi đã bị hai thanh âm xinh xinh dừng lại vô song âm thầm cười trộm, đã thấy hồng tụ đỏ mặt thỉnh thoảng nhìn chầm chầm mặt liên ngày mai rời đi các ngươi cũng cùng nhau rời đi sao vô song thu hồi ý cười trên mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người, hồng tụ cùng các ngươi rời đi, ta sẽ không đi. Cẩm tụ có chút tiếc nuối nói, tại sao không ở bên nhau? Vô song nhíu mày, trong ấn tượng của nàng, hồng tụ cùng cẩm tụ giống như tỉ muội sinh đôi, vẫn như hình với bóng, còn không phải là bởi vì người nào đó. Trong mắt tay áo đỏ đảo quanh, nhìn A cửu phía sau ôm một đống đồ vật tiến vào, trộm hề hề mở miệng, ngươi nói cái gì đó. Cẩm tụ đỏ lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ đẩy hồng tụ một cái, vô song thấy vậy, mặt lộ rõ ràng, thì ra cẩm tụ coi trọng A cửu A. Vậy ban đầu nàng lấy A cửu cùng hồng tụ nói giỡn, không phải là bị thương cẩm tú sao, thật là tội lỗi, tội lỗi. Chương 227 Mẹ Ngọc, ngày hôm sau, trời vừa trắng bệt, mọi người cũng đã thu thập xong, ngồi lên xe ngựa của mình. Lần này đến tiễn đưa có cẩm tụ cùng A Cửu, còn có mấy người ngô đào, sau khi nói một ít lời biệt biệt, một đoàn xe ngựa ở trong mắt mọi người, chậm rãi chạy đi, cẩm tụ đỏ hốc mắt, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, không ngừng phất tay, A cửu một một ở một bên nhìn nàng thật lâu, thẳng đến khi nàng quay đầu lại, mới đỏ mặt dời tầm mắt, trên tay áo gấm đỏ lên, dẫn đầu xoay người trở về sân, A cửu cũng theo sát phía sau đi vào, đoàn người ngô đào thì sau khi xe ngựa biến mất, liền nhau nhau rời đi, cũng không biết cẩm tụ thế nào, đầu gỗ A cửu kia không biết khi nào mới thông suốt đây hồng tụ ngồi ở trong xe ngựa lẩm bẩm mở miệng cẩm tụ từ khi nào đối với a cửu có tâm tư phương diện này vô song một tay chống đầu hai tròng mắt trong suốt hứng thú nhìn hồng tụ thật lâu trước đây a cửu là cùng chúng ta đi cùng đều là mặt đại hộ pháp đai nói đến mặt liên khuôn mặt nhỏ nhắn của hồng tụ lại đỏ lên sau đó lại nói tiếp ban đầu ta cũng không biết chỉ là có một ngày lúc huấn luyện a cửu không cẩn thận bị kiếm trầy xước cẩm tụ sốt ruột muốn chết rõ ràng không phải là bao nhiêu vết thương, nàng lại lo lắng đến cả đêm không ngủ. Sau đó, tôi buộc cô ấy phải hỏi cô ấy hơn nửa ngày, cô ấy bị tôi cuốn quýt đến mức không còn cách nào khác, vì vậy tôi đã bí mật nói với tôi. Tự hồ là nghĩ đến lúc ấy cẩm tụ bất đắc dĩ cùng quẩn bách, hồng tụ vừa nói xong liền đột nhiên bùng bùng một tiếng bật cười, cổ nhân các ngươi thật sự là sớm trưởng thành. Vô song nhịn không được nỉ non niệm nói, hả? Thần y ngươi nói gì? người xưa nào hồng tụ nghi hoặc nhìn nàng vô song cả kinh thì ra là mình vừa mới nỉ non bị hồng tụ nghe được vội vàng ngạo nghễ mở miệng nói không có gì ta không nói cổ nhân ngươi nghe xong ta nói đến đông ngạo quốc có thể gặp cố nhân ồ hồng tụ gật gật đầu nàng cũng không nghe rõ ràng loáng thoáng liền nghe được hai chữ cổ nhân nghĩ là mình có thể thật sự nghe lầm hồng tụ ngươi đã từng đến đông ngạo quốc chưa vô song vén rèm cửa sổ lên nhìn Thảo Nguyên cùng sa mạc ngoài cửa sổ, hoảng hốt hỏi, tự nhiên đi qua, đông ngạo quốc tương đối gần biển, nơi nào hải sản phong phú, đa dạng, quan trọng nhất là, nơi đó có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, hồng tụ vẽ mặt nhảy nhót mở miệng, sau khi nói xong, còn hung hăng nuốt nước miếng, vô song có chút không nói gì nhìn nàng, ta thật hoài nghi, ngươi sau này gả cho mặt liên, sau này có thể sinh ra một con lợn con hay không, thần y. Hồng tụ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà nhất thời xoát một tiếng bạo hồng, vô song thấy vậy, nhất thời cười ha ha, xem ra, dọc theo đường đi hẳn là sẽ không nhàm chán, chọc cười hồng tụ cũng là một loại vui vẻ a. À. Hơn hai tháng sau, đoàn xe ngựa lão đảo đến cửa thành Đông Ngạo Quốc, sau khi trải qua một đám quan binh điều tra, rốt cục bước vào cửa thành Đông Ngạo Quốc, thời tiết ở Đông Ngạo Quốc rất ấm áp, không có cảm giác khô ráo như Tây Lương Quốc, quốc gia này dựa vào biển, diện tích không tính là quá lớn, nhưng tài nguyên lại rất phong phú, nơi này núi nhiều, nước cũng nhiều, lại gần biển, không thiếu ăn cũng không thiếu uống, cuộc sống của dân chúng hẳn là không tệ, phong cảnh đông ngạo quốc thật tốt. Hồng tụ nhịn không được cảm khái, luôn cho dù đây đã là lần thứ hai nàng tới, nhưng vẫn rất thích phong cảnh bên này, vô song đồng ý gật gật đầu, nhìn đám én nhỏ không ngừng ca hát trên cây liễu, còn có cá chép thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt hồ, còn có hoa phù bình nở rộ khắp hồ. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, xe ngựa vừa mới chạy lên cầu đá, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng chuông hồng, vô song có chút tò mò, tiếng chuông kia có ý nghĩa gì? A, à, tiếng chuông này là chùa miếu trên nọn núi kia truyền đến, về phần ý nghĩa gì, ta cũng không biết, hẳn là các hòa thượng đến giờ ăn cơm. Vô song nghe vậy trong lòng dở khóc dở cười, nha ngoại trừ nghĩ đến ăn còn có thể nghĩ đến cái gì? Nàng làm sao cảm giác bên cạnh mình đều bị một đám ăn hàng vây quanh a? À? đầu tiên là tiểu đệ nhà mình sau đó lại manh manh lại thêm mực liên hôm nay lại có hồng tụ đều là một đám ăn hàng a à. nói đến tiểu đệ vô song lại nhịn không được nhớ nhung cũng không biết người trong nhà như thế nào thần y chờ sau khi dàn xếp xong ta mang ngươi đi ăn ngon hồng tụ ma quyền xoa tay giống như là chờ sau khi dàn xếp xong liền chuẩn bị đi làm một hồi vô song dùng ngón tay nhéo nhéo huyệt thái dương của mình sau đó cười khẽ gật đầu đi đường hơn hai tháng mình cũng có chút mệt mỏi, hết lần này tới lần khác Hồng tụ vẫn tinh thần như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ăn nhiều, tốt có thể cất giữ tinh thần, nghĩ đến đây, cô nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ cười, tiếng hoa phù bình này nở thật đẹp. Hồng tụ chỉ vào một mảnh bèo nổi ở giữa, thốt lên tán thưởng, vô song thì khẽ thở dài một tiếng, phù bình a. À. Ngược lại có chút giống nàng lúc này, nàng có đôi khi cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải nhất định chính là loại người phiêu bạc cùng lang thang hay không, giống như những bèo không có rễ này, lúc này dừng lại ở đây, nếu là gió thổi tới, phỏng chừng lại muốn lưu động, chủ tử, đến rồi. Đang lúc vô song hồi tưởng, chợt nghe thấy bên ngoài xe truyền đến một tiếng, vô song cùng hồng tụ hai người vừa mới xuống xe ngựa, chỉ thấy hách liên dung bước chân nhẹ nhàng đi về phía bọn họ, nhưng mệt mỏi. Thấy trên mặt nàng có chút mệt mỏi, hách liên lang có chút đau lòng không sao đâu. Ngươi làm thế nào có thể nghĩ rằng mua một sân ở đây? Vô song nhìn tòa viện dựa vào này, cười yếu hỏi, nơi này rời xa nội thành, tương đối yên tĩnh, tôi thích nơi này. Hách liên phong đỡ nàng dẫn đầu đi vào trong sân, sân rất lớn, bên trong người cũng không nhiều, một lão phụ nhân, còn có năm tiểu tử trẻ tuổi cùng ba tiểu nha đầu ba năm nhẹ nhàng, tổng cộng chỉ có chín người, mấy người nhìn thấy hách liên lan cùng mặt liên, còn có ba người hồng tụ, trên mặt có vẻ đặc biệt hưng phấn, xem ra, hẳn là cũng là người của vô ưu cung, ta sớm đã nghe nói ngươi muốn đến, phòng ta đều đã thu dọn xong. Lão phụ nhân kia mắt đầy hiền lành tiến lên kéo hai tay hách liên duật, cười ha hả nói, ánh mắt nhìn hách liên dung kia, đó là tràn đầy yêu thích cùng kích động, giống như là một mẫu thân nhìn thấy đứa con trai mình tự do bên ngoài đột nhiên trở về nhà vậy, vị này hẳn là song nhi trong miệng dung nhi chứ. Cô gái tốt, trông rất xinh đẹp, được rồi cung chủ chúng ta rốt cục cũng thông suốt lão phụ nhân kia buông tay hách liên dung ra lại kéo tay vô song đánh giá từ trên xuống dưới một phen sau đó hài lòng tán thưởng vô song không tiếp lời chỉ rủ mắt cười khẽ tùy ý mọi người đánh giá song nhi đây là vú nuôi của ta ngươi có thể giống như mọi người gọi nàng một tiếng ngọc ma ma nàng từ khi ta còn nhỏ đã chiếu cố ta hách liên dung nhìn vô song giới thiệu ngọc ma ma tốt vô song hành lễ với nàng, được rồi, được rồi. Cậu bé ngoan, mệt mỏi không? Ngồi xuống và nghỉ ngơi. Ngọc ma ma kia nghe vậy, cười đến mức không thấy răng không thấy mắt, mẹ, không phải gọi là ngươi đừng muốn động thủ làm những chuyện này sao? Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm hưởng phúc là được rồi. Tôi đón ngươi đến đây, không phải để cho ngươi đến bận rộn, hách liên dục nhíu mày, bất mãn nhìn lướt qua mấy người trẻ tuổi kia một cái, không có trở ngại. Không có trở ngại. Tôi không phải là già đến nỗi tôi không thể làm bất cứ điều gì, ngươi đừng đổ lỗi cho họ, là tôi không để cho họ làm, bạn rửa và nghỉ ngơi đầu tiên, tôi sẽ nấu ăn cho bạn. A, à, Ngọc Mama, ngươi cũng không gọi ta. Hồng tụ ở một bên bất mãn mở miệng, Y.O. thì ra là tay áo nhỏ của chúng ta cũng tới, ai? Là mẹ mắc vụng về, nên mắng, nên mắng, nhưng không chú ý đến tay áo nhỏ của chúng tôi." Tay áo gấm nhỏ đâu? sao anh không gặp ai? Ngọc ma ma kia tiến lên giữ chặt tay hồng tụ mừng rỡ mở miệng, sau đó lại nhìn trái nhìn phải một phen, không thấy cẩm tụ ở đây, không khỏi nghi hoặc hỏi, cẩm tụ còn có việc, nàng ở lại Tây Lương Quốc, không tới đây, đã lâu không gặp mấy tiểu nha đầu các ngươi, hiện giờ đều lớn lên càng ngày càng dấu ấn, như thế nào, có thể hứa với người ta không, mẹ? Hồng tụ đỏ mặt nhỏ nhắn, âm thầm vụn trộn liếc mặt liên một cái, sau đó lắc lắc tay ngọc ma ma, hờn dỗi nói, vô song nhịn không được run rẩy thân thể, hồng tụ tiếng này kiều mị, kêu đến toàn thân nàng đều tô. Chương 228 ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn bảy màu, mọi người rửa mặt xong, lúc đi ra, đoàn người ngọc ma ma đã chuẩn bị xong đồ ăn thơm ngào ngạt, món ăn rất đơn giản, năm món ăn một suất, tất cả đều là một số bữa ăn gia đình, ta vốn tưởng rằng các ngươi phải trễ một chút mới đến, bằng không đã sớm gọi người đi mua một ít hải sản trở về, mẹ ngọc có chút tiết hận mở miệng ngọc ma ma nấu ăn thật ngon vô song chân thành tán thưởng nói quả thật rất ngon chỉ so với món ăn trong không gian hương vị hơi kém một chút thật sự rất tốt ừm tôi thích nhất là bữa ăn mẹ ngọc nấu hồng tụ cũng gật đầu tán thành mặt liên thì dùng ăn để biểu đạt lời nói của hắn hắn động trước chính là tôn thủy tinh thoạt nhìn đẹp nhất trên bàn người tiểu tử này vẫn là biết ăn như vậy may mắn người không mập bằng không cẩn thận không cưới được vợ. Ngọc ma ma buồn cười nhìn mặt liên mở miệng nói, muốn gả cho ta cô nương nhiều lắm, không sợ không sợ. Mặt liên lắc lắc đổ trong tay, tiếp tục ăn lớn, tay áo đỏ ở một bên cũng không dám yếu thế, động tác trên tay hai người càng ngày càng nhanh, ba người nhìn thoáng qua, sau đó đều bất đắc dĩ lắc đầu, nào, ăn nhiều một chút, hảo hảo dưỡng. Tương lai mới có thể sinh cho Duật Nhi một tiểu tử trắng trẻo mập mạp. Ngọc Ma Ma cho vô sông thêm hai con tôm, cười ha hả dặn dò. Vô song nghe vậy, cơm trong cổ họng nhất thời bị kẹt lại, nuốt không nổi, cũng nôn không ra, nhất thời nghẹn đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Hách liên dung vội vàng múc cho nàng một chén canh, tự tay đút cho nàng, vô song uống một ngụm canh, rốt cục thuận khí, nàng vỗ vỗ ngực, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, ngươi đừng làm mẹ sợ, bây giờ cô ấy mới 13, còn nhỏ. Hách liên dung vỗ nhẹ lưng vô song, cười khẽ mở miệng nói, này, đó không phải là phải chờ hai năm sao? Thật đáng tiếc. Ngọc ma ma nghe vậy, có chút tiếc nuối lắc đầu, vô song trên mặt đỏ lên, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn hách liên dục một cái, sau đó vùi đầu cúi đầu, bộ dáng học mặt liên, từng ngụm từng ngụm từng ngụm ăn cơm trong chén mình, hách liên lan nhịn không được cười khẽ ra tiếng, sau đó lại âm thầm gật đầu, không biết là đồng ý lời của Ngọc ma ma, hay là đang suy nghĩ cái gì. Dung Nhi bây giờ cũng đã 18 tuổi, mặt tiểu tử cũng đã 19 tuổi, đều đổi lấy thê. Không nghĩ tới vừa chớp mắt này, tiểu tử bướng bỉnh năm đó đều đã trưởng thành, Ngọc Ma Ma nhất thời có chút vui mừng cảm khái, bây giờ tôi cũng đã già, chỉ mong hai người sớm kết hôn sinh con, cũng là tiếc nuối cả đời này của ta. Mẹ Ngọc sau đó lại tiếp tục nói, Ngọc Ma Ma này ban đầu cũng có một đứa con trai, chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì, thế nhưng năm hai tuổi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thân bận rộn sau đó lại sinh nữ nhi ở nữ nhi vừa tròn một tuổi nàng bởi vì trong nhà quá mức nghèo khó liền tự động bán mình vào duệ vương phủ làm vú nuôi cho hách liên duật sau đó đem tiền về cho trượng phu sau đó chồng cô bị nghiện cờ bạc đem tất cả tiền bán thân của cô đi đánh bạc còn thiếu chút nữa đem nữ nhi bán đi may mắn lúc ấy nàng xin nghỉ phép trở về nhà mới có thể cứu nữ nhi khỏi miệng hổ duệ vương phi nhân từ Thấy nàng đáng thương như thế, vì thế liền đồng ý nàng đem nữ nhi vào trong phủ nuôi, chỉ là ba năm trước, nữ nhi của nàng cùng một thương nhân vụn trộm bỏ trốn, nhiều năm như vậy sửng sốt không trở về nhìn nàng một cái. Hách liên dược không muốn nàng xúc cảnh thương tình, lại thấy đông ngạo quốc bên này sơn hảo thủy tốt, thích hợp dưỡng sinh, liền đem nàng mang tới, ở đây an hưởng tuổi già. Phòng này không tệ, dựa vào núi sông, chim hót hoa thơm, thật sự là một nơi chung linh dục tú, một người nước khác lại có thể chiếm được một chỗ phong thủy bảo địa như Đông Ngạo Quốc, thật sự là không đơn giản. Vô Song dựa vào cửa sổ, nhắm mắt hung hăng hít một hơi không khí trong lành, sau đó từ từ cảm khái nói: "Ngươi nếu thích nơi này, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến." Hách Liên Dung từ sau lưng nàng vòng quanh nàng, nhẹ giọng nói nhỏ: "Không cần, ta tin tưởng Linh Sơn thôn cũng không kém hơn nơi này, đợi Linh Sơn thôn chính thức hoàn thành, còn phải có lao ngươi hỗ trợ nhiều mới đúng." Vô Song nghiêng đầu, nháy mắt với hắn, hách liên lan cười khẽ, trên trán nàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, không cần phiền phức, ta có thể toàn bộ mua cho ngươi, quả nhiên là thổ hào. Khí phách Vô song hướng hắn sau ngón tay cái, cười thanh khách khen ngợi, hách liên lan tuy rằng không biết thổ hào là có ý gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được một ít, đại khái là nói ý tứ hắn rất có tiền, ngươi vì sao lại muốn đi theo con đường kinh doanh này. Vô song tò mò, kinh doanh không phải luôn luôn bị người ta phỉ nhổ sao như thế nào một thế tử như hắn lại buông bỏ tư thế đi kinh doanh kinh doanh có cái gì không tốt ít nhất nhật tiến đấu kim còn có thể gia tài vạn quán những người xem thường kinh doanh mới là kẻ ngốc bắc đình quốc nếu không có những người kinh doanh nói không chừng đã sớm nghèo túng làm sao còn có thể chống đỡ đến hôm nay đúng rồi mộ dung công tử hiện giờ còn đang làm tri phủ ở phủ thành sao không có ta đã bảo hoàng thượng an bài người đi xuống mộ dung hắn muốn trở lại gia tộc một lần nữa sửa sang lại một phen đệ nhất thế gia này nếu không có hắn chỉ sợ sẽ suy sụp nếu đệ nhất thế gia suy sụp vậy bắc đình quốc cũng không thể tốt đến đâu vô song âm thầm gật đầu đệ nhất thế gia này hàng năm cung phụng cho triều đình tài chính cũng có không ít nếu cứ như vậy suy sụp chỉ sợ trong triều rung chuyển không nhỏ hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi chờ nghỉ ngơi đủ rồi ta đang dẫn ngươi đến bến tàu dạo chơi ngươi không chuẩn bị tiến cung. Vô song nhướng mày, hắn không phải vẫn nhìn khối lệnh bài kia khó chịu sao? Không phải nói vừa đến đông ngạo quốc liền muốn đem lệnh bài trả lại sao? Không vội, có lệnh bài của tam hoàng tử ở đây, chúng ta ở đông ngạo quốc rất nhiều địa phương đều có thể đi ngang. Hách liên phong nhếch môi, giọng điệu sâu kín mở miệng, ngươi nghĩ ra ý tưởng tồi. Nhưng ngàn vạn lần phải từ từ một chút, đừng đem thanh danh tam hoàng tử làm hỏng đi, mọi người tốt xấu gì cũng quen biết một hồi vô song miếng môi tự tiếu phi tiếu nhìn hắn ta nói là thật có rất nhiều chỗ người nước ngoài chúng ta không vào được nhưng có lệnh bài của tam hoàng tử khẳng định sẽ thông suốt không trở ngại ồ những nơi nào vô song có hứng thú hỏi tử trúc lâm Hách liên lan vuốt ve mái tóc đen của nàng thấp giọng nói tử trúc lâm nơi tre tiếng dài vô song nhướng mày trước đây là hồng thụ trường hồng thụ trên núi hồng trúc rừng tử trúc này chẳng lẽ là nơi trường tử trúc không phải không có tử trúc gì bất quá đó ngược lại là một bảo địa đông ngạo quốc này quanh năm như xuân khí hậu dễ chịu tử trúc lâm kia càng là một chỗ cảnh đẹp của đông ngạo quốc ta ban đầu ngược lại lấy thân phận sứ giả bắc đình quốc tham quan một lần bên trong có các loại kỳ hoa dị thảo hơn nữa còn là loại thường niên nở rộ nghe qua cũng bất quá chỉ là một hoa viên thắng địa vì sao không thể đi vào không có gì là không thể hiểu được không chỉ người của các nước khác không vào được ngay cả người trong nước cũng không vào được ngoại trừ những người trong hoàng thất kia đương nhiên nếu là thiết yến mà nói những người được mời quan lớn thế gia ngược lại có thể may mắn đi vào xem ngắm cảnh hoa trân quý nhất nơi này chính là mẫu đơn bảy màu truyền thuyết mẫu đơn bảy màu kia rất khó trồng sống trong tử trúc lâm này cũng chỉ trồng được ba gốc cây kỳ lạ nhất chính là ba gốc mẫu đơn bảy màu này vẫn là bảy năm trước đã trồng nhưng cũng không điêu linh, nhiều năm như vậy vẫn nở rộ như trước, mẫu đơn bảy màu. Vô song kinh hô ra miệng, hách liên phong cũng không chú ý đến kinh ngạc của nàng, chỉ cho rằng nàng chưa từng thấy qua, cho nên cảm thấy kỳ lạ, ta muốn đi xem một chút. Vô song nhìn hắn kiên định nói, mẫu đơn bảy màu, hơn nữa còn là bảy giờ không điều chỉnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc trước nàng còn nhớ rõ, không gian của mình chính là bởi vì mẫu đơn bảy màu kia, liên tục thăng hai cấp, được rồi. Sáng mai chúng ta không đi bến tàu, ta trước tiên dẫn ngươi đến tử Trúc Lâm xem một chút, hách liên phong sủng nịch điểm chắp mũi của nàng, nhẹ nhàng mở miệng. Chương 229 rừng tre tím, sáng hôm sau, hách liên dược bỏ mặt liên cùng hồng tụ hai người, cùng vô song ngồi lên xe ngựa, lão đảo đi về phía rừng tử Trúc thần thánh nhất đông ngạo quốc, sau khi hai người đến, liền nhàn nhã đi về phía cửa tử Trúc Lâm, vừa đến cửa đã bị người ngăn lại. Hách Liên Duật tự hồ sớm có dự liệu, trực tiếp đem lệnh bài của Đông Phương Dịch nói rõ ra, thì ra là bằng hữu của Tam hoàng tử, vừa lúc Tam hoàng tử vừa mới đi vào, hai vị mời, hai vị quan binh canh cửa sau khi nhìn thấy lệnh bài, quả nhiên thu trường thương trắng trước mặt hai người trở về, đồng thời còn vì hai người báo ra hành tung Tam hoàng tử, Vô Song nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, thật sự là đuổi kịp không bằng đuổi kịp a, à, lần này cũng tốt rồi không cần chúng ta tiến cung, trực tiếp giao cho hắn là được. Hách liên lang khẽ nhướng mày tuấn, sâu kín mở miệng, vô song nghe vậy, không nói gì, chỉ cúi đầu cười yếu ớt, sau đó tùy ý hách liên duật ôm nàng đi vào trong rừng tử trúc, vừa mới vào hoa viên, các loại hương hoa liền xông vào mũi, vô song nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, trong rừng tử trúc đặc biệt đẹp, ngoại trừ vỉa hè ra, còn lại đều là trăm hoa duy trì, các loại kỳ hoa đua nhau nở rộ càng đi vào bên trong vô song liền cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc tuy rằng rất nhạt nhưng đặc biệt quen thuộc chủ nhân nơi này có hương vị linh khí đang vô song trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm đáng yêu vô song lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách nàng sẽ cảm thấy cổ khí tức này rất là quen thuộc thì ra là có hương vị linh khí khó trách hoa ở đây nở rộ như vậy thì ra là bởi vì có linh khí phụ trợ manh manh mẫu đơn bảy màu kia sở dĩ quanh năm không tạ ơn có phải cùng linh khí này có liên quan hay không không sai linh khí này tuy rằng rất nhạt nhưng đối với những loại hoa cỏ bình thường bên ngoài mà nói quả thật đủ tẩm bổ rồi hoa mẫu đơn bảy màu kia sở dĩ có thể trồng ở chỗ này nghĩ đến cũng là bởi vì nơi này có những linh khí này nguyên nhân thanh âm manh manh lại truyền đến vậy ngươi có thể nhìn ra được linh khí này từ đâu mà đến vô song lại lần thứ hai nghi hoặc hỏi linh khí chi nguyên bên này hẳn là có liên quan đến vị trí địa lý của quốc gia này, nơi này dựa vào núi sông, còn có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, nghĩ đến những linh khí này, bởi vì nên từ trong rừng cây cổ xưa thai ngán ra, thì ra là như thế. Vô song ở trong lòng âm thầm gật đầu, ở chỗ này luyện công khẳng định có lợi ích rất lớn. Sau khi hách liên lan đi một đoạn đường, chân thành cảm khái nói, ngươi cảm thấy gì? Vô song thu hồi suy nghĩ, trong lòng có chút kinh ngạc, Chẳng lẽ Hắc Liên Dung cũng cảm giác được cái gì? Không biết, liền cảm giác nơi này làm cho người ta có loại cảm giác giảm bớt áp lực, hơn nữa hô hấp không khí nơi này, nội lực trong cơ thể cảm giác có ba động mơ hồ. Mặc dù nó rất nhẹ, ông vẫn cảm thấy nó. Chỉ thấy hắn cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên thấp giọng nói, hương vị nơi này, cùng hương vị trên người ngươi rất giống. Ngửi, làm cho người ta sảng khoái, vô song nghe vậy trong lòng cả kinh, đúng rồi, nàng thường xuyên tiến vào không gian, hơn nữa tu luyện lại là linh lực, trên người khẳng định có hương vị linh khí, phải không? Vậy ta có phải rất vinh hạnh hay không, hương vị trên người mình còn có thể làm cho ngươi cảm giác được thoải mái? Vô song đè xuống đáy lòng kinh ngạc, ra vẻ thoải mái nhìn hắn trêu chọc nói, lúc này mới tốt, sau này nếu cảm thấy mệt mỏi, về nhà ôm ngươi, nói không chừng là tốt rồi. Hách liên lan cười khẽ trả lời, miệng lưỡi trơn trượt vô song liếc mắt nhìn hắn, hai người tiếp tục đi vào chỗ sâu nhất, bên kia là người nào, nơi này cũng không phải người thường có thể tùy ý tiến vào, vô song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai vị mỹ nhân trang điểm nhạt nhẽo đang tay cầm hoa, ánh mắt không tốt nhìn về phía bọn họ, chúng ta là bằng hữu của tam hoàng tử, hôm nay đến đây, tự nhiên là có việc cùng tam hoàng tử thương lượng. Sắc mặt hách liên dược không thay đổi, lớn tiếng nói, vô song hơi rũ mắt, lông mi thật dài thu lại ý cười trong suốt trong đáy mắt người khác không biết nàng còn có thể không rõ ràng sao đánh từ khi mình đem lệnh bài giao cho hắn hắn bắt đầu nghiến răng nghiến lợi với đông phương dịch hận chỉ có hắn như vậy có thể đem đông phương dịch làm bằng hữu vậy mới quái hổ tình địch ngược lại tương đối thích hợp chẳng qua tình địch vô song lắc đầu cười khẽ đông phương dịch làm sao có thể dễ dàng động tình với một người xa lạ hơi quen thuộc khẳng định là mình suy nghĩ nhiều có lẽ người ta chỉ là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu vậy cũng nói không chừng thì ra là bằng hữu của tam hoàng tử chúng ta tam hoàng tử hiện giờ đang luyện công kính xin hai vị chờ một lát hai vị mỹ nhân kia nghe vậy ánh mắt vốn không tốt nhất thời thoáng chậm lại nhưng vẫn có chút phòng bị nhìn bọn họ thế tử hách liên mộ tiểu thư đang lúc hách liên lan muốn lướt qua hai người đi vào trong cách đó không xa truyền đến thanh âm đông phương dịch mang theo chút hoảng hốt tam hoàng tử vô song gật đầu với hắn, thách liên dung thì vẻ mặt phòng bị nhìn đông phương dịch, vô song cảm giác được tay lực đạo của hắn vần quanh bên hông mình có chút tăng thêm, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, dê xe vọng chiếm hữu bá đạo này, hai vị là khi nào đến đông ngạo quốc. Tại sao không mời người khác nói, tôi có thể thiết lập một bữa tiệc cho hai người, đông phương dịch nhìn động tác thân mật của hai người, đôi mắt vốn sáng ngời trong nháy mắt hơi ảm đạm, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Bạch y phiêu phiêu, có lẽ là bởi vì nguyên nhân luyện công, trên mặt hắn hoàng mỹ không tì vết có từng tia mồ hôi đang chảy ra, mái tóc đen dùng giải ri băng màu trắng đơn giản buộc lên, chỉ để lại hai sợi tóc vụn treo ở hai bên khuôn mặt tuấn tú, vô song trong lòng không khỏi cảm khái, đông phương dịch nhất đứng ở chỗ này, ngay cả hai vị mỹ nhân bên cạnh hắn cũng trong nháy mắt ảm đạm thất sắc, không, hoặc là nói, ngay cả 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 hoa tử trúc lâm này cũng trong nháy mắt ảm đạm thất sắc, có sắc đẹp như vậy, lại có thân phận địa vị như vậy khó trách sẽ làm cho những mỹ nhân kia đối với hắn có xu hướng như việc, nếu không có hách liên duật, nói không chừng nàng cũng sẽ âm thầm thèm muốn một phen. Tam hoàng tử khách khí rồi, chúng ta cũng là vừa mới đến không lâu, không dám làm phiền tam hoàng tử quan tâm cho chúng ta. Hách liên phong nhướng mày cười yếu ớt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi làm sao lại tới tử trúc lâm. Tam hoàng tử có chút nghi hoặc hỏi, tự nhiên là tới tìm ngươi, cái này, liền giao lại cho tam hoàng tử. Hách liên phong đem hà bao màu tím trong tay ném qua, đông phương dịch đưa tay dễ dàng bắt lấy, sau đó liếc mắt nhìn vô song một cái, trong mắt hiện lên rõ ràng, chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng, hách liên thế tử chớ hiểu lầm, ta lưu vật này bất quá là muốn cùng mộ cô nương kết giao một phen, cũng không có ý gì khác, chỉ là, thực sự không có ý nghĩa gì khác sao. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, từ sau khi trở lại đông ngạo quốc, liền bắt đầu ngày đêm mơ thấy bóng dáng xinh đẹp của gia nhân hiện giờ chân nhân đứng ở trước mắt hắn, hắn ngược lại không dám thừa nhận, từ trong phủ thái tử thoáng nhìn kinh hồng, hắn liền biết, mình đã bắt đầu rơi vào tay giặc, phải không? Đó là ta lấy tâm tiểu nhân độ phúc quân tử, nếu không tam hoàng tử đem lệnh bài trả lại. Hách liên phong khẽ nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn hà bao màu tím trong tay hắn, khóe miệng vô song hơi co giật, làm sao có lý do trả lại còn muốn trở về, bất quá là vật ngoài thân. Hách liên thế tử nếu muốn cho ngươi là được. Chỉ thấy hắn tà mị cười, lại đem hà bao màu tím trong tay ném trở về, hách liên dược đưa tay tiếp lấy, trả lời cũng giống như tà mị cười, nói, đã là như thế, vậy liền đa tạ tam hoàng tử, phải biết rằng, ở nơi đất khách quê người này, làm chuyện gì cũng không tiện lắm, hiện giờ lại tam hoàng tử che chở, cũng tiết kiệm được chút phiền toái, chỉ thấy sau khi hắn nói xong, sắc mặt không thay đổi đem hà bao nhét vào trong lồng ngực mình, bộ dáng rất bảo bối vô song bị da mặt dày của hắn chọc cho nhịn không được âm thầm cười trộn, chương 230 lại ngửi thấy tiếng rồi, tam hoàng tử thật sự là mạng tốt, đi đâu cũng có mỹ nhân thân. Sau khi hách liên phong cất lệnh bài xong, quay đầu lại nhìn hai vị mỹ nhân đứng ở hai bên đông phương dịch treo chọc nói, mỹ nhân nhiều hơn nữa thì như thế nào, còn không may mắn bằng thế tử hách liên, có thể có người nhà như mộ cô nương làm bạn trái phải, đông phương dịch nói xong. Nhìn vô song trong lòng hắn trong giọng nói không mất đi hâm mộ, mỹ nhân nhiều đến đâu thì sao? Toàn bộ cộng lại còn không bằng một mộ vô song, chỉ là đáng tiếc, đời này hắn, chỉ sợ cùng gia nhân hữu duyên vô phận, tam hoàng tử nói rất đúng, nhiều mỹ nhân hơn nữa cũng kém song như ta, hách liên dược không chút che giấu đắc ý của mình, bởi vì đối với hắn mà nói, vô song quả thật chính là vốn liếng đắc ý nhất của hắn ở trước mặt đông phương dịch, vô song nghe vậy, nhàn nhạt liếc hắn một cái, có muốn nói thẳng thắn như vậy không? không thấy hai vị mỹ nhân bên cạnh tam hoàng tử người ta đều bắt đầu không phục sao, nhìn hàm răng trắng đến thanh khách kia, còn có ánh mắt nhỏ hận không thể ăn thịt mình, thật sự là sợ tới mức nàng cẩn thận run rẩy a à, tam hoàng huynh. Hóa ra ngươi cũng ở đây, bầu không khí vốn hơi yên tĩnh lại, đột nhiên bị một thanh âm giả tạo đánh vỡ, vô song vừa nghe được thanh âm này, độ công khóe miệng nhịn không được khẽ dương lên, hách, thế tử hách liên nguyên bản thanh âm mềm mại lúc này có thêm một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Vô song nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn công chúa chậm rãi đến, không phải chính là vị công chúa ban đầu cùng đông phương dịch đi tham gia hôn lễ thái tử hách liên thiên sao, thế tử hách liên đến đông ngạo quốc chúng ta khi nào? Tam Hoàng Huynh cũng không nói với ta một tiếng. Đông Phương Diêu quá dị liếc Đông Phương dịch một cái, có chút quán giận nói, này! Tam Hoàng tử, muốn ta nói đi, đông ngạo quốc các ngươi đi, dựa vào núi sông, phong cảnh tất nhiên là không cần phải nói, không khí cũng là đỉnh tốt, như thế nào còn có thể có rùi nhặn loại đồ vật ô nhiễm môi trường xuất hiện, nhào tới. Vô song nghe vậy, nhìn xuống rũ mắt cười nhạo, công phu độc miệng của hách liên lan thật sự là không ai có thể so sánh, đương nhiên, mặt liên còn có thể so sánh với hắn, dù sao, hai người cùng nhau lớn lên, công phu độc miệng này, hẳn là học lẫn nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn kiều diễm ướt ác của Đông Phương Diêu, lúc này nghẹn đến đỏ bừng một mảnh đây đã là lần thứ hai nàng bị người mình thích so sánh thành ruồi nhặn thế tử hách liên ngươi thật sự là quá đáng công chúa chúng ta thích ngươi như vậy ngươi sao có thể nói công chúa chúng ta như vậy tiểu nha hoàng công chúa tức giận trực tiếp nhảy ra chỉ trích được yêu thích bởi một con ruồi ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm thử nghĩ một chút nếu mỗi ngày bị một con ruồi ong ong ở bên tai kêu loạn ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn thật sự là hận không thể một cái tác đánh chết, ngươi, làm càng. Thế tử hách liên há có thể chỉ mắng một hạ nhân hèn hạ trong khu ngươi. Đông phương dịch bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chầm chầm tiểu nha hoàng kia, tiểu nha hoàng kia thấy vậy, vội vàng cúi đầu ngậm miệng, tuy rằng trên mặt có thương tâm cùng không cam lòng, nhưng vẫn cố nén, đông phương diều, đừng quên ngươi là người có hôn ước, đừng làm chút chuyện làm nhục hoàng thất, có làm nhục đông ngạo quốc, nếu không, đừng trách ta làm huynh trưởng không lưu tình. Tam Hoàng Huynh, ngươi biết rõ, Thái tử Tây Lương quốc kia chính là một kẻ ngốc, ngươi sao còn có thể nhẫn tâm để ta gả qua. Đông Phương Diêu cắn chặt môi dưới, ánh mắt nghẹn nước mắt, sợ sợ đáng thương nhìn Đông Phương Dịch, Thái tử Tây Lương quốc là kẻ ngốc. Vô song hơi nhíu mày, Lạc Trăng là kẻ ngốc. Anh đùa tôi đấy à, hừ. Chỉ là nữ nhân thô bỉ như ngươi, ngay cả sách giày cho Lạc Trăng cũng không xứng, còn dám ghét bỏ hắn là kẻ ngốc, nếu hắn là kẻ ngốc, chỉ sợ ngươi chính là kẻ ngốc ngu xuẩn nhất trên đời này, Hách Liên Lan vẽ mặt chán ghét nhìn qua Đông Phương Diêu một cái, ta cũng đang muốn hỏi, không biết ngươi là nghe từ đâu, là ai nói cho ngươi, Thái tử Tây Lương Quốc là kẻ ngốc? Đông Phương dịch hiếp mắt, khó hiểu nhìn về phía nàng, vâng, là tứ hoàng tỷ nói cho ta biết, nàng nói nàng đã gặp qua Thái tử Tây Lương Quốc, đó chính là một kẻ ngốc. Đông Phương Diêu tức giận mở miệng, lúc trước nàng vừa nghĩ đến, phụ hoàng dĩ nhiên vì hai nước giao hảo lại để cho nàng gả cho một kẻ ngốc, trong lòng nàng liền hận không chịu nổi, nói bậy đi nói bậy. Ngươi tứ hoàng tỷ làm sao có thể nói loại hồ ngôn này, còn không mau nói rõ ràng, là ai nói cho ngươi. Trong mắt Đông Phương dịch hiện lên một tia hàng quang, ai cũng có thể nói ra những lời như vậy, nhưng Đông Phương tỉnh là không có khả năng nhất, huống hồ nàng lại chưa từng đi Tây Lương quốc, nào biết thái tử Tây Lương quốc, Đông Phương duyên này quả thực chính là nói bậy bạ, ta, à, vâng, là đại hoàng huynh nói cho ta biết, hừ, một cái bán. lời nói ngươi cũng dám tin, còn dám vu hãm hoàng tỷ của mình, người tới, đem ngủ công chúa đưa về cung, phạt nàng trong vòng một tháng, không được bước ra khỏi cửa cung một bước. đông phương diêu nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng khẩn trương mở miệng, ai dám? tam hoàng huynh, ngươi không có quyền này, tôi có quyền ngươi không biết sao? hay là ngươi cảm thấy, dị hoàng huynh của ngươi có thể trở thành thái tử? hoặc là nói ngươi mẫu hậu có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi nói, nếu ta đem chuyện ngươi vu hãm tỉnh nhi nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng sẽ phạt ngươi như thế nào đây? Khóe miệng đông phương dịch nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn đông phương di ô giống như nhìn ngu ngốc vậy, không. Ngươi không thể. Đông phương diều sắc mặt trắng bệch lắc đầu, người đông ngạo quốc ai mà không biết, phụ hoàng của nàng yêu thương nhất, không phải hoàng hậu nương nương sinh ra nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa, cũng không phải một quý phi sinh ra đại hoàng tử mà là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử do tử phi sinh ra còn có nghiên phi sinh ra tứ công chúa nếu đông phương dịch cáo trạng trước mặt phụ hoàng hiện giờ còn có thế tử hách liên làm chứng nàng chỉ sợ là trốn không thoát lấy phụ hoàng sủng ái đông phương tỉnh mình nhất định sẽ bị phạt nặng hơn nói không chừng phụ hoàng sẽ tức giận trực tiếp biến nàng làm thứ dân vậy thì phải mất không bù đắp được bị cấm túc một tháng so với bị biến thành thứ dân thật sự một chút xem ra, nàng chỉ có thể nén giận nhận lấy, cô âm thầm cắn răng, oán hận nói, được. Một tháng là một tháng. Hừ. Đi thôi, chỉ thấy nàng có chút chật vật chạy trốn, hoàn toàn không có cao nhã cùng ôn nhu khi tới, chật chật, nếu lạc lưu có một nữ nhân như vậy, đời này chỉ sợ sẽ bị hủy. Hách liên lan lắc đầu, âm thầm cảm thấy bi kịch cho lạc trăng, xem ra, hắn phải nhắc nhở cái gì đó. Tên lạc lưu này nói như thế nào cũng là một trong số rất nhiều tri kỷ của mình, cũng không thể để cho hắn chịu tội vô ích như vậy chứ. Chỉ là, Hách Liên giật nhàn nhạt liếc Đông Phương Dịch một cái, Hách Liên thế tử muốn làm cái gì cứ việc làm là được, không cần để ý cảm thụ của ta, tốt nhất là giải trừ hôn ước, dù sao, hôn ước này nếu không giải trừ, tương lai có lẽ sẽ trở thành một trở ngại của hắn cũng nói không chừng, nếu Tam hoàng tử đã nói như vậy, nếu ta không làm chút gì thật sự là đáng tiếc. Hách liên dược dùng tay phải chống cằm, vẻ mặt hưng trí mở miệng, không biết hai vị còn có chuyện gì. Không bằng, đi hồng lâu gần nhất nói chuyện được không? Tam hoàng tử mặc dù là hỏi hai vị, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vô song, không cần, chúng ta trong chốc lát còn có việc phải bận, lần sau lại tụ tập. Hách liên phong sâu kính nhìn chầm chầm hắn, ngữ khí nghe có vẻ bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ ý tứ nghiến răng nghiến lợi, vậy chúng ta đừng qua vô song hướng đông phương dịch nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng ý cười mặt cho là khách khí cùng xa cách, đông phương dịch nhịn xuống nội tâm chua xót, chỉ lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng, một lát sau, mới khẽ ừ một tiếng, khách liên dược lôi kéo ngón tay như nhu động của vô song sải bước đi tới cửa tử trúc lâm, trong lòng vô song trộn nhàn nhạt tiếc núi, hoa mẫu đơn bảy màu kia nàng còn chưa kịp nắm nhìn một chút, chẳng qua. Hiện giờ đã biết được nguyên nhân thất sắc mẫu đơn quanh năm không cảm ơn, trong lòng nàng cũng hơi thả lỏng một chút, May mắn không phải là đại sự kỳ quái gì, chương 231 đi dạo bến tàu để mua hải sản y. Sau khi Hách Liên dược cùng Vô Song từ tử trúc lâm đi ra, cũng cảm giác được sau lưng có người đang theo dõi, hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên nghi hoặc, không phải là Đông Phương Dịch chứ? Điều này cũng không có khả năng. Lấy tác phong làm việc của Đông Phương Dịch mà xem, không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, vậy lại có ai? Chẳng lẽ là công chúa ruồi kia sao? Cái này cũng không đúng, người đưa nàng trở về, nhưng là người của Đông Phương Dịch, theo lý thuyết nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đào thoát, ta đại khái là biết là ai. Vô song nhìn một góc nháy cách đó không xa, miếng môi khẽ cười nói, ồ, đó là ai vậy? Hách liên lan nhướng mày, hắn quét qua bốn phía, lại không có bóng dáng người, góc trung, làm sao tôi có thể cảm thấy thần y dường như đã nhìn thấy chúng ta. Hồng tụ nhìn mặt liên đang ngồi sổn bên cạnh nàng, thật cẩn thận mở miệng, vâng. Tôi cũng cảm thấy nó. Mặt liên đồng ý gật đầu, đang lúc hai người do dự có nên đi ra ngoài chào hỏi hay không, liền nghe được thanh âm u u vô song theo gió nhẹ nhàng truyền đến, hai người còn chưa ra sao. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một tên trộm, hai người nghe vậy, trong lòng đồng thời lột bột một tiếng, rất nhanh liếc nhau, đồng thời uể oải cúi đầu, thần y, phu nhân, cung chủ, gia hai người thật cẩn thận đứng dậy đi ra, ngạo ngùng chào hỏi, vô song tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, hách liên dục thì bình tĩnh hỏi, bắt đầu từ khi nào, u. Vừa đến, vừa đến. Mặt liên gật đầu không lưng giải thích, hồng tụ thì xoắn ngón tay, bất an hướng vô song trộn đi cầu cứu ánh mắt, được rồi, nếu đã tới, liền cùng nhau đi thôi. Dù sao cũng là chơi, nhiều người nói không chừng càng náo nhiệt một chút, phu nhân vạn tuế. Mặt liên nghe vậy, Người đầu tiên hoang hô thành tiếng, Hồng tụ cũng mừng rỡ chạy tới, cười ha hả đi theo bên cạnh Vô Song, "Được rồi, không phải muốn đi bến tàu sao?" Sau đó, mặt trời sẽ trống rỗng. Bây giờ đã đến tháng 5, thời tiết cũng trở nên nóng hơn, "Thần y, ngươi nhìn kìa, những bông hoa kia nhìn thật tốt." Hồng tụ chỉ vào người ta cách đó không xa, kinh hô nói, Vô Song nhìn theo hướng ngón tay cô, chờ xem một lát, mở miệng nói, "Đó là hoa sen mũi tên." tháng này là mùa nở rộ nhất của chúng thì ra gọi là lệnh tiễn hoa sen a à. thần y hiểu rất nhiều hồng tụ hai mắt lóe sáng nhìn nàng tán thưởng nói ta chỉ là ngẫu nhiên biết được vô song lắc đầu cười khẽ hai người các ngươi ở bên ngoài bắt xe ta cùng hồng tụ ngồi ở bên trong vậy làm thế nào để làm điều đó ta cùng mặc đại hộ pháp ngồi bên ngoài là tốt rồi cung chủ và thần y ngồi bên trong hồng tụ nghe vậy vội vàng ra khỏi cửa ngăn cản, chê cười, ai dám để cung chủ đạp xe cho nàng chứ, đi vào đi. Hách liên lan hướng về phía hồng tụ nói, hồng tụ nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó có chút thụ sủng nhược kinh nhìn vô song một chút, lại nhìn mặt liên, thấy hai người đều gật gật đầu, lúc này mới mừng rỡ đỡ vô song lên xe ngựa, sau đó, chính nàng cũng bò lên theo, hai khắc đồng hồ trôi qua, xe ngựa vững vàng dừng ở bến tàu, vô song vừa mới vén rèm xe lên, đã bị một luồng gió biển trực tiếp rót vào cô hơi hiếp mắt hách liên duật tiến lên đỡ nàng xuống phong cảnh bên bờ biển rất đẹp khắp nơi đều thấy thuyền và ngư dân dừng lại trên bến tàu còn có rất nhiều ngư dân và người bán cá đang bàn chuyện làm ăn đương nhiên còn có một số là mua lẻ bên ngoài bến tàu còn có rất nhiều xe ngựa hẳn là một số nhà giàu đến mua hải sản cô gái mua cua lớn và béo tươi vô song vừa tới gần liền có một phụ nhân trung niên gầy đen tiến lên hỏi vô song dừng bước nhìn con cua biển bò loạn xạ trong bè trực tiếp lấy tay nắm lấy một con trong đó nhìn một chút bởi vì chân cua đều bị trói lại nàng cũng không sợ bị kẹp đến vị cô nương này thật lớn mật người phụ nữ kia thấy động tác của nàng đầu tiên là sửng sốt sau đó liền cười khen ngợi nói nơi này ngẫu nhiên cũng có một số tiểu thư quan gia tới du ngoạn các nàng tự nhiên cũng sẽ mua chút hải sản trở về nhưng phần lớn đều là gọi hạ nhân đến mua, các nàng ngại tanh, không dám dựa vào quá gần, chỉ là từ xa quan chiến. Vị cô nương này vừa lên liền trực tiếp nắm lấy cua, trên mặt còn rất nghiêm túc đánh giá, không có một tia ghét bỏ, thật sự là khó có được, nhưng muốn mua. Hách liên phong ngồi sổng xuống bên cạnh nàng, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng hỏi, vâng. Nhìn tốt, muốn mua một số trở lại, làm cho bạn ăn. Vô song nghiêng đầu, hướng hắn dịu dàng cười, gật đầu nói, phu nhân muốn xuống bếp sao? Thật hiếm. Mặt liên nghe vậy, vội vàng tiến lên cười hì hì, hồng tụ thì đi đến bên kia vô song ngồi xổm xuống, hai con mắt hạnh linh động nhìn chầm chầm con cua trong sụp, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này, luôn rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, huống chi, ở bến tàu này bán hải sản, cũng có một ít tiểu tử cùng cô nương trẻ tuổi. Đột nhiên nhìn thấy hai đôi tuấn nam mỹ nữ tướng mạo xuất chúng như vậy, lại cưỡi xe ngựa tới, tự nhiên đều muốn liếc mắt một cái vậy thì mua thêm một chút đi tất cả là tất cả bạn có thể mang nó đi cùng nhau không hách liên phong hỏi người phụ nữ kia phụ nhân kia vừa nghe nhất thời vui mừng vội vàng liều mạng gật đầu với hách liên phong lúc này mới vừa mới đi ra bày sạp liền gặp phải đại kim chủ như vậy bình thường còn phải bày ra một đoạn thời gian dài còn không nhất định có thể mua xong hiện giờ nghe người ta toàn bộ muốn cái giỏ này là do nhà mình làm, cũng không đáng giá mấy đồng, tự nhiên là nguyện ý cho. Hơn nữa, nếu cua này đặt vào ngày mai, khẳng định là không béo, cua vàng cũng sẽ ít đi, đến lúc đó không thể thiếu lại muốn bán rẻ. Vô song vốn là muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ đến trong nhà còn có rất nhiều người, mua nhiều một chút cũng có thể bảo hiểm. Cua này 50 văn một cân, nơi này tổng cộng 20 cân, tổng cộng là một lượng bạc. Người phụ nữ kia sau khi vượt cân, cười nói với hách liên phong mặt liên đem cua chuyển ra bên ngoài xe ngựa ngươi ở đó nhìn hách liên lan hướng mặt liên phân phó mặt liên nhìn thấy đồ ăn tự nhiên là vui vẻ vội vàng động thủ đem cua trở về xe ngựa những người còn lại đều hâm mộ nhìn phụ nhân kia những người đó vừa thấy mấy người đi tới bên bọn họ vội vàng xuất khẩu khen ngợi hải sản của mình vô song gặp được tốt cũng sẽ để cho hách liên ruột bỏ tiền ra mua một ít con tôm kia rất lớn hồng tụ nhìn chầm chầm con tôm biển đang nhảy nhót kia, ngữ khí có chút chờ mong nhìn vô song, tới năm cân. Vô song nói với tiểu tử ngây ngốc nhìn chầm chầm bọn họ, tiểu tử kia sau khi nghe được thanh âm mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời khuôn mặt vốn ngăm đen có thêm một chút đỏ, hồng tụ nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử kia nghe xong, màu đỏ trên mặt càng đậm hơn một chút, chỉ thấy đôi tay thoạt nhìn hữu lực của hắn lúc này đang hơi run rẩy. y, ngươi đừng run rẩy a, một thời gian không đủ cân. Hồng tụ cảm thấy thú vị, liền xuất khẩu treo chọc nói, ai ngờ nàng vừa mở miệng, tay tiểu tử kia càng run rẩy, ngay cả vô song cũng nhịn không được muốn cười, mà hồng tụ thì cười cành hoa run rẩy, cho, cho ngươi, cô nương, tổng cộng là 150 văn. Chàng trai cúi đầu, nhắm đến đưa con tôm cho hồng tụ, sau khi vô song trả tiền, ba người lại tiếp tục đi vào trong, một ít tiểu cô nương đều đỏ mặt, thỉnh thoảng nhìn trộm hách liên dược một cái, trong lòng vô song bất đắc dĩ dáng người này thật khiến người ta chú ý, nhìn tiểu cô nương nhà người ta xấu hổ, đều muốn đem mặt vùi vào trong đống hải sản. Chương 232 đi dạo bến tàu để mua hải sản, hai tiếng sóng vỗ vào tảng đá không ngừng truyền đến, bọc nước bắn tung tóe theo gió biển bay đến bến tàu, vô song đưa tay lau những giọt nước mang theo chút mặn trên mặt, hách liên duật đi đến bên cạnh nàng, đỡ bọc nước cho nàng, thần y, ngươi nhìn kìa, nó là gì? Sao nhiều như vậy? tay áo đỏ chỉ vào đống chất đống trên bến tàu, một đống vật thể có gai đen, ngạc nhiên kêu lên, vô song nhìn theo phương hướng cô chỉ, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ, đó là nhiếm biển, giá trị dinh dưỡng rất cao, nhiếm biển. Cái gì vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về nó? Hồng tụ nghiêng đầu, tò mò nhìn nàng lẩm bẩm một tiếng, Tết đoan ngọ khi nào sẽ đến? Ánh mắt vô song nhìn về phía hát liên dục tỏa sáng, Người nơi này hình như cũng là qua Tết Đoan Ngọ đúng không? Ngươi không nói ta cũng quên, hẳn là ngày mai." Hách Liên Phong đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu nói, "Vừa lúc chúng ta đi mua thứ kia trở về, ta làm đồ ăn ngon cho các ngươi ăn." Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước ngẫu nhiên ăn được một loại ăn, hương vị kia mặc dù đã rất lâu, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mỹ vị trong đó, thứ đó có thể làm gì ngon. Nhiều gai như vậy, nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Hồng tụ nói xong còn run rẩy thân thể, bộ dáng rất kinh khủng, "Yên tâm, ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi đừng tranh nhau ăn là được." Vô Song cười khẽ một tiếng, sau đó đi về phía đống nhím biển kia, Hách Liên Duột nhìn chằm chầm sau lưng nàng cúi đầu trầm tư, Bắc Đình Quốc cách biển tương đối xa, Linh Sơn thôn cách biển càng xa xôi, theo lý thuyết tiểu nữ nhân này hẳn là chưa từng rời khỏi Bắc Đình Quốc, tiếp xúc với hải sản cũng chính là lần trước ở làng chài, vì sao nàng lại hiểu nhiều như vậy? lúc trước anh vẫn đi theo bên cạnh cô, cũng không thấy cô thỉnh giáo người khác những hải sản gì mới đúng. Hách liên dung suy nghĩ trước sau chỉ có thể đưa ra một đáp án, đó chính là, vô song có thể là nhìn thấy trong quyển sách kia, Diễm, sao lại không có người ở đây? Hồng tụ nhìn nửa ngày cũng không thấy có người tới, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, bà ơi, người có biết ông chủ bán nhiếm biển này đi đâu không? Vô song hướng về phía đại nương bán cá ở một bên hỏi, nhiếm biển cô gái đang nói về quả bóng gai đen này phải không không ai muốn điều này và điều này không thể ăn còn có thể đâm người cô nương phải cẩn thận một chút đại nương kia hảo tâm nhắc nhở vô song nghe xong lại là một trận kinh ngạc nhím biển to như vậy dĩ nhiên không ai muốn đây chính là so với thịt lợn còn tốt hơn a nhím biển này rất giàu protein còn có vitamin a và vitamin d và các chất khác có nghĩa là cơ thể vậy chúng ta có thể mang đi không vô song nhìn đại nương kia tràn đầy chờ mong hỏi thứ này không có chủ là những người đến biển sâu đánh cá mang đến bên này ném trong chốc lát sẽ ném về biển để nơi này hỏng sẽ biến vị nếu cô nương cảm thấy đẹp mắt cũng có thể mang theo một ít trở về nuôi nhưng phải cẩn thận cái gai của nó vô song cảm ơn vị đại nương kia vì cảm kích nàng nói cho mình liền cùng nàng mua hai con cá lớn đại nương cái sấm rỗng bên cạnh ngươi kia có thể bán cho ta không Vô Song chỉ một cái sấm sương đặt ở bên cạnh Đại Nương hỏi, a, à, điều này có thể, ngươi lấy nó không có tiền, tuy rằng Đại Nương nói không cần tiền, nhưng Vô Song cuối cùng vẫn là liên tục mua tiền mua cá cùng cho nàng. Đại Nương kia từ chối một phen, cuối cùng vẫn là bị Vô Song cùng Hồng Tụ hai người khuyên phục, vẻ mặt ngượng ngùng nhận lấy. Hách Liên dục ở bên cạnh nhìn, gió biển thỉnh thoảng nhất trường bào màu trắng cùng tay áo lên, nhìn có loại cảm giác như tiên tiên nam nữ trên bến tàu này đều nhịn không được nhìn suy ngốc, giả vờ nhiều hơn một chút. Coi chừng cái gai. Chọn một cái lớn. Vô song liền hướng về phía hồng tụ nói, liền chọn những nhím biển to lớn ném vào trong giỏ. Sau khi lắp đầy một cái sấm, vô song lúc này mới cùng hồng tụ hai người chuẩn bị mang trở về, lại bị hách liên duật ở một bên dẫn đầu đoạt qua, ta đến, hai tiểu cô nương gầy yếu các ngươi, nâng cái sầy lớn như vậy, thật không tao nhã vô song cùng hồng tụ hai người liếc nhau sau đó nhịn không được cười khẽ ra tiếng nàng cũng không phải nguyện ý tự mình nâng lên mà là nhìn hắn mặc một bộ bạch y sợ dương xiêm y của hắn huống hồ một đại mỹ nam phong hoa tuyệt đại như vậy nâng cái sọc đầy nhiếm biển như vậy nhìn thế nào lại cảm thấy kỳ quái a à, vị công tử này vẫn là để nhi tử của ta mang qua cho các ngươi đi đại nương kia lo lắng nhìn hách liên lang, trong mắt có chút hoài nghi tiểu công tử thoạt nhìn so với nữ nhân còn tuấn tú hơn vài phần có thể di chuyển được cái giỏ lớn như vậy sao hắt thứ cầu kia như thế nào cũng có bốn năm mươi cân đi cũng không biết hai cô nương này lấy về làm gì cô nương nhà giàu này tâm tư thật sự là làm cho người ta khó đoán không cần đại nương ngươi đừng nhìn hắn nhu nhược yếu đuối vác một trăm cân đồ đạc cũng không mang theo thở dốc vô song khẽ liếc hách liên dục một cái khẽ cười trêu chọc hả vị công tử này thật lợi hại. Đại nương kia tin là thật, hai mắt sùng bái nhìn hách liên duật, vô song cùng hồng tụ hai người cúi đầu cười trộn, hách liên duật tự tiếu phi tiếu nhìn chầm chầm nàng một cái, sau đó không để ý tới các nàng nữa, dẫn đầu nâng giỏ lên, bước chân trầm ổn đi ra ngoài bến tàu, đại nương, chúng ta đi trước, y. Hai cô gái đi chậm, vô song cùng hồng tụ hướng vị đại nương kia hơi gật đầu, sau đó hai người bước nhanh theo bước chân của hách liên duật cùng nhau đi ra ngoài hai vị cô nương này thật là lễ phép quả nhiên là cô nương nhà giàu nhìn thật đẹp a à. đặc biệt là cô nương mặc xiêm y màu lam hồ kia chật chật nụ cười kia so với đóa hoa kia còn đẹp hơn nếu ta có một nữ nhi như vậy a à, ta cho dù chết cũng không đáng xấu một phụ nhân bên cạnh đại nương kia nhìn phương hướng ba người rời đi sâu kín cảm khái nói cũng không phải đều là nhân vật giống như thiên tiên vị công tử kia lớn lên ngay cả lão bà tử ta nhìn cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập, lão bà tử ta còn sống lâu sao, còn chưa từng thấy qua nam nhân tiêu chuẩn như vậy. Một bà mẹ chồng khác, sau khi hút một ống khói, cũng nói theo, ôi chao, người lão bà tử này, đều sắp nhập thổ rồi, còn nói hết những lời này không xấu hổ không nói, đại nương kia ra vẻ ghét bỏ nhìn vị bà bà kia, trên mặt lại là một mảnh ý cười đồng ý. Một đám người bảy miệng tám lưỡi bát quái một phen, sau đó lại cười ha ha. Vô Song đã đến bên cạnh xe ngựa, nhịn không được cười to, dọc theo đường đi, lên đến lão bà bà, xuống tiểu cô nương, tất cả đều nhìn chằm chằm Hách Liên Duật si ngốc nhìn, Vô Song cảm thấy, nếu không phải sắc mặt Hách Liên Duật càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đen, nói không chừng những người đó thật đúng là sẽ nhào tới, đem hắn chính pháp, tiểu nữ nhân không có lương tâm. Hách Liên Lang bất đắc dĩ liếc nàng một cái, cái gì đây? Nhìn thật kinh tởm, có thể ăn được không? Mặt liên ghét bỏ nhìn chầm chầm nhiếm biển trong suối, biểu môi hỏi, đây chính là thứ tốt, đối với nam nhân các ngươi mà nói, đó chính là đại bổ. Vô song nhìn biểu tình như đúc của hắn và hồng tụ vừa nhìn thấy nhiếm biển, sâu kín mở miệng nói, hách liên phong cùng mặt liên nghe xong, đồng thời sửng sốt, sau đó đồng thanh hỏi, làm sao bổ pháp, cường tinh tráng dương. Vô song mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, tay áo đỏ bên cạnh nàng đang nghe được, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh bạo hồng, mà mặt liên cùng hách liên lan hai người lại hơi sửng sốt, sau đó đồng thời che miệng ho nhẹ. Chương 233 bữa tiệc hải sản, ba người vừa mới trở lại sân, người trong sân này đã bị đồ vật trước mắt làm kinh hải, tại sao tôi có thể mua nhiều hải sản như vậy? Thứ đó là gì? Ngọc ma ma tiến lên kiểm tra một phen, có chút nghi hoặc mở miệng, cái này, là ta mua, ta chuẩn bị tối nay cho mọi người ngồi một bữa tiệc hải sản, vô song có chút ngượng ngùng nói, mẹ Ngọc nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha hả vui mừng nói, thì ra song nhi còn có thể xuống bếp nha. Tốt, tốt. Vợ con tôi sẽ chờ đợi để tận hưởng phước lành tối nay, vâng. Có gạo nếp nào trong nhà không? Vô song nhìn nhiễm biển trầm tư hỏi, có, có, vừa mới mua về, chuẩn bị đêm nay gói bánh chưng. Ngọc Mama tiến lên thay nàng vén một sợi tóc vụn bay ở trước mắt đến bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra hiền lành, vô song ngửa đầu hướng nàng cảm kích cười, phu nhân, thứ này phải xử lý như thế nào? Mặt liên có chút xấu hổ chỉ chỉ nhím biển kia, trên lỗ tai rõ ràng đỏ nhạt, cái này, lát nữa ta sẽ làm mẫu cho các ngươi xem, các ngươi trước tiên rửa cua thật kỹ, còn có cá tôm đều xử lý tốt, về phần ốc biển này mà. Có dưa hấu mùa đông và sườn trong nhà bếp không? Có. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh Ngọc Ma Ma vội vàng trả lời, vậy thì tốt rồi. Vô Song gật gật đầu, sau đó phân phó người đem nhiễm biển mang đến hậu viện xử lý. Nàng gọi người chuẩn bị mấy chậu nước, sau đó bảo mặt Liên mang theo mấy người chuẩn bị mấy tảng đá nhỏ. Chỉ thấy không đến một lát sau, chỉ thấy mấy người mang theo một đống đá trở về. Trên mặt Vô Song tối sầm, bất quá là bảo bọn họ chuẩn bị mấy khối, chuẩn bị nhiều như vậy làm cái gì? Được rồi, đều tới đây, coi chừng a. À. Vô Song lấy ra một cái nhiễm biển sau đó dùng tảng đá nhỏ đem cái gai phía trên đánh rơi lại đặt lên tảng đá bên cạnh mài vài cái đợi sau khi bóng loáng liền dùng đổ đem miệng nhiếm biển đào ra sau đó cho vào trong nước rót nước rồi đổ ra sau đó nhẹ nhàng đổ hai cái rồi đặt vào trong giỏ sạch sẽ ở một bên thấy rõ chưa đợi sau khi làm xong vô song nhìn mấy người vẽ mặt rối rắm hỏi cái này cũng quá phiền toái đi mặt liên nhịn không được nhíu mày oán giận ngại phiền toái a à? vô song sâu kính nhìn chầm chầm hắn, mặt liên gật gật đầu, sau đó lại rất nhanh lắc đầu, làm sớm một chút, làm không tốt đêm nay sẽ ăn ít. Cái gì cũng không trị được bệnh của mặt liên, so sánh ăn uống có thể được kiềm chế, được rồi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mặt liên ra vẻ nghiêm túc triều vô song làm một cái, vô song khẽ suy một tiếng, sau đó xoay người trở lại phòng bếp, bảo người đem gạo nếp ngâm trước. Cô bắt đầu cùng hồng tụ, còn có chín mười một cùng nhau rửa rau thái rau, hồng tụ, rửa sạch sườn và ốc biển, tiểu cửu, xem gạo nếp mềm chưa, mềm thì lấy ra, cho chút muối vào khuấy đều giống nhau, không nên cho quá nhiều, miễn cho mặn, vâng, chủ tử, tiểu thập, đi xem một chút, các nàng đã bóc tôm chưa, được rồi liền mang tới đây, vâng, đợi sau khi phân phó xong sự tình, vô song đem dưa hấu đã bóc vỏ một bên lấy tới, sau đó cắt thành khối. Lại đem một bên cua đã rửa sạch bỏ vào trong nồi hấp, sau đó đậy nắp lại. Phụ trách đốt lửa là hai tiểu nha đầu ở đây, một người tên là Tiểu Anh, một người tên là Tiểu Hoa, còn có một tiểu cảnh, lúc này đang cùng hai tiểu tử lột vỏ tôm bên ngoài. Chủ tử, tôm đã tốt rồi. Tiểu thập đem tôm trong chậu chuyển vào, trước đặt sang một bên, ta rửa nồi trước. Vô song chỉ chỉ bàn bên cạnh, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn động tác trong tay, từ mặt trời lệch tây, vẫn bận rộn cho đến khi mặt trời lặn, trong đó hách liên dung từng nhiều lần vào phòng bếp, nhưng mỗi lần đều bị vô song dám đi ra ngoài. Sau khi nước sốt muốn cua chấm xong, vô song mới dừng động tác trong tay, thần y, thứ này trói như vậy, thật sự không có việc gì sao? Hồng tụ dơ nhiếm biển buộc cùng một chỗ trong tay lên hỏi, không có việc gì, buộc xong liền bỏ vào trong nồi hấp, sau khi dùng xong bát cơm không sai biệt lắm là tốt rồi, cũng có thể tiếp tục hấp, đặt vào sáng mai ăn, cái gì lại thơm như vậy? mặt liên rửa mặt xong đi vào nhìn quanh phòng bếp một tuần nghẹn nước miếng hỏi mặt liên sai người bưng thức ăn ra ngoài vô song chỉ chỉ thức ăn trên bàn mặt liên nghe vậy vội vàng lôi kéo một cùng hai người đi vào thật thơm mặt liên dùng sức hít một hơi có chút say mê cảm khái một tiếng mới bưng thức ăn ra ngoài chờ tất cả các món ăn được nấu xong món canh sườn ốc biển cuối cùng cũng có thể ra khỏi nồi nhìn một bàn đầy hải sản tất cả mọi người đều chờ mong nhìn vô song tựa hồ đang chờ cô giới thiệu u tất cả đều nhìn tôi làm gì ăn đi cái này sông nhi a canh sườn ốc biển này canh này còn có thể nấu như vậy sao ngọc ma ma có chút hoài nghi nhìn nàng đây thật sự là chưa từng nghe thấy a tự nhiên có thể tươi đến đây ngọc ma ma uống một mụn thử xem vô song múc một chén đưa qua ngọc ma ma bưng chén khẽ thổi vài cái sau đó khẽ nhấp một ngụm, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chầm chầm nàng, tự hồ là muốn chờ nàng phát biểu ý kiến, vâng. Thật không tệ, trù nghệ song nhi so với ngự trù trong cung kia tốt hơn nhiều. Ngọc ma ma sau khi nếm qua, âm thầm gật đầu tán thưởng, mọi người nghe vậy, đều nhao nhao động thủ mút canh, động tác của mặt liên là nhanh nhất, chỉ thấy hắn nhanh chóng múc cho hách liên ruột một chén, lại tiếp tục cho hồng tụ một chén, cuối cùng mút cho mình một chén lớn, Vô Song nhìn mà dở khóc dở cười, nhiều lắm, cẩn thận nóng. Vô Song toàn bộ nói với Hồng Tụ, nhìn bộ dáng hai mắt sáng ngời của nàng, Vô Song thật sợ nàng bởi vì quá kích động mà khô một ngụm. Tôm này xào thật ngon, lão bà tử ta đã lâu không ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Ngọc Ma Ma ăn một miếng tôm đuôi phượng Vô Song gấp cho nàng, thẳng gật đầu tán thưởng. Trong phòng bếp còn có tất cả cô sống, sáng mai ta nấu cháo cho các ngươi uống. Vô Song khẽ nhất một ngụm canh mở miệng nói với mọi người, cô này còn có thể nấu cháo. Mẹ Ngọc lại tò mò hỏi, vô song gật gật đầu, có thể, ngẫu nhiên ăn một chút đối với thân thể vẫn có lợi, phu nhân hiểu được thật nhiều. Mặt liên tán thưởng nói, sau đó lại tiếp tục vùi đầu đại chiến, mọi người nghe vậy, đều nhao nhao phụ họa gật đầu, này! Ta sống lâu như vậy, còn không bằng song nhi hiểu được nhiều. Đâu nhi chúng ta sau này có thể có khẩu phúc. Ngọc Ma Ma khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Hách Liên Phong cười khẽ trêu chọc nói. Hách Liên Duật cười khẽ một tiếng, từng ngụm ăn cơm trong chén, một đôi con ngươi hàm tình lại thỉnh thoảng nhìn chầm chầm mạch mạch vô song. Trên mặt vô song đỏ lên, có chút lúng túng cười nhạo một chút, sau đó cúi đầu không nhìn ánh mắt sáng quắc của Hách Liên Duật, trấn định ăn đồ ăn trong chén, không tiếp tục nói. Ngọc Ma Ma nhìn cái này, lại nhìn chầm chầm cái kia, sau đó vui mừng cười, hiện giờ nhìn tiểu thiếu gia có người trong lòng mình, hơn nữa còn là một người biết lạnh biết nhiệt như vậy, nàng cũng yên tâm, thấy cô chỉ ăn cơm trắng trong bát, hách liên ruột gấp cho cô một miếng thịt cá tươi ngon, dịu dàng thì thầm, ăn nhiều một chút, người nấu món ăn rất ngon, da. Từ từ một chút, đây là bàn ăn. Mặt liên ngẩng đầu nhìn lướt qua hai người một cái, trong mắt đảo quanh, đột nhiên lên tiếng, bàn tay chiếc đũa của vô song hơi dừng lại, rất nhanh lại khôi phục sóng yên. Hách liên dưỡng không đi quản mặt liên, mà thỉnh thoảng gấp thức ăn vào chén vô song. Chương 234 người con dâu tương lai bỏ chạy, sáng hôm sau, vô song thiên vừa mới lóe sáng liền đứng lên, chỉ là nàng vừa muốn cẩn thận vòng qua hách liên dược đã bị hắn một phen giữ chặt, cả người nàng bị kéo ngã vào trong ngực hắn, chỉ nghe dưới thân truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn, đừng dậy sớm như vậy, nghỉ ngơi một lát, không được. Hôm qua tôi đã nói muốn nấu cháo cho mọi người, còn có nhiếm biển trong nồi hấp, tôi còn chưa lấy ra, vô song đẩy ngực hắn, nếu muốn dãy dụa đứng dậy, thế nhưng hai tay hắn quá mạnh, mặc cho nàng dãy dụa thế nào cũng không nhúc nhích, vô song an trấn an tráng, hách liên dung, ngươi mau buông ta ra, ta không thể nói mà không tin a, à, ngủ thêm một chút, rất nhanh sẽ tốt. Thanh âm vẫn càng càng trầm thấp như trước, ánh mắt cũng nhắm lại không mở ra, vô song nhịn không được hoài nghi, nha này có phải đang nằm mơ hay không, trời đã sáng rồi, ngươi mau buông ta ra vô song vừa dứt lời chỉ thấy người dưới thân cô đột nhiên mở hai mắt ra cô cứ như vậy không hề báo trước nhìn vào đôi mắt thâm thúy lại mang theo hơi sương mù kia hơi sửng sốt còn chưa kịp phản ứng đầu đã bị người nhanh chóng đè xuống một nụ hôn mỏng như cánh ve rơi xuống trán nàng hai gò má vô song ửng hồng hai mắt vốn trong suốt lúc này nhiễm một chút mông lung khóe môi hách liên dung hơi nhếch lên hai tay ôm chặt nàng hơi buông ra vô song cảm giác được hai tay trên người buông lỏng liền nhanh chóng từ trên người hắn xoay người xuống vô song vừa đến cửa phòng bếp liền nhìn thấy ba tiểu nha đầu đã bận rộn ở bên trong mộ cô nương ngài tỉnh rồi ba người thấy vô song tiến vào đều nhao nhao dừng động tác trong tay quay đầu lại chào hỏi nàng vâng các bạn đang bận trước vô song cười nhạt hướng các nàng hơi gật đầu sau đó đi tới một bên tự mình rửa mặt mộ cô nương hôm qua hấp những thứ gọi là nhiếm biển đã lấy ra đặt xong đặt ở trên bàn Tiểu Anh chỉ chỉ bàn bên cạnh, Vô Song theo tay cô trông cậy vào, sau đó gật gật đầu, "Sao các ngươi không thử?" Hương vị không nên kém. Thứ kia kỳ thật cũng có thể ăn sống, nhưng ăn sống Vô Song cảm thấy ăn không được, cho nên vẫn là hợp với gạo nếp cùng nhau nấu tương đối mỹ vị một chút, quan trọng nhất là ăn như vậy sẽ không ngấy. Nhiều lắm, chúng ta bận trước, chờ mọi người đứng lên cùng một chỗ ăn. Tiểu Anh vừa vội vàng vừa trở về, Vô Song âm thầm gật đầu nàng không có nhìn những nhím biển kia mà là bắt đầu xử lý những con cua kia may mắn ngày hôm qua vụn trộn thả chút linh tuyền tiến vào bằng không con cua vàng này nói không chừng cũng ít đi nhìn màu vàng cua trên vỏ cua vô song may mắn lẩm bẩm ha thần y ngươi sao lại dậy sớm như vậy hồng tụ vừa mới đứng lên liền nhìn thấy vô song đã bận rộn trong phòng bếp nàng vẫn nhớ thương nhím biển kia cho nên đã dậy rất sớm chính là muốn thừa dịp không có người vụng trộn nếm thử, không nghĩ tới dĩ nhiên có người dậy sớm hơn nàng, đứng dậy. Đạo nếp nhím biển đã sẵn sàng, ngươi thử đầu tiên, xem có phù hợp với khẩu vị hay không, ô hát, hãy nhớ để gõ vỏ bên ngoài, vô song ngẩng đầu dặn dò nàng một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục cắt gừng, ta rửa mặt trước. Chỉ thấy nàng nhanh chóng rửa mặt một phen, không đến một lát sau, người đã đứng ở trước mặt một cái sâu biển lớn kia vô song ném lát gừng trong tay vào nồi, sau đó lại đậy nắp lại. Không đến một lát sau, một cổ hương thơm sâu kín truyền đến, tay áo đỏ vốn đang gõ vỏ nhím biển nhất thời dừng động tác trong tay, trong mong nhìn thẳng về phía nàng, một lát nữa sẽ tốt rồi, vậy hương vị như thế nào? Vô song đi đến bên cạnh nàng, tiện tay cầm lấy một người khác nàng vừa mới tháo ra hỏi, hồng tụ nhìn nhím biển trong tay, ngán ngùng nhìn nàng, vô song bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nàng ở bên này quấy rối nửa ngày, lại còn chưa ăn được vô song cầm nhím biển gõ hai cái ở góc bàn chỉ thấy vỏ nhím biển kia rất nhanh đã vỡ ra nàng đem toàn bộ vỏ bỏ đi mới đưa cho hồng tụ thử xem một chút cảm ơn thần y ôi ôi ăn ngon quá chỉ thấy nàng vừa mới tiếp nhận liền nhét vào miệng nhất thời nheo mắt lại ngữ khí mơ hồ tán thưởng nói y o các ngươi sáng sớm nhớ thương mỹ thực a hồng tụ nghe được thanh âm sững sờ nhìn ra cửa chỉ thấy mặt Liên đang dựa vào cửa, nhàn nhạt nhìn nàng, vô song không để ý tới mặt Liên, cũng không có nhìn hắn, mà là đứng dậy đi lấy thì đem cháo trong nồi lớn khuấy vài cái, nhất thời, hương vị cháo cô truyền khắp phòng bếp, mặt Liên tục duỗi cổ, âm thầm nuốt nước miếng, bước chân bất giác di chuyển vào trong, mộ cô nương nấu cháo thật thơm. Tiểu cảnh vừa ngửi thấy mùi thơm, bật thốt lên tán thưởng nói, y o. Điều này trông khá tốt. Nhìn thấy nhín biển ở một bên, bước chân mặt liên vốn định đi tới ngừng lại, đi tới đối diện hồng tụ ngồi xuống, cầm lấy một cái gõ, sau đó đi vỏ, cắn từng ngụm từng ngụm, một mùi nhím biển tràn ngập khoang miệng, ánh mắt hắn sáng lên, chỉ thấy hắn nhanh chóng cắn hết gạo nếp nhím biển trên tay, sau đó lại cầm lấy một cái tiếp tục gõ, sau đó lại tiếp tục ăn từng ngụm, hồng tụ ở đối diện hắn nhìn sửng sốt, nhìn hắn hết người này đến người khác, không ngừng ăn, vô song u sâu nhắc nhở, mặt liên. Bây giờ là buổi sáng, không nên ăn nhiều gạo nếp như vậy ngươi chính là muốn bổ sung cũng không cần sốt ruột như vậy chứ mặt liên nghe vậy nghĩ đến lời vô song lúc trước ở bến tàu nói nhìn nhìn hồng tụ đối diện sững sờ nhìn chằm chằm mình nhất thời mặt già đỏ lên trong lòng thầm nghĩ hồng tụ sẽ không cho rằng mình không được chứ cụ cụ ta chính là cảm thấy quá ngon mặt liên nói xong hơi sững sốt tại sao hắn lại ma xui quỷ kiến giải thích cho nàng đây không phải là tương đương với dê xê vọng che đậy sao xong rồi hình tượng bị hủy hoại a à. hồng tụ thấy hắn không hiểu sao lại nói chuyện với mình không khỏi ngây ngốc nhìn hắn khụ không sao đâu ngươi tiếp tục ăn mặt liên lấy tay chống môi nhẹ giọng ho khan, nhẹ giọng nói ồ hồng tụ đỏ mặt rũ mắt không yên lòng ăn cái vô song vừa mới lột cho nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mặt liên bọn nhỏ hôm nay dậy sớm thật sớm tiếng cười của mẹ ngọc từ cửa truyền đến vô song nghe vậy, quay đầu lại cười, ngọc ma ma đứng lên. Cháu đã sẵn sàng rồi, y. Tôi ngửi thấy mùi. Sao Điếp Nhi còn chưa đứng dậy? Ngọc ma ma đi vào, nhìn lướt qua một tuần không thấy thần y của hách liên phong, nghi hoặc hỏi, phỏng chừng là đi tắm rửa. Vô song ngồi xổm xuống, dập lửa, mới quay đầu cười nói, này. Ngược lại ta quên mất, không nghĩ tới tiểu tử này đến bây giờ còn có thói quen này, sáng sớm này, cũng không sợ lạnh. Ngọc ma ma có chút lo lắng nhíu nhíu mày, Ngọc ma ma đều nói là thói quen, đã là thói quen, vậy hắn nhiều năm như vậy đều là như thế, cái này cũng chưa từng thấy sinh bệnh qua, nghĩ đến thân thể hắn hẳn là rất tốt, huống hồ, buổi sáng này tắm rửa đối với thân thể cũng có lợi. Vô song đem chén sạch sẽ ở một bên bày xong. Sau đó múc một chén cháo đầy bưng đến trước mặt Ngọc Ma Ma, lời này năm đó lão đầu phó hạ kia cũng từng nói qua, nếu những người hành y các ngươi đều nói như thế, vậy ta cũng yên tâm. Ngọc Ma Ma ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ thở dài nói, phu nhân, ngươi cũng quá thiên vị, chỉ cho Ngọc Ma Ma một mình bưng cháo, chúng ta đâu. Mặt liên thấy không có phần của mình, có chút bỉ khuất nhìn nàng, ngươi một không có chân tàn, hai không tay tàn, còn muốn ta tự mình bưng cháo cho ngươi. Vô song nghiêng đầu, hai mắt hiếp lại, một tia quan mang nguy hiểm từ trong mắt chợt lóe qua sau lưng hách liên lạnh lẽo vội vàng triệu ý mở miệng nói giỡn nói giỡn ta nào dám muốn phu nhân tự mình bưng cháo cho ta chứ ta đi bưng cháo cho phu nhân tiểu tử không có tiền đồ song nhi tuổi còn trẻ hơn ngươi ngươi sợ như vậy nàng cũng không sợ bị hồng tụ chê cười ngọc ma ma tức giận cười nói vô song cúi đầu cười khẽ ngọc ma ma chỉ nhìn bề ngoài trên thực tế bút mực của mình còn lớn hơn mấy tuổi mặt liên sợ mình cũng là chuyện nên làm Ngọc Ma Ma, hảo hảo kéo ta làm gì? Hồng tụ vốn ở một bên hảo hảo nghe nhìn, lại bị Ngọc Ma Ma kéo vào, không khỏi ủy khuất làm nũng nói, được rồi, là lỗi của Ngọc Ma Ma, Ngọc Ma Ma không nên nói ngươi, ngươi làm sao có thể cười mặt tiểu tử đây? Thích cũng không kịp đâu, Ngọc Ma Ma. Tay áo đỏ dậm chân, đứng dậy chạy ra ngoài, vô song cùng Ngọc Ma Ma hai người liếc nhau, đều nhịn không được cười, mặt liên vừa bưng cháo tới thì ở một bên ngơ ngác, không rõ hồng tụ hảo hảo vì sao đột nhiên chạy ra ngoài mặt tiểu tử ngươi con dâu tương lai chạy đi còn không mau đuổi theo ngọc ma ma cười trêu chọc nói mặt liên tuấn mặt đỏ lên hắn rốt cục biết vì sao hồng tụ chạy phỏng chừng là bị ngọc ma ma trêu chọc tiểu cô nương da mặt mỏng manh các đại lão gia như hắn đều muốn chạy trốn huống chi là hồng tụ mẹ ngọc thật sự nói đùa ồ ôi mặt liên hạ thất tâm xấu hổ ngượng ngùng cười nói, vô song ở một bên nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười xem kịch, ba tiểu nha đầu đang bận rộn ở một bên cũng nhao nhao che miệng cười trộn, mặt liên biểu môi, cháu vốn muốn bưng cho vô song bị chính hắn ăn. Chương 235 gói bánh chưng trong ngày Tết đoan ngọ, hôm nay là mùng ngày 5 tháng 5, sau khi tất cả mọi người ăn cháo cua và gạo nếp nhím biển xong, đều nhao nhao khen ngợi, mặt Liên còn nói muốn trở về bến tàu nhặt nhím biển trở về làm, chọc cho mọi người cười ha ha. Sau khi dùng bữa sáng, các cô nương liền bắt đầu cùng Ngọc Ma Ma học gói bánh chưng, Ngọc Ma Ma cũng không ngại phiền toái, cơ hồ mỗi người đều tay cầm tay dậy, tiểu cửu cùng tiểu thập bởi vì trước kia ở nông thôn có bao qua, cho nên túi đặc biệt lưu lại, vô song cùng hồng tụ không có bao qua, chỉ có thể từng bước một, vâng. Cái túi này của song nhi rất trắng chắc, đến lúc đó không dễ dàng mềm nhũng, tay áo nhỏ màu đỏ này quá lỏng lẻo, không được, còn phải gói lại ngọc ma ma cầm lấy bánh chưng của hai người so sánh một chút nói hồng tụ nghe vậy khuôn mặt nhỏ ngắn mượt mà nhất thời rối rắm thành một mảnh mấy người còn lại nhao nhao cúi đầu cười trộn, mẹ ngọc con cảm thấy con túi rất tốt là ngươi quá kén chọn hồng tụ trừng mắt nhìn mọi người một cái sau đó biểu môi làm nũng nói mọi người xem một chút bánh chưng này có thể ăn được không chỉ thấy mẹ ngọc vừa cầm bánh chưng gói hồng tay lên những hạt gạo kia đã bắt đầu rơi thẳng xuống vô song ra vẻ kinh hô, ôi chao, bánh chưng này có tuyết rồi, mọi người nghe vậy, nhất thời bật cười rộ lên, hồng tụ thì nghẹn đỏ lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thẳng mấy người khi dễ nàng, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp rộng rãi tiếng đùa giỡn một mảnh, cười thẳng không dậy nổi thắt lưng, có người thẳng thắng tha mạng, còn có không ngừng cười mắng, chuyện gì náo nhiệt như vậy. Hai người hách liên duật và mặt liên nghe thấy tiếng mà đến, đã thấy hồng tụ đang cầm lá bánh chưng khắp nơi đuổi theo người trong phòng bếp ngoại trừ ngọc ma ma một khối sạch sẽ như lúc ban đầu ra, còn lại một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất khắp nơi đều là lá bánh chưng, còn có một đống rau xanh, trên đầu mấy người đều dính đầy lá cây, đương nhiên. Còn có một người giống như Ngọc Ma Ma không nhiễm một hạt bụi, đó chính là Vô Song. Hồng Tụ vốn là muốn nhào tới trên người Vô Song, lại bị thanh âm của mặt liên cứng trắng dừng lại động tác, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bởi vì đuổi theo mọi người mà đỏ bừng, lúc này càng đỏ thêm đỏ đi ra ngoài đi ra ngoài nhà nữ hài tử đùa dẫn các ngươi đến góp vui cái gì mẹ ngọc mở miệng với sự kinh ngạc ở cửa hai người nghe vậy phục hồi tinh thần lại vội vàng xoay người rời đi thật mất mặt thật mất mặt không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa ô ô ô ô hồng tụ che mặt lắc đầu kêu thẳng được rồi ngươi sẽ không còn mặt mũi gặp mặt người ta xem ngươi là không có mặt mũi thấy mặt đại hộ pháp đúng không sau khi tiểu hoa nói xong cùng tiểu tinh và tiểu cảnh nhìn nhau sau đó cười ha ha liều diễm giữ lại ngươi chẳng lẽ còn muốn bị mặt hộ pháp nhìn lại một lần nữa mắt thấy hồng tụ lại muốn bạo tẩu tiểu tinh vội vàng đưa tay ngăn cản hồng tụ nghe vậy xấu hổ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng trừng mắt nhìn mấy người một cái sau đó tức giận trở lại bên cạnh ngọc ma ma đều đến gói bánh chưng chờ gói xong tùy các ngươi nháo đủ rồi ngọc ma ma liếc mấy người một cái ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đúng, lát nữa còn muốn đi ra ngoài xem người ta đua thuyền rồng đua. Tiểu cảnh nói xong, để nhanh động tác trên tay, vô song nhớ mày, đua thuyền rồng ở đâu? Tiểu cửu cùng tiểu thập cũng tràn đầy chờ mong nhìn tiểu cảnh, ngay dưới một cây cầu mà viện chúng ta đi ra ngoài không được, hàng năm đoan dương tiết đều cử hành đua thuyền rồng, có thể náo nhiệt rồi. Không đợi tiểu cảnh mở miệng, tiểu hoa đã dẫn đầu tiếp lời, đám nha đầu các ngươi, xem ra mấy năm như vậy còn không cảm thấy chán hàng năm người ta còn chưa bắt đầu cũng đã trông mong chạy tới chiếm vị trí hàng năm đều là như vậy cũng không có gì mới lạ cũng không biết có cái gì đẹp mắt ngọc ma ma không hiểu ta liền cảm thấy đẹp mắt tiểu cảnh nghiêng đầu cười hì hì nói vâng ta không hiểu đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là đi tiểu tử người ta mẹ ngọc liếc mắt nhìn các nàng một cái ba người nghe vậy trên mặt đỏ lên mấy người vô song ở một bên nhìn thấy la ó không thôi thì ra là đi xem tiểu tử đua thuyền rồng a có ai coi trọng không tay áo đỏ kề sát ba người nhíu mày với các nàng một phen làm sao có thể coi trọng cái nào người dự thi hàng năm nhiều như vậy có ai nhớ kỹ cái nào hơn nữa nói không chừng năm nay lại thay đổi một nhóm mới đây tiểu hoa đẩy cô một cái tức giận cười nói chính là cũng chỉ có những người cô đơn như chúng ta mới có thể đi xem một chút ít nhất lưu lại một chút niệm niệm nào giống như ngươi loại người có gia thất này, tiểu tinh vừa cho bánh chưng đã gói vào thùng gỗ sạch, vừa treo chọc, ngươi nói cái gì? Gia đình nào không có nhà, khi nào tôi lập gia đình? Hồng tụ quái dị liếc nàng một cái, nhìn biểu tình hận gã này của ngươi, đây là đang trách mặt liên không sớm cưới ngươi sao? Vô song nhớ mày, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, thân thể hồng tụ cứng đờ, sau đó dậm chân, thần y, ngay cả ngươi cũng hồ nháo theo tôi sẽ không chơi với anh nữa, ha ha ha, ngươi nha đầu này a. À. Ta phải nhắc nhở mặt tiểu tử, bảo hắn sớm cưới ngươi trở về, cũng đừng bỏ lỡ, ngọc ma ma, ngươi cũng đến hồ nháo, đám người các ngươi, đều đến nháo ta, ta không cùng các ngươi ở một chỗ, hừ, hồng tụ xấu hổ đỏ mặt, hừ bác sĩ nặng nề, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, mọi người thấy vậy, đều nhao nhao ôm bụng cười to, nhiều như vậy là đủ rồi. Mọi người hôm nay ăn nhím biển kia, lúc này phỏng chừng là không muốn ăn bánh chưng nữa gói nhiều đến lúc thì phải lãng phí cứ như vậy đi đều dừng tay đi ngọc ma ma nhìn bánh chưng đặt trong thùng gỗ liền dừng động tác trong tay hướng về phía mọi người mở miệng nói mọi người nghe vậy đều nhao nhao dừng động tác trong tay tự rửa tay vô song vừa bước ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy hách liên duật cùng mặt liên hai người đang chơi cờ dưới gốc cây lớn trong viện trên mặt mặt liên một mảnh ngưng trọng đang cầm một quân cờ đen cao mày ánh mắt quét qua quét lại trên bàn cờ, mà hách liên Duật đối diện hắn thì trên mặt mang theo nụ cười, mặt đầy gió nhẹ mây nhạt, nàng vừa đi, liền nhìn thấy mặt liên thất bại đem hắc tử ném trở về trong cào, không xuống không xuống được, mỗi lần đều là ngươi thắng, tới đây. Dư quan của hách liên Duật thoáng nhìn thấy bóng dáng của nàng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, ngữ khí ôn nhu mở miệng. Vô song mỉm cười với anh, thấy anh vươn tay ra, cô cũng không cố kỵ đưa tay ra, tùy ý anh dắt đi ra ngoài. Mặt liên một tay chống đầu, có chút hứng thú nhìn chầm chầm hình ảnh đẹp để mà hình ảnh tuấn nam mỹ nữ này tổ hợp mà thành, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, khi nào hắn mới có thể như vậy, quang minh chính đại nắm tay người trong lòng mình, rất hâm mộ có phải không? Ngươi cũng có thể a, à, ta vừa mới ở hậu viện nhìn thấy hồng tụ cô nương, cảnh đẹp lành như thế, mặt huynh đệ làm sao có thể bỏ qua đây, không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, một tay khoác lên vai hắn, ngữ khí mang theo lưu manh đi đi, cảnh đẹp đến đâu, cũng không liên quan đến ngươi. Mặt liên vỗ tay hắn ra, hừ lạnh mở miệng, trải qua một đoạn thời gian ở chung này, mấy người cũng càng ngày càng quen thuộc, ngẫu nhiên sẽ trêu chọc đối phương vài câu, dần già, cũng trở thành hảo huynh đệ không nói gì. Chương 236 được mời, y, vô song cùng hách liên dung hai người thế nào cũng không nghĩ tới, đông phương dịch sẽ chọn hôm nay tới cửa bái phỏng. Hai người nhìn nam tử tuyệt đại đi theo phía sau mặt liên, cầm một tấm quạt lắc lư qua lại trên mặt cười trên mặt có nghi hoặc giống nhau tam hoàng tử vào một ngày vui mừng như vậy đến bái phỏng hàng xá thật đúng là làm cho hàng xá bồng bềnh sinh huy làm ơn ngồi xuống làm ơn ngồi xuống trên miệng hách liên duật tuy nói khách khí nhưng trên mặt lại một chút ý tứ hoan nghênh cũng không có vô song cùng mặt liên khóe miệng đồng thời co rút hách liên thế tử khách khí chưa từng chào hỏi liền đột nhiên bái phỏng là ở hạ đường đột Đông Phương Dịch cũng không thèm để ý thái độ của Hách Liên Phong, mà là Phong Kinh Vân Đạm ngồi xuống, vô song hơi nhướng mày, nàng phát hiện một chuyện, chính là Đông Phương Dịch ở trước mặt bọn họ, giống như chưa bao giờ cần bản hoàng tử tự xưng, không biết tam hoàng tử đến đây, có chuyện gì quan trọng. Hách Liên Dược rót cho hắn một chén trà, có chút nghi hoặc hỏi, phụ hoàng ta nghe nói thế tử Hách Liên cùng mộ cô nương còn có mặt thiếu tướng quân ở quốc gia, liền sai ta đến đưa tin tức cho ba vị, hy vọng ba vị có thể tiến cung cùng nhau xem vào trưa hôm nay đông phương dịch tiếp nhận chén trà hách liên phong đưa tới không nhanh không chậm mở miệng ngữ khí trước sau như một nhu hòa đây là tự nhiên có thể để cho hoàng thượng quý quốc tự mình hạ thiếp còn để cho tam hoàng tử tự mình đến mời nếu chúng ta không đi chẳng phải là thành tội nhân thiên của sao thế tử hách liên khách khí có thể mời được hách liên thế tử là vinh hạnh của quốc gia vô song cùng mặt liên hai người nhìn cái này lại nhìn chầm chầm cái kia nhìn hai người khách khí tới khách khí lui, nghe được trán bọn họ toát mồ hôi lạnh, ta nói, không phải chỉ tham gia một cung yến, ngươi hai người khách khí cái gì. Mặt liên trợn trắng mắt, ở trong lòng tức giận nghĩ, tự nhiên, hắn không dám mở miệng nói ra, nhìn hai người này, trên mặt tuy rằng khách khí, nhưng trong ánh mắt toát ra hàng khí, đều sắp đem hắn đông lạnh thành băng côn, làm phiền tam hoàng tử sau một lát, ở hạ cùng phu nhân đi thay sim y. Hách liên dung nói xong, kéo vô song vẻ mặt hắt tuyến bên cạnh bước nhanh ra khỏi phòng khách đông phương dịch nhìn ánh mắt hai người rời đi trong mắt hiện lên một tia phức tạp tựa như tiếc nuối lại giống như bất đắc dĩ tam hoàng tử trà không dễ uống sao mặt liên thấy hắn cầm chén trà nhưng không uống không khỏi mở miệng hỏi mặt thiếu tướng quân nói đùa trà hách liên thế tử này há có thể không dễ uống tại hạ bất quá là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi đông phương dịch bị thanh âm của mặt liên kéo trở về suy nghĩ khẽ cười lắc đầu, đại khái qua một khắc thời gian, rốt cục nhìn thấy hách liên dung cùng vô song hai người nắm tay nhau mà đến, tam hoàng tử, chờ lâu. Vô song triều đông dịch ấy nấy gầm gầm, mộ cô nương không cần đa lễ, nếu ba vị đều tốt, vậy chúng ta giờ phút này khởi hành. Đông phương dịch từ trên ghế đứng lên, khẽ nhướng mày dịp nhìn về phía hách liên lan, hách liên ruột gật gật đầu, làm tư thế mời đông phương dịch, sau đó dắt vô song đi ở phía sau hắn, Mạc Liên thì đi ở bên cạnh Hách Liên Duật, hai người cũng không có ăn mặc nhiều, bất quá là thay đổi quần áo bình thường mặc, Hách Liên Duật mặc giống như thường ngày, là áo choàng trăng lưỡi liềm màu trắng, mà vô song mặc thì là váy màu lam nước, một bạch y lam, coi trọng giống như bầu trời xanh mây trắng, rất là tương xứng, mấy người đều nhao nhao leo lên xe ngựa, đông phương dịch cùng Mạc Liên mỗi người một chiếc, Hách Liên Dung cùng vô song thì cùng ngồi một chiếc, xe ngựa một đường đi về phía trước, vô song khẽ tựa vào trên bảng xe nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay dậy sớm, lúc này lại cưỡi xe ngựa lão đảo, nhất thời có chút mệt mỏi, hách liên dược ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm dung nhan yên tĩnh của nàng, có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, vô song có chút bất đắc dĩ mở hai mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn chầm chầm hắn, vị công tử này, có thể đừng nhìn bổn cô nương như vậy không, cô nương quá đẹp mắt, bổn công tử không khống chế được ánh mắt của mình thấy nàng mở hai mắt ra, khóe miệng hách liên lan khẽ nhất, trên mặt mang theo một tia lưu mập, vô song nghe vậy, cười khẽ trả lời, đa tạ công tử khen ngợi, công tử lớn lên cũng rất đẹp, cô nương kia có bị bổn công tử mê hoặc không? Hách liên lan nhướng mày, có, mê đến đầu óc choáng ván, tìm không được bắt. Vô song ra vẻ thẹn thùng gật gật đầu, cô nương vừa nhắm mắt lại, nhưng bị dung mạo khuynh thành của bổn công tử mê muội, tự hồ là bị khen nghiện hoặc là đối với bầu không khí như vậy rất là hưởng thụ nguyên nhân hách liên duật có chút không muốn dừng lại vô song vừa định trả lời chỉ thấy xe ngựa đã vững vàng dừng lại nàng nhướng mày đem lời nói bên miệng nuốt trở về chỉ chỉ bên ngoài ý bảo hách liên duật đã đến hai vị đã đến rồi bên ngoài truyền đến thanh âm đông phương dịch trầm thấp vô song nhìn gương mặt có chút bất mãn của hách liên duật nhất thời cảm thấy buồn cười nhưng cũng không quản hắn mà là dẫn đầu nhất rèm lên xuống xe ngựa hách liên duật cũng theo sát phía sau, ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm đông phương dịch một cái, đông phương dịch có chút vô tội nhìn về phía vô song, vô song cúi đầu cười khẽ nhưng không giải thích cái gì, gia, phu nhân, tam hoàng tử, giờ ngọ sắp đến rồi, nếu không đi cũng không kịp rồi. Mặt liên thấy ba người đứng tại chỗ không hiểu, lên tiếng nhắc nhở, ôi chao, khách quý đã tới, tiêu gia ở đây đã chờ đợi hồi lâu. Lời nói của mặt Liên vừa dứt, một đạo thanh âm nhọn khác cũng theo đó vang lên đây là tiếu công công bên cạnh phụ hoàng ta đông phương dịch giới thiệu với ba người tam hoàng tử kính xin ngài mang theo ba vị tân khách cùng ta đến đây hoàng thượng đã chờ đợi hồi lâu tiếu công công nịnh nọt cười với đông phương dịch đông phương dịch gật gật đầu mang theo ba người dẫn đầu đi về phía trước tiếu công công thì run rẩy đi theo bên cạnh hắn vô song âm thầm đánh giá bốn phía chỉ thấy hoa đoàn vây quanh dương liễu y y Thanh Trúc ở bên sườn núi giả theo gió mát lay động, tháng năm vốn là một mùa khô nóng, ở đông ngạo quốc vẫn mát mẻ sảng khoái như trước, khó trách sẽ có linh khí hoành sinh, thật sự là một vị trí địa lý độc đáo, vừa xuyên qua lối đi thật dài, liền loáng thoáng truyền đến thanh âm náo nhiệt, xuyên qua một cái đình, tiếp tục đi về phía trong vườn, vừa xuyên qua vườn hoa, chỉ thấy một đám người ngồi trên một cái đình lớn, bên cạnh đình là một cái hồ dài mà trong suốt, bên hồ giống như con đường nhỏ mới tới, dương liễu xếp thành hàng cành liễu theo gió lay động, thế tử hách liên. Mặt thiếu tướng quân, người đầu tiên phát hiện mấy người, là hoàng thượng ngồi ở ghế trước, chỉ thấy long nhan của hắn mừng rỡ, có chút kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Bắc Đình quốc là cường quốc mạnh nhất trong tứ quốc, tự nhiên không phải quốc gia nhỏ như bọn họ có thể bể nghệ, cho nên cho dù thân là hoàng đế của đông ngạo quốc, nhưng cũng phải kính trọng thế tử duy nhất của Bắc Đình quốc này ba phần, nhi thần tham kiến phụ hoàng, Bắc Đình quốc Hách Liên Dung đã gặp hoàng thượng bắc đình quốc mặt tử phong đã gặp hoàng thượng dân nữ mộ vô song đã gặp hoàng thượng ba người nhau nhau hành lý người bên cạnh vụng trộm đánh giá mấy người thấy mấy người diện mạo thượng dai làm việc trầm ổn thấy hoàng đế cũng chưa từng có một tia sợ hãi không khỏi âm thầm nghi ngờ đương nhiên những đại thần kia đã gặp qua hách liên dung cùng mặt liên cũng biết thân phận của hai người chỉ là vị cô nương danh xưng mộ vô song kia bọn họ cũng chưa từng gặp qua trong lòng có chút nghi hoặc tiểu cô nương này là đi theo hách liên thế tử đến đây hay là hoàng thượng tự mình mời tới nghe nàng tự xưng là dân nữ nghĩ đến thân phận hẳn là không cao mới đúng a à. ha ha ba người đã lịch sự thôi nào ngồi lên đi ngồi lên dịch nhi mau mang theo mấy vị khách quý lên chỗ vâng phụ hoàng ba người bên này làm ơn khách liên ruột gật gật đầu mang theo vô song cùng mặt liên hai người đi theo đông phương dịch Ngồi xuống vị trí được chỉ định, mấy người vừa ngồi xuống, đã có cung nữ tiến lên rót trà nước cho bọn họ, trên mặt bàn đã sớm bày xong các loại điểm tâm cùng hoa quả. Chương 237 được mời 2. Khi tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán thân phận của ba người, có ánh mắt của một người, từ lúc mấy người vừa mới tiến vào, ánh mắt mang theo phẫn hận kia vẫn rơi vào trên người Vô Song, Vô Song ngồi xuống, theo tầm mắt ngược kia nhìn lại, lại nhìn thấy Đông Phương Diều đang hai tay quặng khăn tay ánh mắt lộ ra ánh mắt u ám hung hăng chờ nàng ngũ công chúa này không phải bị cấm túc sao làm thế nào tôi có thể đi ra ngoài vô song âm thầm nhướng mày mộ vô song chết tiệt đến đông ngạo quốc ta vẫn không an phận như vậy qn rủ thế tử hách liên cùng tam hoàng huynh không nói hôm nay lại đến qn rủ nhị hoàng huynh ta thật sự là không biết xấu hổ đông phương diều cắn chặt môi dưới nhìn thấy ánh mắt ngốc trệ của đông phương cẩn không khỏi oán hận thấp giọng nói ngủ muội quen biết nữ sinh kia. Đông Phương tỉnh nghi hoặc nhìn về phía nàng, đối với chuyện Đông Phương Duyên gần đây đột nhiên bị cấm túc, nàng có chút không hiểu rõ lắm, hỏi Phụ Hoàng, Phụ Hoàng cũng nói không biết, nàng cho là nàng làm chuyện gì, chọc Hoàng hậu mất hứng mới bị cấm túc, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, bất quá chỉ là một nông nữ ở Bắc Đình Quốc, ta làm sao có thể quen biết nữ nhân ti tiện như vậy, thanh âm ngũ công chúa tuy rằng cố ý hạ thấp, nhưng người ngồi bên cạnh nàng đều nghe rõ ràng, ngay cả nhị hoàng tử Đông Cẩn ở một bên cũng bị thanh âm của nàng gọi trở về tinh thần, ngủ muội quen biết cô nương kia. Đông Phương Cẩn vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, so với Đông Phương Tỉnh còn đẹp hơn ba phần nữ tử, quan trọng nhất là trên người nữ tử này cái loại khí chất lạnh nhạt thông dong này, làm cho người ta nhịn không được muốn đi thăm dò, nữ tử này nếu có thể thành nữ nhân của hắn thì tốt rồi. Nhị hoàng huynh, ngươi cũng không cần ôm ảo tưởng người ta chính là thế tử phi tương lai của Bắc Đình Quốc. Đông Phương Diêu cắn ba chữ thế tử phi đặc biệt nặng, Đông Phương tỉnh vừa nghe vậy, nhất thời hiểu rõ vài phần, nghĩ đến, là Đông Phương Duyên coi trọng thế tử hách liên của người ta, cho nên đối với cô nương kia hạ thấp như thế, người khác không nghe được mấy người nói chuyện, nhưng mấy người vô song đều là người luyện võ, lỗ tai bình thường so với người khác còn linh hoạt hơn vài phần, Đông Phương Diêu nói những lời kia, mấy người tự nhiên nghe được rõ ràng sắc mặt khách liên dược có chút không dễ nhìn sắc mặt mặt liên cùng đông phương dịch cũng không khá hơn bao ni mà thân là đương sự vô song lại sắc mặt thản nhiên giống như người vừa mới bị hạ thấp không phải nàng con ruồi đó không phải là bị ngươi nhốt sao sao lại thả ra kêu khách liên lan hạ thấp thanh âm trầm giọng nói với đông phương dịch bên phải hắn đông phương dịch nhịn không được cười khổ ban đầu ta đã nói với phụ hoàng ta nhưng hôm nay là ngày lễ tốt phụ hoàng ta cho phép nàng đi ra ngoài một ngày, hừ. Tốt hơn là đừng thả cô ấy ra, nếu không, tôi sẽ không nhớ cô ấy là nam hay nữ. Ánh mắt hách liên cảnh lạnh lùng nhìn lướt qua đông phương ái một cái, rõ ràng là một ánh mắt tràn ngập sát khí, rơi vào trong mắt đông phương duyên lại là hách liên giếp nhìn trộm nàng, không khỏi âm thầm mừng rỡ, nàng liền nói, dựa vào thân phận địa vị của nàng, làm sao có thể so ra kém nông nữ kia, chỉ thấy nàng đoan chính thân thể, Mặt lộ vẽ thẹn thùng liếc về phía hách liên duật vô song thấy vậy đôi môi son bị chén trà chống đỡ hơi nhếch lên bọn họ vừa ngồi xuống không lâu cuộc đua thuyền rồng liền bắt đầu con cháu thế gia vốn đem lực chú ý đặt ở trên người mấy người đều nhao nhao bị trận đấu kịch liệt hấp dẫn qua cảm giác được tầm mắt rơi trên người mình rốt cục cũng ít đi vô song không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt tò mò của đông phương tỉnh hai người đồng thời hơi sửng sốt sau đó cười khẽ gật đầu với nhau, động tác rất nhỏ này của các nàng rơi vào trong mắt Đông Phương Diêu, Đông Phương Diêu bất mãn liếc Đông Phương Tỉnh một cái, quả nhiên, tính cách tiện nhân và tiện nhân này chính là tương đối hòa hợp, ngũ công chúa, nước trà không còn nữa. Tiểu cung nữ ở một bên thấy nước trà rõ ràng đã không còn, nhưng ngũ công chúa vẫn uống, cũng không gọi người rót trà, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nhiều miệng. Đông Phương Diêu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt cúi đầu nhìn về phía trong chén thấy nước trà bên trong quả nhiên không còn lại thấy đông phương tỉnh ở một bên không chú ý bên này lúc này mới âm thầm trừng mắt nhìn tiểu cung nữ kia một cái tiểu cung nữ kia nghe vậy vừa định lên tiếng thỉnh tội lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng ngăn cản đành phải run rẩy đứng ở một bên không dám nói nhiều lời nữa ồ thắng thắng anh trai tôi họ thắng chỉ nghe một tiếng hoan hô xinh đẹp vang lên sau đó tiếng vỗ tay cũng theo đó vang lên được rồi được rồi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ngồi ở phía trước của hoàng đế trên cũng nhịn không được tán thưởng ra tiếng vô song không có đi xem trận đấu trên mặt hồ cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nàng vừa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mấy công tử sắc mặt vui mừng bước lên bờ sau khi nghe hoàng thượng nói đều nhao nhao mừng thầm đầu trù này đã bị mấy tiểu tử các ngươi nhổ được một ngàn lượng này thuộc về các ngươi còn có ngự thiện phòng chuẩn bị hồng nâu cũng đều thuộc về các ngươi, người đâu, lễ vật thưởng trình lên, tạ ơn hoàng thượng, mấy người nghe vậy, vội vàng tiến lên nói cảm ơn, có gì đặc biệt, chúng ta không phải là trễ một chút sao. Hừ, chỉ thấy chiếc thuyền rồng thứ hai lên bờ đi xuống bốn công tử lộ vẻ không cam lòng, một người phía trước đem mái chèo trong tay ném lên thuyền, oán hận hừ lạnh nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quên đây là nơi này, há là nơi ngươi có thể hồ nháo. Một công tử khác bên cạnh hắn thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Công tử vừa mới bất mãn kia nghe vậy, thân thể nhất thời cứng đờ, hắn nhất thời tức giận, lại quên nơi này chính là hoàng cung, ngồi trên đài chính là hoàng thượng, hắn vội vàng nhìn hoàng thượng, thấy hắn không chú ý bên này, mà là đem tầm mắt đặt ở trên người mấy người đoạt được vị trí đầu bảng kia, không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhõm. "Ngươi cũng đừng tức giận, nói như thế nào chúng ta cũng được thứ hai, lễ vật tuy nói ít đi một chút, nhưng vẫn có hay không?" chính là, vị trí thứ hai của chúng ta còn có 500 lượng, vị trí thứ ba kia mới có 200 lượng, những thứ cuối cùng này, đó chính là một sợi lông cũng không được, người có cái gì tức giận, vâng. Không sai, không sai, thành tích của vị trí thứ hai này so với vị trí thứ nhất không kém, chỉ là đáng tiếc, đến, đem lễ vật thuộc về bọn họ trình lên, đợi sau khi trao lễ vật cho mấy người xong. Hoàng thượng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bốn người đứng thứ hai kia, sau đó hạng ba cũng theo tới bờ thuyền phía sau cũng nhao nhao lên bờ thế nhưng giải thưởng đã cùng bọn họ vô duyên cuộc thi năm nay rất thú vị những người không giành được giải thưởng cũng đừng nản chí sang năm còn có còn nữa kính xin mấy vị tân khách còn có các vị đại thần dời giá cung điện cung yến nên bắt đầu hoàng thượng cười ha hả nói với một đám người vô song âm thầm nhướng mày lão hoàng đế đông ngạo quốc này nhìn ngược lại hòa khí hơn nhiều vậy mà còn có thể đi an ủi người khác nghĩ đến hẳn là không kém, khởi giá. Chỉ thấy tiếu công công kia cao giọng kêu lên, hoàng thượng được hoàng hậu cùng hắn nâng đỡ, đi ra ngoài đình, sau đó đến một đám hoàng tử công chúa, còn có hách liên duật cùng vô song mấy người, cuối cùng mới đến những phi tần đại thần cùng gia quyến kia. Chương 238 Cung Yến, Y, các ngươi có thấy không? Dung mạo của vị hách liên công tử của vị Bắc Đình Quốc kia cũng không thua tam hoàng tử chúng ta, vâng, y a các ngươi xem, mặt công tử kia bộ dạng cũng không kém, nếu như có thể gả cho một người trong đó, đời này ta cho dù là chết cũng không hối ức, nhìn vẻ mặt hoa si tướng của các ngươi, đừng nằm mơ, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, ngũ công chúa đối với hách liên công tử kia có ý tứ sao, đó không phải còn có mặt công tử sao? Có người bất mãn nói, hừ. Ngũ công chúa thích thì như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy vị mỹ nhân bên cạnh hách liên công tử sao, nhìn dáng người cùng bộ dạng kia, há nàng có thể so sánh được chỉ sợ là biểu tỷ ta đứng ở bên cạnh nàng đều ảm đạm vài phần quận chúa nói là một đám tiểu cô nương ở phía sau lẩm bẩm thảo luận mấy người phía trước nói là thảo luận thanh âm lại không có tận lực hạ thấp đặc biệt nữ tử được xưng là quận chúa kia thanh âm kia càng không có một tia ý tứ hạ thấp nghe được đông phương áo phía trước âm thầm cắn răng vô song thì âm thầm nhướng mày xem ra ngũ công chúa này ở đông ngạo quốc cũng không được hoan nghênh bao nhiêu a à. có chuyện gì vậy thấy bước chân nàng đột nhiên chậm lại hách liên phong nghiêng đầu hỏi không có việc gì vô song lắc đầu nàng chính là muốn nhìn xem tiểu cô nương công khai đối nghịch với ngũ công chúa kia rốt cuộc là bộ dáng như thế nào bất quá hiện tại mọi người đều đang đi nàng đột nhiên dừng lại có trở ngại giao thông cho nên chỉ là hơi chậm cước bộ từng nhiều người coi chừng một chút trước mắt bao người này hắn cũng không dám làm ra động tác thân mật với nàng hắn tuy rằng không thèm để ý nhưng cũng không muốn nàng bị người ta đàm luận bàn chân. Dọc theo đường đi vòng quanh, vô song âm thầm chửi bới, đây quả thực có thể so với đường núi 18 khúc của A, cung đình lớn như vậy, nếu nàng không tính sai, cái này đã đi ít nhất một canh giờ, may mà hoàng thượng này có tinh lực, còn có thể đi theo mọi người, nếu đổi lại là hoàng thượng khác, đã sớm dùng kiệu khiên đi. Sau khi tiếp tục vòng quanh hai lần nữa, rốt cục cũng đến Kim Loan Điện, vô song âm thầm thở dốc, tiếp tục vòng quanh, nàng có thể sẽ bị choáng váng các vị mời ngồi vào lần này xuất khẩu không phải hoàng thượng mà là tiếu công công bên cạnh hoàng thượng mà hoàng hậu ở một bên phụ trách toát mồ hôi cho hoàng thượng sau khi mang vào chỗ ngồi liền có cung nữ tiến lên rót trà cho các vị sau khi mọi người uống trà xong cung yến cũng bắt đầu vô song đối với những biểu diễn kia không có hứng thú gì chỉ là cúi đầu chậm rãi nhấm nháp điểm tâm trên mặt bàn chỉ thấy nàng ở lúc mọi người nhìn chăm chú vào vũ nữ ở giữa đại điện vụng trộm đem điểm tâm trên mặt bàn mỗi người một nửa nương theo tay áo che giấu vụng trộm ném vào trong không gian trong không gian vốn còn đang nhàm chán lăn lộn manh manh thấy trên mặt bàn nhà gỗ đột nhiên có rất nhiều điểm tâm sắc mặt không khỏi mừng rỡ trong lòng thẳng thắn khen chủ nhân của mình thật sự có tâm có đồ ăn cũng không quên nàng cảm ơn chủ nhân vô song nghe được thanh âm manh manh nói cảm ơn không có trả lời mà là trên mặt thản nhiên cười chuyện gì vui vẻ như vậy Hách liên ruột khẽ nhướng mày, hắn vừa mới cúi đầu đùa nghịch chén trà trong tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ý cười đột nhiên lan tràn bên môi nàng, vô song nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, thấy nàng không muốn nói, hách liên giật cũng không hỏi tiếp, hai người ở chung lâu như vậy, hắn cũng hiểu rõ tính cách của nàng hơn phân nữa, chuyện bình thường nàng muốn nói, chính là không cần hắn hỏi, nàng đều sẽ nói, nhưng nếu là chuyện nàng không muốn nói, chính là quấn chặt lấy nhau, cô ấy sẽ không nói với ngươi, hãy đến chén rượu này là ta kính ba vị khách quý, thần y mới vào đông ngạo quốc chúng ta, nhưng còn quen. Hoàng thượng trên long ỷ sau khi vũ nương lui ra, cầm lấy giường ở một bên nâng về phía mấy người vô song. Một ít hoàng thượng quan tâm, đông ngạo quốc thiên tuyệt địa linh, hoàn cảnh duyên dáng, khí hậu dễ chịu, dân nữ cảm thấy rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau khi vô song mở miệng, trên đại điện ngoại trừ thanh âm cảm khái của hoàng đế ra, Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào trạng thái yên tĩnh, những đại thần kia nhao nhao nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện đồng dạng không thể tin. Bắc Đình quốc này xuất hiện một thần y kinh người với y thuật, nghe nói, y thuật kia đến mức khởi tử hồi sinh, lại không nghĩ tới, thần y kia lại là một tiểu cô nương như vậy, đây không phải là đang nói giỡn với bọn họ sao? Cái này, cái này, làm sao có thể chứ? Có người kinh ngạc kêu lên, cô bé cũng vậy, quá nhỏ căn bản là không hợp với thần y trong tưởng tượng của bọn họ, không nghĩ tới nàng lại là thần y. Lục Bánh Bánh âm thầm kinh ngạc, Đông Phương Tỉnh ở một bên cũng kinh ngạc, tiểu cô nương này nhìn tuổi so với nàng còn nhỏ hơn, không nghĩ tới lại còn có bản lĩnh như vậy, thật sự là người không thể diện mạo a. Quận chúa, lần này có thể xem kịch hay, người này không chỉ là mỹ nữ, còn là thần y. Ngũ công chúa chỉ sợ là tranh không được chứ, một tiểu cô nương ngồi bên cạnh Lục Bánh Bánh có chút vui sướng khi người gặp họa nói đó là nàng ngoại trừ thân phận công chúa còn có thể làm cái gì? Còn cả ngày tự cho mình cao một chút tự biết cũng không có. Lục Bánh oánh liếc mắt nhìn Đông Phương Diêu đối diện nàng một cái trong mắt tràn đầy ghét bỏ. đúng vậy nữ nhi hoàng hậu thì như thế nào? nếu không phải năm đó Tố Di không muốn làm làm sao có phân chia của nàng? Cô bé mở miệng một lần nữa đó là cô cô ta nếu muốn làm hoàng hậu làm sao còn có phần hoàng hậu nương nương bây giờ lục bánh bánh nâng cầm lên khinh thường nói vô song nghe vậy rũ mắt đường công bên này hình như thật đúng là không ít a à. nếu nàng không đoán sai cô cô trong miệng quận chúa này hẳn là mẫu phi của đông phương tỉnh cũng chính là nghiên phi lục tố tố một trong những phi tần được sủng ái nhất hiện nay tuy rằng rất thú vị nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với mình những thứ quanh co kia nàng luôn luôn kính tả bất mẫn coi như nghe bác quái là tốt rồi có phải rất nhàm chán không? Hách liên phong nghiêng đầu, có chút lo lắng hỏi, đông phương dịch bên cạnh hách liên duật cũng nhìn tới ánh mắt thân thiết, còn có một đạo ánh mắt, là từ đối diện truyền đến, vô song hơi nhíu mày, ánh mắt kia nàng tự nhiên biết là ai, ngoại trừ nhị hoàng tử còn có thể có ai, không, ta cảm thấy rất thú vị. Nhìn sắc mặt của ngũ công chúa từ trắng biến đỏ, lại từ hồng biến tím, cũng không phải là rất thú vị sao, nếu cảm thấy không thú vị, có thể nói với ta, Chúng ta có thể rời khỏi sân khấu sớm. Nếu hắn muốn đi, tất nhiên là không ai dám ngăn cản. Vô song lắc đầu, lão hoàng đế kia không tệ, dù sao cũng nên cho người ta chút mặt mũi không phải. Cung yến này mới mở được một nửa liền rời khỏi sân khấu, điều này thật sự có chút bất lễ phép. Hách liên công tử đối với thê tử tương lai của mình quả nhiên quan tâm, nhìn ánh mắt sủng lịch của hắn, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Ánh mắt đông phương tỉnh dừng ở trên người hai người đối diện trong mắt có khát vọng cùng hâm mộ, hừ. Chuyện tương lai còn không chừng. Ai biết hai người này có thể đi tới một bước kia hay không? Đông Phương Diệu đang hừ lạnh nặng nề, ngủ ngụi đây là ý gì? Đông Phương tỉnh ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng, nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng, giống như thần y cô nương đối diện cùng nàng có bao nhiêu cừu hận, quả nhiên là thiếu kiên nhẫn, ngươi có nghĩa là gì với tôi? Có lẽ là bị ánh mắt hai người nhìn nhau làm cho tức giận, Đông Phương Dịch không chút nghĩ ngợi liền thốt lên bén nhọn nói. Đông Phương tỉnh hơi sửng sốt, sau đó âm thầm rũ mắt, trong lòng hừ lạnh, đây là chuẩn bị trở mặt. Chương 239, không biết thế tử Hách Liên có hôn phối không? Trên đại điện vốn náo nhiệt phi phàm, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua, tất cả mọi người đều dừng lại thanh âm thảo luận, nhìn về phía thanh âm kia. Người hiểu thân phận của Hách Liên Duật đều biết hắn đang có chủ ý gì, mà người không hiểu thân phận của Hách Liên Duật thì ở trên người mặt liên cùng hách liên duật bồi hồi, không biết lão quốc công đối với hôn sự của thế tử có đề nghị gì. hách liên lan khẽ nhớ mày, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía lão đầu kia, vô song thì ở một bên có chút hứng thú nhìn cô nương ngồi bên cạnh lão quốc công, mắt đầy thẹn thùng, quả nhiên, lại có một tình địch sao, đây là cháu gái ở dưới, tên là Úc Linh, Phương Linh 28 tuổi, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, thế tử nhìn xem như thế nào. Lão quốc công tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hách Liên Lan, thế tử Bắc Đình quốc này, mặc dù lúc trước bị người ta truyền thành bao cỏ, nhưng hiện giờ lời đồn giả kia đã bị phá vỡ, hiện giờ ai không biết, thế tử Hách Liên của Bắc Đình quốc này vì Bắc Đình quốc lập đại công. Nếu cháu gái của mình có thể gả cho hắn, cho dù là làm thiếp thị, vậy cũng mạnh a." À. Quốc công có thể chân chính nói đùa, cháu gái của ngài có liên quan gì đến thế tử này như thế nào? hách liên cảnh cũng không thèm liếc mắt nhìn vị cháu gái kia một cái, liền nhướng mày ra miệng, cô nương vốn là sống thu gận sống, mặt như phù dung, sắc mặt bị lời nói có chút kinh thường của hắn nổ tung, trong mắt sương mù như ẩn như hiện, thoạt nhìn thật đáng thương. Nàng nhìn thấy vị công tử này lần đầu tiên đã bị tư thế thiên nhân của hắn hấp dẫn, tuy nói tam hoàng tử là tình nhân trong mộng của tất cả nữ nhân, nhưng vị công tử này so với tam hoàng tử có thêm một phần nam tính, vẻ đẹp của tam hoàng tử thuộc về cái loại vẻ đẹp âm nhu này, mà vẻ đẹp của vị công tử này lại là nhu trung mang cương. Nàng không nghĩ tới, vị công tử này dĩ nhiên là thế tử của Bắc Đình Quốc, hiện giờ thân phận địa vị đều là môn đăng hộ đối với nàng, nếu mình có thể gả cho hắn, nói không chừng còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Cho nên sau khi nghe ông nội nói ra thân phận của hắn, liền cuốn lấy hắn gọi một chút, lại không nghĩ tới, sẽ bị hắn kinh miệt như vậy, hừ cóc muốn ăn thịt thiên nga cũng không lấy gương nhìn kỹ liền ngươi dáng người dung mạo kia làm sao có thể so sánh với chuẩn thế tử phi của người ta đông phương diều thổi trà trong chén ngữ khí không mất đi kinh miệt thì thầm thanh âm tuy rằng rất nhỏ nhưng toàn bộ đại điện đều vừa vặn nghe được hơn nữa khi nàng nói chuẩn thế tử phi kia ánh mắt còn có ý vô tình liếc về phía vô song người sáng suốt này đều thấy rõ đại thần vốn có chút nóng lòng muốn thử cũng đều nhao nhao đem lời nói trong lòng đè xuống hết lần này tới lần khác lại có người không rõ liền muốn nói rõ ràng cái này hách liên thế tử khi nào có chuẩn thế tử phi người nào có thể có cháu gái hắn tướng mạo song toàn mạnh mẽ bản thế tử có chuẩn thế tử phi hay không còn cần phải nghĩ đến công báo lão quốc chuẩn bị khuôn mặt vốn như gió xuân của hách liên phong đột nhiên âm trầm xuống thanh âm càng mang theo hàng ý nồng đậm tất cả mọi người nhịn không được run rẩy trong lòng âm thầm thổn thức Hách Liên Thế Tử này thật sự âm tình bất định, vừa rồi còn mặt đầy gió xuân, hiện giờ tuyết rơi tán loạn. Ừm. Kính xin Hách Liên Thế Tử chớ tức giận, lão quốc công cũng bất quá là thấy thế tử Hách Liên quá mức ưu tú, lúc này mới nổi lên lòng ái tài, lão quốc công, trẫm nói có đúng không? Vâng, vâng. Nghe hoàng thượng nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn dám tiếp tục nói tiếp, lúc trước hắn không chú ý tới tâm tình của Hách Liên Duật, hiện tại mới phát hiện mặt hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống, nếu hắn tiếp tục hỏi tiếp, nói không chừng sẽ nháo ra chuyện cười gì cũng nói không chừng, mọi người có điều gì đó không biết, chuẩn thế tử phi của hách liên thế tử này, không phải là thần y cô nương bên cạnh hắn sao? Đông phương áo nhìn chầm chầm vô song, sâu kín nói, mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt nhau nhau hướng về phía vô song, vô song hơi nhướng mày, đông phương diệu đây là muốn nói cho người khác biết. Hai người bọn họ còn chưa thành hôn đã tư tương thụ, không biết liêm sĩ sao, thì ra thần y chính là chuẩn thế tử phi của thế tử Hách Liên. Không biết Duệ Vương Gia và Duệ Vương Phi có biết chuyện này không? Lão Quốc Công nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, Hách Liên Phong vừa mới ở trước mặt mọi người kiên quyết cự tuyệt cháu gái của hắn, hiện giờ hắn làm sao có thể không đòi lại chút lãi suất đây? Đây là chuyện của Bắc Đình Quốc ta, có liên quan gì đến Đông Ngạo Quốc các ngươi? Mặt Liên ở một bên trực tiếp đem chén trà nặng nề đặt trở lại trên mặt bàn, nước trà ấm áp văng ra, nhỏ xuống mu bàn tay hắn, hắn lại bất chấp đi lau, mà là thẳng tắp nhìn về phía lão quốc công kia, lời hắn vừa dứt, cả đại điện đều trầm tĩnh lại, lão hoàng đế âm thầm mắng lão quốc công một tiếng ngu xuẩn, hách liên thế tử này há có thể ngấp ngập, mặt thiếu tướng quân đây là ý gì? Ngươi nhưng đừng quên, nơi này chính là đông ngạo quốc, nhị hoàng tử thấy lão hoàng đế nhíu mày, còn tưởng rằng hắn đối với động tác của mặt liên bất mãn. Nhất thời vội vàng ra khỏi uy hiếp nói, cẩn nhi hoàng hậu trên cao vị nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng lên tiếng quát lớn nghịch tử ngươi nói cái gì vậy lão hoàng đế tức giận sắc mặt trắng bệch thân thể đều từ trên long ỉ đứng lên nhị hoàng tử nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến chẳng lẽ phụ hoàng vừa nhíu mày không phải là bởi vì thái độ bất mãn mặt tử phong phụ hoàng nhi thần ngươi im miệng cho tôi ra ngoài nhị hoàng tử nghe vậy môi miếng chặt hai tay siết chặt nhưng cũng không dám tiếp tục nói cái gì nữa mà hướng lão hoàng đế hành lễ cáo lui nhi thần cáo lui mặt liên thấy vậy hơi hừ lạnh còn không có ai dám uy hiếp hắn ngay trước mặt vô song thoáng thoáng mắt ánh mắt đảo qua khuôn mặt hơi trắng bệch của đông phương diêu, môi son nhếch lên một tia cười lạnh xem ra đông ngạo quốc này không hoan nghênh chúng ta a à. mặt liên nghiêng mi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lão hoàng đế chỗ nào là nghịch tử không hiểu chuyện kính xin mặt thiếu tướng quân chớ trách tội lão hoàng đế có chút xấu hổ cười nói, trong lòng âm thầm thất vọng, đứa con thứ hai của mình quả nhiên không phải làm thái tử, Giang Sơn này nếu giao cho hắn, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị diệt, hắn đem ánh mắt chuyển đến trên người đông phương dịch, sau đó âm thầm gật đầu, vẫn là tam nhi tử của mình tương đối thượng đạo, không chỉ quen biết đám người thần y cùng thế tử, làm việc còn không kiêu ngạo không nóng nảy, phụ hoàng, thế tử hách liên hẳn là mệt mỏi, hay là do ta đưa bọn họ trở về trước, Đông Phương Dịch dẫn đầu đứng dậy, cung kính hành lễ với lão hoàng đế. Hách Liên Phong hơi nhướng mày, mình đúng là muốn tìm cớ rời đi, chỉ là còn chưa kịp nói ra miệng, Đông Phương Dịch đã dẫn đầu xuất khẩu. Đông Phương Diều cùng lão quốc công sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ nháo đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ là một chuyện đơn giản, làm sao có thể liên lụy đến chuyện quốc gia. Được rồi. Vậy thì dịch nhi thay ta đưa tiễn mấy vị lão hoàng đế cũng không giữ lại, lúc này không khí có chút xấu hổ, ba người bọn họ quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại, vậy chúng ta liền cáo lui trước. Hách liên dược đứng dậy trước, hướng lão hoàng đế hơi hành lễ, mặt liên cũng đứng dậy theo, vô song theo sát phía sau, ba người giống như lúc tới, đi theo phía sau đông phương dịch rời khỏi đại điện, sau khi bốn người rời đi, trên đại điện lại khôi phục yên tĩnh. Lão Hoàng đế bình tĩnh nhìn lướt qua lão quốc công cùng Đông Phương Diêu một cái, Đem tay áo nặng nề vung lên, còn không đợi mọi người hành lễ với hắn, cũng không để hoàng hậu đỡ lấy cánh tay hắn, liền sải bước đi ra khỏi đại điện. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau khi bóng lưng lão hoàng đế biến mất, mới nhao nhao quỳ xuống thỉnh lễ. Chương 240 Tòa nhà đỏ. Sau khi bốn người ra khỏi cửa cung, Đông Phương Dịch mời ba người đến hồng lâu ngồi một chút. Vô song nhớ tới lúc ở Tử Trúc Lâm, Đông Phương Dịch hình như cũng từng nói qua cái tên như vậy, lúc ấy nàng nổ vừa nghe, liền đột nhiên nhớ tới hồng lâu mộng, nghĩ đây hẳn là nơi nữ nhi thường tụ tập mới đúng, phu nhân đi hồng lâu hẳn là không tiện lắm chứ. Mặt liên quái dị liếc hách liên dục một cái, trên mặt có chút rối rắm, hách liên lan chỉ cười cười, nhưng không trả lời câu hỏi của mặt liên, đông phương dịch lắc quạt trong tay, trầm tư trong chốc lát nói, nếu thế tử hách liên muốn đi, mộ cô nương tự nhiên cũng phải đi theo mới, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Vô song nghe vậy, luôn cảm thấy có loại dự cảm không rõ, đi hồng lâu này còn tạo thành hiểu lầm, chẳng lẽ là kỹ viện, ba người vừa nghe, đều lộ ra cổ quái nhìn về phía nàng, phu nhân đi qua. Mặt liên nhớ mày, a, à. Vô song hơi sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến, mình vừa rồi lại đem lời nói trong lòng nói ra, không khỏi âm thầm xấu hổ, cụ, cái này, chưa từng ăn thịt lợn đã thấy heo chạy chứ. Vô song ho nhẹ che miệng ho nhẹ, thản nhiên đáp, chật chật, ví dụ này, thật mới mẻ. Mặt liên bộ dáng cam bái hạ phong, chúng ta đi thôi, cách đó không xa, ngồi xe ngựa không đến chừng 10 phút đồng hồ đã tới, tam hoàng tử trắng trợn ra vào kỹ viện như vậy, thật sự tốt không? Khách liên phong treo chọc nói, lẫn nhau, nếu người khác nói đến, ta liền nói là cùng khách nhân đến đây, khách liên lan thấp giọng cười khẽ, tam hoàng tử nói đùa, hồng lâu này ai mà không biết, đây là sản nghiệp của tam hoàng tử, khách liên thế tử nếu đã biết, cần gì phải nói như vậy? Không phải là không sao sao sao, hai vị, còn cân nhắc cảm thụ của phu nhân chúng ta một chút, các ngươi ở dưới ánh mặt trời nói chuyện phím, phu nhân chúng ta lại muốn đứng ở bên ngoài chờ các ngươi, có chút thương hương tiếc ngọc tâm hay không? Mặt liên tựa vào bên cạnh xe ngựa, hai tay vòng ngực, trong mắt mang theo trêu tức nhàn nhạt, hai người nghe vậy, nghiêng đầu nhìn, lại nhìn vô song lúc này đã lên xe ngựa, nào có mực liên nói đáng thương như vậy, lần đầu tiên. Hai người có chung địch nhân, ánh mắt đồng thời trừng về phía mặt liên. Mặt liên nhúng nhúng vai, chân dài một cái, nhanh chóng trốn vào trong xe ngựa. Hai người liếc nhau một cái, ánh lửa bốn phía, khóe miệng đồng thời cười tà mị. Sau đó rất nhanh tắt ra, mỗi người trở lại xe ngựa của mình. Đại khái hơn 10 phút trôi qua, xe ngựa rốt cục dừng lại ở cửa hồng lâu. Người xuống xe đầu tiên là vô song, xe vừa dừng lại, cô liền vén trèm xe nhảy xuống xe ngựa, nhìn từ bên ngoài hồng lâu chiếm diện tích quả thật đủ lớn hai bên đại môn bày hai chậu hoa phía trên treo hai cái đèn lồng lớn đỏ rực bởi vì ban ngày không có kinh doanh cho nên đại môn màu đỏ thẫm là đóng chặt đông phương dịch hướng về phía mã phu của hắn ý đồ một cái mã phu kia thuận ý tiến lên có tiết tấu gõ cửa hai lần mỗi lần đều là một nhẹ hai trọng vô song có hứng thú nhìn về phía đông phương dịch lại thấy hắn nhẹ nhàng dựa vào xe ngựa ôm nhu đến hơi gật đầu về phía nàng vô song âm thầm kinh ngạc hắn biết ý tứ mình muốn biểu đạt thật ra cô muốn hỏi đây không phải là ám hiệu gì chứ nhưng nhìn bộ dạng hiểu biết của hắn có lẽ hẳn là đã nhìn ra ý tứ của nàng tới đây rồi chỉ nghe bên trong truyền đến hai tiếng nữ thanh hào sản chỉ chốc lát sau đại môn liền bị người nhẹ nhàng mở ra người bên trong xuyên thấu qua khe cửa vừa nhìn thấy vô song đứng ở giữa cửa lớn không khỏi hơi sửng sốt sau đó trong đại môn lại truyền ra thanh âm kia cô nương nếu là muốn tìm ngươi phu quân mà nói, xin mời trở về, hồng lâu chúng ta còn chưa mở cửa, bên trong ngoại trừ các cô nương cùng gã sai vặt hồng lâu chúng ta ra, sẽ không có nam nhân xa lạ nào khác, trong giọng nói còn tràn đầy thương hại, giống như là đang cảm khái, ngay cả một nữ tử xinh đẹp như hoa như vậy cũng không khoanh tròn được nam nhân của mình, vô song đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút dở khóc dở cười, ai nói đến kỹ viện nhất định phải tìm phu quân. Cô ấy đi với phu quân tương lai, được chứ? nhào lộn. Dì Hồng, cô nương này cũng không phải đến tìm phu quân, nàng là khách nhân của ta. Đông Phương Dịch nghe vậy, nhìn khuôn mặt có chút đen nhánh của Hách Liên Phong, không khỏi cười khẽ giải thích. Hồng Di kia nghe được thanh âm của Đông Phương Dịch sau đó, mới mừng rỡ đem đại môn kéo ra, là chủ tử tới rồi. Thì ra là khách nhân của chủ tử, là ta không phải, kính xin cô nương chớ trách tội. Lúc này Hồng Di mới ý thức được mình vừa nói sai lời, không khỏi có chút xấu hổ ánh mắt lại vụng trộn liếc mắt nhìn chủ tử mình một cái trong mắt hiện lên một tia quái dị dường như là không hiểu vì sao chủ tử nàng lại muốn mang theo một cô nương đến hồng lâu vị hồng di này quả thật nói sai rồi phu nhân chúng ta cũng không phải đến bắc giang mà là cùng gia gia nhà ta đi dạo hồng lâu mặt liên chậm rãi lắc qua dưỡng trên mặt lộ ra không thể nghi ngờ a à, thì ra cô nương là cùng phu quân nhà mình đến nha vị công tử này thật sự là xin lỗi xin lỗi, hồng di kia, cũng chính là lão diêu nơi này, sau khi nhìn thấy hách liên duật ở một bên, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng lên tiếng xin lỗi, nguyên lai like không phải chủ tử bọn họ kỳ quái, mà là vị công tử này tương đối kỳ quái, đến đây đi dạo kỹ viện, còn mang theo phu nhân nhà mình cùng nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hồng di, chớ để cho khách nhân của ta đứng quá lâu, thấy bên ngoài đã bắt đầu có người tụ tập cùng một chỗ. Hướng mấy người chỉ rõ, đông phương dịch lúc này mới lên tiếng nhắc nhở a à, một vài người xin vui lòng vào xin vui lòng vào lúc này hồng di mới phản ứng lại vội vàng mời người vào phòng Hách liên dung tiến lên ông lấy thắt lưng nhỏ của vô sông lướt qua hồng di kia dẫn đầu đi vào bên trong vô sông lộ ra vẻ xấu hổ làm sao cô cảm thấy kỳ lạ giống như một cô gái đi du lịch trở về với khách vậy nhìn cái gì xem cái gì có gì đẹp nhanh chóng giải tán Tăng. sau lưng truyền đến thanh âm hồng di mắng người y o chủ tử đây là mang khách đến cho các tỷ muội chỉ thấy một cô nương cầm khăn trắng trong tay mặt thoa son môi điểm son xa eo thắt lưng như liễu mắt như sóng mùa thu lúc này đang đạp thang gỗ từng bước từng bước đi xuống ôi chao cô nương của ta a à, hôm nay cũng không phải lúc ngươi nên nói giỡn mấy người kia chính là khách nhân của chủ tử ngươi chớ có hồ nháo dì hồng vừa đóng cửa lại liền nghe được lời của cô nương này, vội vàng chạy tới bám vào bên tai nàng thì thầm, vậy thì sao? Chủ tử ví dụ mang đến khách nhân, cái kia không phải cần các tỷ muội hầu hạ sao? Anh nói, phải không, cô nương kia không để ý lắm, đợi nói xong, còn hướng trên lầu hỏi một chút, vô song vốn đang đánh giá hồng lâu trang trí, cho nên đối với các cô nương trốn dưới rèm cửa, người đẩy ta đuổi đi nhìn rõ ràng, đổ quyên, chớ có hồ nháo hôm nay khách của ta không cần các ngươi hầu hạ. Đông Phương Dịch đúng lúc lên tiếng ngăn cản, Đỗ Quyên xem ra là hoa khôi nơi này, vô song hơi nhướng mày, bộ dạng quả thật rất mỹ nhân, nhìn đoàn tuyết trắng như ẩn như hiện trước ngực, chính là nữ tử, cũng nhịn không được muốn tiến lên đùa giỡn một phen, khụ khụ. Đương nhiên chỉ là ngẫm lại, cô không có khả năng hành động, dù sao, khuynh hướng tình dục của cô vẫn rất bình thường.